Mùi Tiêu lão tổ, nhanh làm quyết định. Các tộc lão may mắn còn sống sót bên trong phó điện suy yếu vừa lo lắng gào thét. Bọn hắn đều rõ ràng tình huống mẫn cảm của Đại Quang Mang Điện, tuyệt đối không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể buộc trấn giữ Mùi Tiêu mạo hiểm. Mùi Tiêu nôn nóng lại tức giận, gương mặt mo tang thương đều bóp méo. Thật lâu, chuẩn bị phản kích, Mùi Tiêu bỗng nhiên quay người, đẩy cửa Đại Quang Mang Điện ra, lao thẳng đến bí địa dưới đáy tế đàn. Đại Quang Mang Điện nhất định phải toàn diện khởi động, nếu không pháp trận tầng thứ ba sẽ không kiên trì được quá lâu, đến lúc đó Khương Phàm giết đến sẽ còn uy hiếp được thần tôn. Nếu để đến lúc đó bị uy hiếp, còn không bằng cho hắn sớm chào hỏi cùng thần tôn. Nơi Quang Mang thần tôn đang bế quan là ở dưới đáy Đại Quang Mang Điện. Nơi này có phạm vi cực lớn, không gian mênh mông, năng lượng vặn vẹo, giống như là thế giới ánh sáng. Tế đàn nguy nga như núi. Xoay quanh tại đỉnh chóp, do nhiều sợi xiềng xích quấn quanh, liên tiếp với căn cơ Đại Quang Mang Điện, cũng sâu chuỗi đến pháp trận nội điện. Thần tôn thì chìm ở dưới đáy, bị khí tức huyết nhục mãnh liệt bao phủ. Sở dĩ hắn lựa chọn nơi này, ngoại trừ nơi này là cấm khu, ai cũng không thể tùy tiện mạo phạm ra, thì còn có thể cung cấp hoàn cảnh an toàn và tuyệt đối an tĩnh, càng quan trọng hơn là năng lượng nơi này mênh mông như biển, có thể bảo đảm hắn nhanh chóng tái tạo thần khu tốt hơn. Lựa chọn bế quan ở chỗ này, tuyệt đối không có lỗi, sai là hắn căn bản không ngờ tới Khương Phàm lại cuồng ngạo đến mức dám bôn tập Quang Mang thần điện bọn hắn, thậm chí còn tùy tiện giết tới khu nội điện. Khởi bẩm thần tôn, Khương Phàm tập kích Quang Mang thần điện, lợi dụng Âu Dương Vân Quyệt lừa gạt mở pháp trận ngoại điện, giết vào nội điện. Ngoại điện đã bị Khương Phàm dẹp yên, bọn hắn đang vây công trong điện. Bây giờ nội điện còn sót lại tầng pháp trận cuối cùng, nhất định phải khởi động chủ tế tràng. Còn xin thần tôn hiểu. Mùi Tiêu vừa tới đến phần đáy, lo lắng bẩm báo, nhưng không chờ hắn lao tới tế đàn, tiếp quản khống chế thì đã phát giác được cuồng chiều năng lượng đã mất khống chế ở dưới đáy. Khí tức huyết nhục mãnh liệt, nương theo minh mông thần uy, đang kịch liệt cuồn cuộn. Khi thì bành trướng vô hạn, chật ních không gian dưới đáy, giống như là thần linh muốn bạo tạc. Khi thì mãnh liệt áp xúc, giống như là trở nên yên ắng. Loại ba động này đối với bất kỳ võ giả nào mà nói cũng đều không xa lạ gì, đây là không kiểm soát. Mùi Tiêu có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Thần nguyên muốn phát nổ. Không không không. Nếu như thần nguyên triệt để mất khống chế, dẫn phát bạo tạc, thần tôn chắc chắn sẽ phải, cũng chắc chắn sẽ liên lụy đến pháp trận nội điện. Thần tôn, chịu đựng, xin hãy chịu đựng. Mùi Tiêu cuồng loạn gào thét, gắt gao tiếp cận cuồng chiều năng lượng ba động ở phía dưới. Khẩn trương đến run rẩy. Quang Mang thần tôn đang chìm ngâm ở trong đau đớn cùng tuyệt vọng to lớn. Mặc dù Đại Quang Mang điện không có khởi động toàn diện, nhưng đã là khởi động bình thường, pháp trận nội điện nơi này vẫn là chủ trận tâm, cho nên pháp trận biến động kịch liệt đã rõ ràng truyền đến nơi này. Theo pháp trận nội điện lắc lư mãnh liệt và liên tiếp vỡ vụn, Quang Mang thần tôn như là có thể rõ ràng cảm nhận được Quang Mang thần điện đang bị xé nát tầng tầng. Càng có thể tưởng tượng đến hình ảnh bi thảm khi đám tên điên xí thiên giới kia hoành hành tùy ý giết chóc. Mặc dù được tôn làm thần linh, sẽ không tùy tiện bị cảm xúc ảnh hưởng, nhưng nếu thật sự là xuất hiện chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc thần linh, nhất định cực kỳ nghiêm trọng, cũng có thể gây nên nổi giận. Quang Mang thần tôn bi phẫn muốn tuyệt, đầu tiên là ở Thiên Trụ Sơn bị Khương Phàm và Cửu Thiên thần tôn điên cuồng ngược đánh, mặt mũi đã rất tổn hại, sau đó lại là thời khắc sinh tử bỏ qua cơ thể. Chật vật sống nhờ Quang Minh thần kiếm, thật vất vả mới từ cõi chết trở về, sau đó lại không thể không vận dụng nội tình vài vạn năm của thần điện, rốt cuộc cũng muốn khổ tận cam lai, tái tạo thần khu, trở về đỉnh phong, vậy mà Khương Phàm lại giết tới trước cửa nhà. Dù cho hắn có kiên cường như thế nào, lại ổn trọng như thế nào thì cũng không chịu nổi kịch biến luân phiên như thế này. Hắn vốn phải là hộ giả thần điện, lại bất lực tại thời điểm thần điện lọt vào hủy diệt. Cung điện liên tục sụp đổ, pháp trận lay động mãnh liệt, đều giống như gõ vang lấy tiếng chuông tang cho Quang Mang thần điện. Một tiếng, một tiếng, một tiếng, từng tiếng nhập hồn, từng tiếng thấu xương. Quang Mang thần tôn làm sao có thể giữ vững được bình tĩnh, làm sao có thể bình yên ngưng tụ huyết nhục. Hắn tức giận, tuyệt vọng, cảm xúc dao động kịch liệt, ảnh hưởng đến khí tức huyết nhục như đại dương cuồn cuộn, gần như mất khống chế. Hắn đã hai lần liên tiếp ép buộc mình tỉnh táo lại, đổi lấy lại là tầng thứ ba và tầng thứ hai vỡ vụn. Mùi Tiêu đột nhiên xông vào dưới đáy, lại lo lắng gào thét,
như là đè sập một bó rơm rạ cuối cùng. Quang mang thần tôn không thể kiên trì thêm được nữa, hắn gào thét bi thương, thừa dịp năng lượng thoáng bình tĩnh, cưỡng ép thoát thân, bay thẳng lên trời. Đi! Quang mang thần tôn đưa một tay bóp lấy Bùi Tiêu bay đến không trung, hiện ra quang mang thuật, lấy phương thức gần như đang không gian vượt qua, xông ra khỏi đại quang mang điện. Bùi Tiêu ngưng tụ con ngươi, trái tim điên cuồng đập loạn, khó có thể tin được mà nhìn thần tôn đang bắt lấy mình. Đây không phải thần tôn tôn quý cao ngạo trong ấn tượng của hắn, đơn giản chính là một bộ huyết nhục treo đầu lâu. Hình dáng khung xương đơn giản, nội tạng bành trướng nhảy lên, mạch máu trải rộng toàn thân, nhưng thịt tươi cũng không hoàn chỉnh, làn da càng là không thành hình. Cho dù là khung xương nội tạng cũng giống như vô cùng suy yếu, cũng không có thật sự ngưng thực. Quang mang thần tôn xông ra khỏi đại quang mang điện trong chốc lát, khí tức huyết nhục mất đi kiềm chế triệt để bạo loạn, như là thần linh gầm thét, thanh triều cuồn cuộn, sôi trào lên thần uy kinh khủng, bao phủ lấy tế tràng treo cao, phá hủy xiềng xích, làm đứt đoạn liên hệ sâu chuỗi pháp trận khu nội điện. Ầm ầm. Khi quang mang thần tôn thoát khỏi, huyết khí cuồn cuộn, thần uy mạnh mẽ như núi lửa hoang cổ bộc phát, từ dưới lên trên che mất đại quang mang thần điện. Tòa đại quang mang điện nguy nga này đã được lập hơn 2 vạn năm, nơi này tượng trưng cho tổ địa của quang mang thần điện với vinh quang truyền thừa vô tận, bị thần tôn truyền kỳ cùng đương kim thần tôn của quang mang thần điện, liên thủ, hủy diệt. Chủ trận đột nhiên sụp đổ, lúc này liên lụy đến 6 tòa tế tràng phó điện. Các tộc lão đang đau khổ kiên trì vội vàng không kịp chuẩn bị, lọt vào phản phệ nghiêm trọng, không phải bị đánh chết ngay tại chỗ, thì chính là phun máu tháo chạy. Từ chủ điện đến phó điện sụp đổ, để một tầng bình chướng pháp trận nội bộ bảo vệ quang mang thần tôn cuối cùng lập tức tán loạn. Ánh sáng bị dập tắt, thần uy thì tán loạn. Trăm dặm sơn hà trong điện khu quang mang thần điện lay động lịch liệt, hoàn chỉnh bại lộ tại trước mặt bọn người Khương Phàm. Chỉ là bên trong không còn cẩm tú phồn hoa, không còn trang nghiêm túc mục, mà là bị phá thành mảnh nhỏ, bụi mù bay ngập trời, càng có huyết vụ không có tận cùng, như mây tựa như biển cả mãnh liệt lao ra. Bao phủ sông núi, vỡ nát không gian. Đột nhiên xuất hiện kịch biến để bọn người Khương Phàm cũng hơi ngạc nhiên, cơ hồ là không dám tin. Huyết vụ đập vào mặt càng là tràn ngập thần uy cuồn cuộn, đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn của Khương Phàm và đám người của hắn. Nhưng, ngăn quang mang thần tôn lại cho ta. Khương Phàm kịp phản ứng trước nhất, hắn nghiêm nghị gào thét. Răng rắc, Đông Hoàng Toại thôi động vạn giới môn, nhấc lên sóng chiều không gian cuồn cuộn. Để hư không vừa mới bị thần huyết khuấy động triệt để sụp đổ, phạm vi tung hoành hơn 1000 dặm. Ngàn dặm sơn hà bị ánh sáng bao phủ, trong chốc lát đã lâm vào hắc ám vô tận. Quang mang thần tôn đang chạy trốn bại lộ rõ ràng trong hư không. Quang mang thần tôn, hôm nay ngươi sống không được. Khương Phàm quả quyết phóng thích thương sinh tạo hóa, chỉ đến đoàn ánh sáng trong hư không tối tăm kia. Dân chúng cầu nguyện, quốc vận thần triều, tạo hóa tự nhiên. Năng lượng vô hình lại tràn ngập đất trời hội tụ tới một chỗ. Sát sinh tiễn nhanh chóng thành hình, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, uy lực và năng lượng vô biên. Theo 11 khu an toàn thành hình, Khương Phàm bắt đầu nhận lấy hàng chục tỷ dân chúng ủng hộ, theo biến động kịch biến tại Thương Huyền, số lượng lớn tài nguyên bắt đầu được dùng, uy lực tạo hóa cũng theo đó mà tăng vọt. Khương Phàm thi triển ra uy lực thương sinh tạo hóa đạt tới trình độ chưa từng có, chỉ đến quang mang thần tôn ở phía xa. Như là đại biểu lời cầu nguyện của chúng sinh, tuyên án sinh tử. Quang mang thần tôn đang muốn xé mở hư không thoát khỏi, lại đột nhiên nhận ra một loại nguy hiểm không cách nào nói rõ, giống như đột nhiên lâm vào ảo giác quỷ dị, xung quanh không còn là hư không, mà là không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, hình dáng vạn vật tự nhiên, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Sát sinh tiễn nổ bắn ra trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn. Vang vọng thiên vũ, chiếu sáng chiến trường, giống như là một viên sao chổi bay ngang qua bầu trời, hào quang rực rỡ đến cực hạn. Quang mang thần tôn bỗng nhiên bừng tỉnh, điên cuồng thôi động quang minh thần kiếm thức tỉnh, ánh sáng chiếu phá hư không, chiếu thấu đất trời, thậm chí muốn chiếu thấu 100 vạn năm cổ kim, mũi kiếm sắc bén vô song, giống như là có thể cắt ra chư thiên vạn cổ, chém giết thần ma vô tận. Khi sát sinh tiễn đánh tới trong nháy mắt, quang minh thần kiếm lấy thần uy chảm phá vạn đạo, bổ vào bên trên sát sinh tiễn. Sát sinh tiễn quả thật có thể thẩm phán sinh tử, cũng là năng lượng vô hình vô chất, nhưng vẫn bị loại thần khí hoang cổ,
Quang Minh Thần Kiếm có thể chém chết hết thảy mọi thứ này ảnh hưởng tới, bị cường thế chặt đứt, nhưng, điên cuồng phản kích trong chớp mắt, đối với mệt mỏi Quang Mang Thần Tôn mà nói là tiêu hao cực lớn. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng Càn vượt qua vũ trụ, giết tới gần. Mái tóc dài của hắn bay loạn, gương mặt dữ tợn, giơ cao cánh tay phải, xuyên suốt cùng thâm không vô tận, diễn biến ra một cái luyện lô rộng rãi. Nhìn như mông lung mơ hồ, lại quỷ bí khó lường, như là vũ trụ mênh mông biến thành. Quang Mang Thần Tôn, còn nhớ rõ thần uy này không? Toàn thân Đông Hoàng Càn đều đang thiêu đốt, là thật sự thiêu đốt. Sinh mệnh, linh hồn, cùng năng lượng, đều đang bộc phát bên trong thiêu đốt. Hắn muốn báo thù cho thần tôn. Hắn không thể để cho tế hiến sau cùng của thần tôn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu thần tôn bọn hắn không thể giải quyết Quang Mang Thần Tôn, vậy thì để hắn bổ sung một kích cuối cùng. Ầm ầm ầm. Hư không luyện lô thành hình, bao phủ Quang Mang Thần Tôn vừa mới bổ sát sinh tiễn ra. Luyện lô bộc phát ra cường quang quỷ bí, đó là hư vô thiên hỏa, hư vô thiên lôi, hư vô cương khí. Đây là chí cao truyền thừa Cửu Thiên Thần Tôn dạy cho Đông Hoàng Càn, lấy năng lượng thánh hoàng đều khó mà tùy tiện thi triển. Nhưng giờ phút này Đông Hoàng Càn đang phóng thích cực hạn, đang điên cuồng thôi phát động ra uy lực của thần, hiện ra vô tận thần uy, như là Cửu Thiên Thần Tôn tái nhập. Hư không luyện lô đứng vững, thổ bạo trấn áp Quang Mang Thần Tôn. Hư không bên trong triệt để ngưng kết, khác loại năng lượng hư không tràn ngập bao phủ lấy hắn. Quang Mang Thần Tôn bị vô tình định trụ, tàn nhẫn luyện hóa. Thịt tươi và hài cốt vốn đã không ổn định cũng bắt đầu hòa tan. Về phần Tân Tấn Thánh Hoàng, Bùi Tiêu, thì nhanh chóng biến thành hài cốt, đau đớn gào thét, như bất cứ lúc nào có thể quy về hư vô. Nhưng, thần tôn, sống sót, thần điện không thể không có ngài. Không nên lưu luyến tổ địa, đến Xích Thiên Thần Triều tị nạn đi thôi. Thần tôn, vĩnh biệt, sống sót. Bùi Tiêu khàn giọng gào thét, không chần chờ chút nào, hắn triệt để thả mình ra. Hắn đã bị bạo động liên tục kích thích đến mất lý trí. Cũng cảm nhận được bi thương đối với thần điện bây giờ. Quang Mang Thần Điện của hắn, không nên lưu lạc đến tận đây. Quang Mang Thần Điện của hắn, càng không nên đi đến bước hủy diệt. Bùi Tiêu chống đỡ năng lượng hư vô tràn ngập đất trời, vọt tới luyện lô, kiên quyết dứt khoát đoạn tuyệt luân hồi, phóng thích năng lượng, gây nên Thánh Hoàng tự bạo. Ầm ầm, hư không luyện lô cường thế thành hình lay động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bị ánh sáng vô tận lấp đầy. Bị sóng chiều hủy diệt trùng kích. Luyện lô nguy nga giống như hư không sụp đổ, dưới sự kiên trì ngắn ngủi đã vô tình tán loạn. Đây là do hư không ngưng tụ, mà còn giao hòa cùng huyết nhục thần hồn của Đông Hoàng Càn, tại lúc hình thành hủy diệt trong nháy mắt không có hư không bạo động đến tận cùng. Hư không thâm thúy như biển động sôi trào, liên miên bất tuyệt, dễ như trở bàn tay cuồng bạo trào lên. Đông Hoàng Càn phun máu, ý thức linh hồn hay sinh cơ đều bị trọng thương. Suýt nữa đã bị vô tình vỡ nát. A, đi chết đi. Quang Mang Thần Tôn cũng bị nổ rách mướp, hài cốt vẫn chưa hoàn toàn thành hình bò đầy vết nứt. Tiếng hắn gầm thét như sấm, thôi động Quang Minh Thần Kiếm, kiếm mang như Cửu Thiên Ngân Hà rơi xuống, chút xuống tia sáng vô tận, lại như ánh sáng vĩnh hằng chiếu thấu vạn cổ trong vũ trụ mờ mịt. Ánh sáng phun trào, kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàng bạc mà chói mắt, muốn triệt để hủy diệt Đông Hoàng Càn. Quang Mang Thần Tôn, sao ngươi có thể không chết? Sao ngươi có thể không chết? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Toại đã giết tới nơi này, há căm tức nhìn cái khung xương be bét máu thịt kia, gương mặt hắn dữ tợn, tức giận càng bi thương. Tế hiến sau cùng của Cửu Thiên Thần Tôn hẳn là có thể giết chết Quang Mang Thần Tôn, cũng nhất định phải giết chết Quang Mang Thần Tôn. Kết quả, Quang Mang Thần Tôn lại còn sống. Đây đối với Cửu Thiên Thần Tôn mà bọn hắn tôn kính mà nói. Không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục. Chúng ta, đưa ngươi đi chịu chết. Đông Hoàng Toại chặn đường, trong nháy mắt đã tế dâng ra vạn giới môn, không phải kích thích lên ngăn cản, mà là thật sự phóng thích. Ầm ầm. Khi kiếm nhận phong bạo của Quang Minh Thần Kiếm bao phủ vạn giới môn, đồng thời, tinh thạch không gian, đạo ngấn không gian yên lặng bên trong vạn giới môn, cùng tinh thần vẫn thạch tạo nên vạn giới môn, đều được phóng thích toàn diện tại thời khắc này. Chuẩn thần khí phóng thích đến cực hạn, lại còn là ở bên trong thâm không vô tận này, ba động khủng bố giống như thần linh bạo kích chân chính. Không gian bạo động như là hàng vạn tinh thần sụp đổ, thế giới bị chôn vùi, trong chốc lát đã hình thành hơn 10 dặm bạo tạc,
ngay sau đó mãnh liệt co vào, lập tức bạo động toàn diện, tại kiếm nhận phong bạo vỡ nát cùng ánh sáng sáng chói, đồng thời, che mất quang mang thần tôn, dư uy lại khó nói hết, cuồn cuộn mênh mông mấy vạn dặm, giống như là muốn triệt để táng diệt thâm không. Liên tiếp xuất hiện va chạm thảm liệt, không chỉ có sôi trào lên thâm không mênh mông, gây nên bạo động khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng, càng để bọn người kiều vô hối ở phía ngoài xúc động thật sâu. Đây quả thực là không quan tâm gì mà tự sát. Đây là bất luận như thế nào đều muốn quang mang thần tôn ở lại nơi này. Quang mang thần tôn kêu gào thảm thiết. Khung xương rách dưới bị chia năm xẻ bảy, như là tái hiện thảm trạng tại cuộc chiến Thiên Trụ Sơn. Hắn tức giận muốn điên, càng suy yếu đến bối rối. Nhưng hắn biết mình không thể ở chỗ này ở lâu, bởi vì nguy hiểm càng kinh khủng hơn đến từ Khương Phàm. Trốn! Trốn! Nhất định phải chạy ra khỏi nơi này. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đang ở Xích Thiên Thần Triều, chỉ cần hắn có thể đuổi tới nơi đó, thì sẽ có thể chạy thoát. Nhưng, bạo động còn chưa tán loạn, hư không còn đang sụp đổ. Hai con chu tước bành trướng thiêu đốt, chiếu thấu hắc ám, nhanh chóng tới gần quang mang thần tôn. Chu tước dương cánh, lăng tiêu hoành hành. Hư không đang bạo động, vô tình tàn phá lấy lông vũ cùng hỏa diễm, như là lúc nào cũng có thể chôn vùi hắn. Đây là mạo hiểm, càng là cược mệnh. Nhưng bọn hắn kiên quyết dứt khoát, hoành hành trong hắc ám cùng hư vô. Một người khống chế liệp thần thương, một người tế lên vô thượng chí tôn kiếm. Một người đại biểu cho giết chóc vô tận, một người đại biểu cho uy nghiêm chí tôn. Giết, quang mang thần tôn, nhận lấy cái chết. Chu tước kịch liệt gáy to, nhanh chóng bay lên, điên cuồng đánh ra liệp thần thương. Hư không rách dưới vặn vẹo sụp đổ ngay tại chỗ, một con đường trong chớp nháy mắt đã thành hình, trực tiếp kéo dài đến mi tâm quang mang thần tôn, liệp thần thương không nhìn không gian giam cầm, không nhìn thời gian tổn hại hạn chế, trong nháy mắt đã muốn bay đến. Giết! Quang mang thần tôn cố nén suy yếu cùng đau đớn, cuồn cuộn thần uy, hoắc loạn thâm không, thần huyết cuồn cuộn phun trào ở giữa nội tạng, hắn gắt gao nắm chặt quang minh thần kiếm, ngang nhiên nghênh kích liệp thần thương. Nhưng, trong cái chớp mắt này, hắn dứt khoát xoay chuyển, bổ về phía khác con chu tước đang bay ra đường cong, vây quanh bên cạnh lao thẳng đến mình kia. Quang mang thần tôn cũng là đang đánh cược. Hắn cược kẻ đang đối mặt với mình, hẳn là thủy tổ phân thân. Cược kẻ bôn tập bên cạnh mình, hẳn là Khương Phàm chân thân. Cược liệp thần thương giết không chết mình, cược hắn có thể chém chết Khương Phàm. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại đã chết, chỉ cần Khương Phàm lại chết, dù là thương thế hắn nặng hơn nữa, đều có thể thoát khỏi thâm không. Cho nên, cược, Khương Phàm, kiếp trước ngươi luôn treo một câu nói ở bên miệng, càn khôn chưa định. Làm sao biết sinh tử? Bây giờ, tặng lại cho ngươi, mang theo nó, xuống địa ngục đi. Quang mang thần tôn cuồng loạn hét lên đầy giận dữ, toàn thân bộc phát ánh sáng đến cực hạn, quang minh thần kiếm càng giống như là chùm sáng tuyên cổ vượt qua hoang cổ mà đến, một người một kiếm, lấy uy lực tuyệt thế tới gần Khương Phàm. Trong chớp mắt, liệp thần thương xuyên qua quang mang thần tôn, sát khí vô biên, như xiềng xích hoành hành, huyết khí sôi trào, nhuộm đỏ cả hư không. Quang mang thần tôn run rẩy mãnh liệt, trái tim bị vô tình đánh xuyên, lồng ngực hài cốt theo đó mà vỡ vụn, sát khí kinh khủng tàn phá linh hồn đã vô cùng suy yếu của hắn. Chiến khu vẫn chưa hoàn toàn ngưng thực, suýt nữa đã bị liệp thần thương trực tiếp đánh vỡ nát, nhưng hắn đã có chuẩn bị, vào thời khắc sinh tử hắn nhịn xuống đau nhức kịch liệt, dứt khoát tuyệt nhiên kích phát quang minh thần kiếm, xé rách hư không, chém chết vạn đạo, lấy thần uy vô thượng, đánh vỡ vụn vô thượng chí tôn kiếm, chém đầu Khương Phàm. Quang mang thần tôn khàn giọng gầm thét, tại lúc huy động quang minh thần kiếm chém đầu Khương Phàm đồng thời cũng thôi động năng lượng ánh sáng hắn không còn thừa nhiều, diễn biến 33 cái lưỡi dao ánh sáng vô biên, sán lạn như mặt trời, năng lượng mãnh liệt, chém chết sinh tử. Bành bành bành, Khương Phàm bị chém đầu trong nháy mắt, tiếp theo là bị tàn nhẫn tách rời. Huyết nhục văng tung tóe, sinh cơ đã đứt đoạn. Nhưng... con người quang mang thần tôn có chút ngưng tụ, ý thức được chuyện không ổn. Nếu quả thật thân hủy diệt, thủy tổ phân thân tự nhiên sẽ tán loạn. Nhưng chu tước đánh ra liệp thần thương ở phía sau cũng không có biến mất, ngược lại còn kịch liệt gáy to, nhanh chóng tới gần. Đồ xảo quyệt, hắn còn tính tới ta sẽ như vậy mạo hiểm, cho nên chân thân thật ra là. Quang mang thần tôn dứt khoát quay người, hài cốt rách dưới tại không bị khống chế mà run rẩy,
phóng thích cực hạn để hắn suy yếu đến hôn mê. Nhưng, hắn không chần chờ chút nào, lập tức nghiền ép tiềm lực sau cùng, thiêu đốt sinh cơ yếu ớt, xương cốt toàn thân bộc phát cường quang, không quan tâm mà thôi động quang minh thần kiếm. Ầm ầm, mấy triệu quang kiếm bạo động trong thâm không, như lưỡi kiếm cuồn cuộn giữa đại dương mênh mông, toàn diện bạo kích. Kiếm khí tung hoành xen lẫn, ánh sáng chói mắt cường thịnh, bất cứ cái gì cũng đều không thể ngăn cản, kịch liệt không gì sánh được, mà tốc độ còn nhanh đến cực hạn, như là trong nháy mắt đã có thể trúng tới mục tiêu, tiễu sát cường địch, ba động khủng bố để dân chúng hồi hộp, để hư không sụp đổ. Chu Tước giết tới đối diện bị vô tình bao phủ, tàn nhẫn tách rời, biến thành mảnh vỡ đầy trời, tiêu tán trong hâm không vô tận. Nhưng, quang mang thần tôn có chút hoảng hốt, không có bất kỳ sự vui sướng thắng lợi nào cả, ngược lại còn có loại hồi hộp khó tả. Không đúng. Đây cũng không phải là chân thân của Khương Phàm. Đây cũng không phải là đấu pháp của Khương Phàm, thời điểm nhận được đả kích chí mạng vậy mà lại không có chút phản kích nào, càng giống như là đang hấp dẫn. Cái trước đó, và cái bây giờ cũng thế. Nhưng, thủy tổ phân thân rõ ràng đã biến mất rồi cơ mà. Chẳng lẽ, phân thân mới? Khương Phàm ngưng tụ phân thân thứ hai. Quang mang thần tôn cảm thấy ớn lạnh toàn thân, trong chớp mắt đã hồi hộp trước một sự nguy hiểm mãnh liệt, ngay sau đó một mảnh cuồng chiều sát lục tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới. Ầm ầm. Khương Phàm chân thân từ bên trong thâm không vô tận giết ra, tiếp quản liệp thần thương, từ trên trời giáng xuống. Không gian phá toái, thời gian hoắc loạn. Khương Phàm mang theo xiềng xích giết chóc vô tận, trong chốc lát xuất hiện ở trên đỉnh đầu quang mang thần tôn. Quang mang thần tôn liên tiếp bộc phát tiềm lực vốn đã hao hết mà còn không nhiều, giờ phút này thật sự là không còn sức để phản kích. Khương Phàm càng không chần chờ chút nào, càng không có bất cứ câu nói nhảm nào cùng hắn. Một tiếng gào rít, liệp thần thương tuột tay, giống như kinh lôi cửu thiên, từ đầu tới đuôi, xuyên qua quang mang thần tôn. Sát khí bạo động như đại dương mênh mông cuồn cuộn, đánh sụp ra hài cốt vốn đã yếu ớt không chịu nổi của quang mang thần tôn. Hóa thành vô số mảnh vỡ ngay tại chỗ, hoành hành trong thâm không. Khương Phàm phát động xiềng xích u minh trong thông thiên tháp ở cổ áo, lít nha lít nhít quấn chặt lấy linh hồn gần như sụp đổ của quang mang thần tôn, không để ý đến việc hắn đang giãy giụa, cưỡng ép lôi vào tầng thứ hai. Vào thời khắc cuối cùng linh hồn của quang mang thần tôn vẫn muốn triệu hoán quang minh thần kiếm, cưỡng ép hòa tan vào, kết quả vẫn kém mấy phần. Khi linh hồn quang mang thần tôn tiến vào thông thiên tháp, quang minh thần kiếm đã dần dần mờ đi ánh sáng, không một tiếng động mà phiêu đãng ở trong hư không. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, ánh mắt lắc lư, thật lâu không có thể hồi thần. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã để quang mang thần tôn đào thoát. Vừa rồi là quang mang thần tôn đang đánh cược, hắn không phải là không đánh cược. Nhưng, xong rồi. Rốt cuộc quang mang thần tôn cũng đã bị bọn hắn giải quyết. Đông Hoàng Trấn Nguyên và đám người ngạnh kháng năng lượng hư không còn đang bạo động, lo lắng tìm kiếm Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Thần tôn đã chết, hai vị này Thánh Hoàng nếu như lại có cái gì ngoài ý muốn, Cửu Thiên Thần Giáo thật muốn phế mất. Đông Hoàng Càn rất nhanh đã được tìm tới, sau đó tìm được Đông Hoàng Toại. Hai người đều bị trọng thương thảm liệt, cơ hồ là sắp chết, nhưng tại một khắc cuối cùng, bọn hắn đều nuốt lấy một viên Thánh Nguyên huyết linh đan, khí tức sinh mệnh mênh mông. Cưỡng ép giữ vững được một đường sống, bảo lưu lại cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Sau khi Khương Phàm trở về thì đã lập tức bọn hắn thu vào thông thiên tháp trước tiên, nơi đó càng thích hợp để chữa thương. Bên ngoài hư không, khu nội điện hỗn loạn hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Vô Hối, Khương Qua, Kim Ô và cả đám người đều đang nóng nảy chờ đợi kết quả. Các tộc lão bên trong phó điện cũng đều khẩn trương ngắm nhìn bạo loạn hư không. Bởi vì Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại điên cuồng chặn đánh để hư không đều lâm vào bên trong bạo động, hai bên đều biết Khương Phàm đi chặn đánh, nhưng không biết tình huống cụ thể. Nếu như quang mang thần tôn đào thoát lần nữa, vậy trận vây bắt này hoàn toàn không tính là thành công. Nếu như quang mang thần tôn chiến tử, bọn hắn không chỉ có báo thù thành công, thật đúng là đã chứng minh thực lực tuyệt đối của Xí Thiên Giới. Rốt cuộc, một mảnh liệt diễm vạch phá thâm không, đụng nát hư vô bạo loạn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Phàm nhìn quanh toàn trường, giơ quang minh thần kiếm lên cao cao. Quang mang thần tôn, đã chết. Được. Kiều Vô Hối bọn người phấn chấn gào thét, mặt đầy cuồng nhiệt. Quang mang thần tôn, chết rồi. Đã thật sự chết.
Bọn hắn giết một tôn thần. Bọn hắn hủy diệt một chí tôn hoàng đạo. Không. Bên trong phó điện, các tộc lão may mắn còn sống sót bi phẫn muốn tuyệt, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần tôn từ cõi chết trở về, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của Khương Phàm. Thần tôn chết rồi, quang mang thần điện. Xong. Giết, một tên cũng không được để lại. Khương Phàm nhấc lên liệt diễm, diễn biến thành tuyệt thế luyện lô, cướp đoạt lấy huyết khí thần nguyên tán loạn. Đây là hồi thiên thuật mà yêu đồng dạy hắn. Chết mà trở về với trời, không thẹn với tự nhiên. Có thể luyện hóa thi hài, tạo nên huyết đan, hồn đan, cùng linh đan. Đây là huyết khí thần nguyên tán loạn, là tinh hoa thần huyết chân chính, tuyệt đối không thể lãng phí như vậy, có thể thu liễm một chút là một chút. Tại thời điểm Khương Phàm tụ tập huyết đan, bọn người Kiều Vô Hối đã khởi xướng phản kích sau cùng đối với các trấn thủ phó điện. Đông Hoàng Trấn Nguyên, Đông Hoàng Như Ảnh và các không võ toàn lực hiệp trợ, để tránh đám lão giả bi phẫn này này tự bạo, càng phải cố hết sức phá giải pháp trận, cướp đoạt bảo cốt ở bên trong. Các tộc lão nội điện còn sống sót cũng đã không có chút đấu trí nào, có một số muốn hủy diệt bản thân, kết quả bị không gian giam cầm, có một số lại bị vô tình chém giết, có một số muốn dẫn bạo tế đàn, cũng kịp thời bị ngăn lại, bị săn giết vô tình, còn có bộ phận thừa dịp hỗn loạn, chui vào trong lòng đất, muốn từ mật đạo thoát khỏi thần điện, nhưng thứ chờ đợi bọn hắn chính là cường giả ngoại hạng như Khương Quỳ đây. Xích Thiên Thần Triều, Tây Cương, Lưu Hòa Thành. Theo pháp trận lặng yên thành hình, bên dưới mặt ngoài phồn hoa tại Lưu Hòa Thành đã đề phòng cao độ. Hai vị thánh hoàng của Xích Thiên Thần Triều là Chu Phục Sinh cùng Chu Ngạo Hoàng đều đã sớm đến nơi này. Quang Mang Thần Điện, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, cùng Chu Thiên Thần Điện, Tần Thế Võ và bốn vị thánh hoàng, cũng đều lần lượt đến nơi này. Bọn hắn sớm đuổi tới, là tránh cho trước khi ước định thời gian đến, Khương Phàm sẽ an bài không võ bí mật tìm kiếm Tây Cương. Cho nên đã sớm đi đến, sớm ẩn nấp, sớm chuẩn bị. Thần Tôn thì tiếp tục tọa trấn Hoàng Thành. Phải chờ tới thời gian ước định mới đến trước mấy ngày, lại cao hơn rời mở hoàng thành, tự mình áp tù binh chạy tới Thiên Lang Quan Tây Cương. Tám vị thánh hoàng tập kết để pháp trận bí mật tại Lưu Hòa Thành thừa nhận áp lực cực lớn. Chu Phục Sinh và đám người không thể không áp chế năng lượng cảnh giới thánh hoàng ba động, khống chế vũ khí trong tay, tận hết khả năng giữ vững điệu thấp. Nhưng, mấy ngày gần đây Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên lại đột nhiên có cảm giác buồn bực không hiểu được. Theo lý thuyết, tám, lão bằng hữu tập kết cũng đều mang theo bảo khí chấn tộc, không phải đỉnh cấp thánh khí thì chính là cấp bậc chuẩn thần khí, hẳn là có lòng tin ứng phó bất kỳ nguy cơ gì. Thậm chí Loan Đình còn thương nghị, muốn tại lúc khai chiến mới bắt đầu tổ chức một trận tập kích mạo hiểm, tám vị thánh hoàng liên thủ, không để ý những loại quấy nhiễu khác, trong thời gian ngắn nhất vây bắt bất diệt thiên hoàng. Như thế này không chỉ có thể đề chấn khí thế phe mình, cũng có thể xáo trộn chiến thuật mà đối phương bố trí. Thậm chí có thể chọc giận Khương Phàm. Nhưng, Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục không có tham gia thảo luận, càng là bất an, càng là táo bạo. Nhất là Bùi Tu Nghiệp, loại cảm xúc không hiểu thấu này còn ảnh hưởng đến những người khác. Rốt cuộc thần tôn các ngươi sống hay chết? Tần Thế Võ nhịn không được mà chất vấn. Đám gia hỏa kia rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Sẽ không phải là mạo xưng là Trang Hảo Hán, cố ý an bài hai vị thánh hoàng tới đây. Lấy tư thái cường thế che giấu sự thật thần tôn bọn hắn đã chết rồi đấy chứ. Thần tôn của chúng ta đương nhiên còn sống. Ánh mắt Bùi Tu Nghiệp bỗng nhiên lăng lệ, nhìn hằm hằm Tần Thế Võ. Nếu còn sống, vậy thì ngươi đang khẩn trương cái gì? Thần tôn của chúng ta vận dụng thần nguyên, đang khôi phục. Thần nguyên của chúng ta là thần tôn ba thế còn sót lại, tái tạo chiến khu so với Chu Thiên thần tôn các ngươi đều mạnh hơn. Bùi Tu Nghiệp kiêu ngạo tuyên cáo. Cũng là đang uy hiếp bọn hắn không được coi thường quang mang thần điện bây giờ. Thần tôn đời thứ ba. Chu Phục Sinh, Tần Thế Võ và các thánh hoàng cũng hơi có phản ứng. Thần nguyên không thể nghi ngờ là bí mật cao nhất của tất cả chí tôn hoàng đạo, cũng là truyền thừa vượt qua vạn năm để chí tôn hoàng đạo mới có thể tồn tại nội tình mạnh nhất. Bọn hắn đều có thể đoán được rất có thể quang mang thần điện sẽ có, nhưng về phần thật sự có hay không có, phải chăng đã từng bí mật dùng qua. Là ai để lại, đều không có đáp án quá chính xác. Bây giờ Bùi Tu Nghiệp đột nhiên xác minh tuyên bố, mang cho bọn hắn sự đả kích không nhỏ. Quang mang thần tôn đời thứ ba không thể nghi ngờ là thần tôn mạnh nhất quang mang thần điện từ lúc sáng tạo đến nay, lại còn là một trong những thần tôn mạnh nhất thương huyền đại lục gần 30.000 năm qua.
đây không phải Quang Mang Thần Điện tự phong, mà là lưu danh lịch sử, được tất cả chí tôn hoàng đạo công nhận. Không nghĩ tới vị thần tôn vĩ đại kia, vậy mà trước khi chết đều không quên bảo vệ Quang Mang Thần Điện. Nếu như Quang Mang Thần Tôn có thể mượn nhờ thần nguyên như vậy tái tạo chiến khu, thực lực tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Tần Thế Võ hừ một tiếng. Bây giờ đều đã mấy tháng, nên gần như hoàn toàn khôi phục, các ngươi còn khẩn trương cái gì, chẳng lẽ sợ hắn chạy đi tìm Khương Phàm báo thù. Bùi Tu Nghiệp bực bội quát tháo. Ta có lo lắng của ta, không cần thiết phải báo cáo với ngươi. Tần Thế Võ không sợ vị Quang Mang Thánh Hoàng này, đáp lễ. Ngươi đúng là không cần thiết phải báo cáo, nhưng ngươi đừng ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Trận hành động này thuộc về dự phán phản kích, phải chăng Khương Phàm đã trở về, Khương Phàm mang theo bao nhiêu người đến, bên trong thế giới hỗn độn lại có loại năng lượng gì, Xích Thiên Thần Tôn có thể kiên trì đến khi chúng ta đuổi tới hay không, đều là không thể biết được. Chuyện này yêu cầu chúng ta nhất định phải giữ đủ tinh thần, chờ lệnh bất cứ lúc nào, cũng nhất định phải để sau khi phản kích bộc phát. Tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó. Bây giờ các ngươi toát ra sự bất an, để cho ta có lý do hoài nghi. Các ngươi, Quang Mang Thần Điện có tính toán khác, Quang Mang Thần Điện các ngươi thậm chí còn hợp tác cùng Khương Phàm. Đánh giám. Bùi Tu Nghiệp táo bạo giận dữ mắng mỏ, rút Thiên Phạt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang chiếu sáng địa tầng, bắn ra thần uy khủng bố chạm tới pháp trận nơi địa tầng, uy lẫm lấy tất cả thánh vương thánh hoàng. Thiên Phạt kiếm sáng chói mà quỷ bí, như là có thể chiếu thấu linh hồn của tất cả mọi người. Giờ khắc này, pháp trận bí ẩn bao phủ địa tầng bỗng nhiên lâm vào hắc ám, như là xuyên suốt hư không, đã dẫn phát thiên kiếp, hàng vạn vết tích dần dần hiển hiện, như từng con cự long vờn ở xung quanh, lại như tinh hà lao nhanh không dứt. Người điên rồi, thu lại cho ta. Bọn người Chu Phục Sinh bỗng nhiên biến sắc, căm tức nhìn Bùi Tu Nghiệp. Pháp trận che giấu những thánh vương thánh hoàng bọn hắn đây đã là cực hạn. Không chịu nổi uy lực thiên phạt gần như là thần uy như thế này. Bùi Tu Nghiệp nhìn hằm hằm Tần Thế Võ một hồi, mới chậm rãi thu hồi thiên phạt kiếm. Tần Thế Võ vẫn không sợ Bùi Tu Nghiệp, lạnh lẽo cảnh cáo nói. Người đây là đang làm gì? Cố ý kích thích pháp trận, báo tin cho Đông Hoàng Càn trong hư không ở bên ngoài. Bùi Tu Nghiệp lại lần nữa tức giận. Người còn dám hầu ngôn loạn ngữ, có tin ta để cho ngươi không đi ra khỏi Xích Thiên Thần Triều được hay không? Có một cây thiên phạt kiếm đã xem mình như là thần linh. Ta cũng muốn xem, là ngươi có thể còn sống ra ngoài, hay là ta. Tần Thế Võ bước lên phía trước, và ba vị thánh hoàng ở sau lưng Loan Đình cũng cùng nhau bước lên, phóng thích uy lực thánh hoàng rằng co với Bùi Tu Nghiệp. Đủ rồi. Chu Phục Sinh và Chu Ngạo Hoàng vội vàng cản bọn hắn lại, cưỡng ép đẩy ra hai bên. Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Thế Võ không buông tha, vừa mới chỉ trích Quang Mang Thần Điện và Khương Phàm có hợp tác với nhau hoàn toàn là nói nhảm, nhưng sau khi nói ra đến, trong lòng giống như đột nhiên có sợi dây nào đó bị kích thích. Mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn đối chiến cùng Khương Phàm đến bây giờ, nhiều lần đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn không tưởng tượng được, mỗi lần ngoài ý muốn đều chấn kinh đến mức để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Lần này có thể còn sẽ có ngoài ý muốn hay không? Ngoài ý muốn có thể liên quan cùng Quang Mang Thần Điện có hay không? Ta không cần giải thích. Bùi Tu Nghiệp tức giận đáp lễ. Tốt nhất là ngươi nên giải thích. Ta nói, không cần giải thích với ngươi, càng không có chuyện gì mà cần phải giải thích. Tần Thế Võ, ngươi còn dám vụ oan ta, vụ oan Quang Mang Thần Điện, bây giờ chúng ta sẽ liền rời khỏi trận hợp tác này. Rời khỏi, bị phát hiện, liền muốn rời khỏi. Đủ rồi. Chu Ngạo Hoàng nghiêm khắc quát tháo Tần Thế Võ, nói chuyện càng ngày càng quá mức. Ánh mắt Chu Phục Sinh phức tạp nhìn Bùi Tu Nghiệp, dùng giọng bình hòa nói. Bùi huynh, nơi này không có ai quen thuộc hơn giữa với chúng ta. Năm ta kế vị Xích Thiên Nhân Hoàng đó, người tiếp quản Quang Mang Thần Điện, năm ta thoái vị quy ẩn, bắn vọt đến Thánh Hoàng đó, người cũng quy ẩn bắn vọt đến Thánh Hoàng, thời gian ngươi và ta tiến Thánh Hoàng chênh lệch ngắn ngủi 2 năm. Sau đó cùng nhau đăng lâm tọa trấn Hoàng Thành Thiên Khải, nghênh chiến hoàng đạo các phương, cho đến khi Thánh Hoàng mới sinh ra, ngươi và ta lại lần nữa quy ẩn. Mặc dù ngươi và ta vẫn luôn cạnh tranh với nhau, nhưng cũng là bạn cũ. Bây giờ cục diện thương huyền khẩn trương, ba bên chí tôn hoàng đạo chúng ta đã đứng trên cùng một con thuyền, hẳn là nên hợp tác lẫn nhau, cũng hẳn là nên tin tưởng lẫn nhau. Cuộc chiến phản kích tại Thiên Lang Quan lần này,
mặc dù là do chúng ta dự đoán và chủ đạo, nhưng cũng liên quan đến quang mang thần điện các ngươi cùng Chu Thiên thần điện. Ngươi có cái gì lo lắng, hoặc là có ý kiến gì, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng, cùng nhau ứng phó. Bùi Tu Nghiệp thở sâu, bình phục lại tâm tình, nhưng lông mày đang nhăn chặt vẫn không có giãn ra. Ta không có lo lắng, cũng không có ý kiến, chính là cảm giác. Cảm giác gì đó nói không nên lời, chính là. Âu Dương Mục Thiên cũng nói. Lúc chúng ta rời khỏi đã làm xong bố trí, pháp trận tại quang mang thần điện đều đã được mở ra, nhưng không biết vì sao, chính là cảm giác nơi đó giống như đã xảy ra chuyện. Thế này sao, hẳn là do các ngươi lo lắng cho thần tôn các ngươi quá mức. Chu Phục Sinh trấn an cười nói, cũng liếc mắt nhìn Tần Thế Võ, nhắc nhở hắn đừng lại làm nội đấu ngay lúc này. Tần Thế Võ không tiếp tục kiên trì, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Bùi Tu Nghiệp, cũng âm thầm nhắc nhở bọn người Loan Đình cảnh giác hai tên này mọi lúc. Thà rằng từ bỏ cuộc chiến tại Thiên Lang Quan, cũng tuyệt đối không thể lại xuất hiện khó chịu ngoài ý muốn. Nếu không thanh danh chí tôn Hoàng Đạo Thương Huyền thật sự sẽ phải mất hết ở trên tay thế hệ bọn hắn đây. Nhưng, sau 6 ngày, một vị tinh thần bán thánh của Xích Thiên Thần Triều vội vã đến Lưu Hòa Thành, thông qua tầng tầng bẩm báo, đi đến cung điện dưới đất. Xảy ra chuyện. Tinh thần bán thánh tái nhợt sắc mặt, ánh mắt lắc lư, không biết là do tiêu hao quá lớn hay là do khẩn trương thái quá, hô hấp đều trở nên lộn xộn. Giải rác ba chữ, lập tức để cho bầu không khí trong địa cung khẩn trương đến cực hạn. Tôn quý như thánh hoàng đều khó mà bình tĩnh mà bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị tinh thần bán thánh kia. Bây giờ bọn hắn sợ nhất nghe được chính là ba chữ này, có thể khẩn cấp báo cáo vào lúc này, cũng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mẫu thân nó ngươi nhìn ta làm gì? Nói chuyện đi. Bùi Tu Nghiệp giận dữ gầm thét, trái tim hắn cũng đã nhảy lên đến cuống họng. Tinh thần bán thánh há hốc mồm, lại chỉ là liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, lại nhìn về phía Chu Phục Sinh. Nói chuyện đi. Bùi Tu Nghiệp suýt chút nữa đã bổ nhào qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói. Chu Phục Sinh cũng uống khiển trách. Quang mang thần điện, quang mang thần điện. Giọng của tinh thần bán thánh run rẩy, gian nan nói. Hết rồi. Không còn, cái gì gọi là hết rồi. Ai không có, cái gì hết rồi. Mẫu thân nó ngươi nói rõ cho ta. Rốt cuộc Bùi Tu Nghiệp cũng không kìm nén được, hắn nhào tới bóp lấy cổ tinh thần bán thánh. Hai mắt đỏ ngầu, tức giận gào thét. 6 ngày trước, ngày mùng 5 tháng 2, phương hướng quang mang thần điện đột nhiên phát hiện bạo động kịch liệt, chiếu sáng sơn hà, hoắc loạn hư không, kinh động đến mấy vạn dặm. Rất nhiều tông môn cường tộc gần đó đều tiến đến quan sát, kết quả, quang mang thần điện mất hết rồi, bị san thành bình địa, bất cứ cái gì cũng đều không có còn. Sau khi biên cương nhận được tin tức thì đã lập tức phái người đi đã điều tra, tình huống cụ thể. Còn phải đợi. Đầu Bùi Tu Nghiệp ông ông lên, buông tinh thần bán thánh ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mặt không còn chút máu, cơ thể bất chợt run run. Âu Dương Mục Thiên thì trừng lớn con mắt, kinh ngạc nhìn tinh thần bán thánh, trong đầu quanh quẩn đi quanh quẩn lại câu không có kia. Không còn, cái gì đều không còn. Chu Phục Sinh, bọn người Tần Thế Võ khó có thể tin được mà nhìn tinh thần bán thánh. Quang mang thần điện không còn. Quang mang thần điện làm sao có thể không còn? Đó là quang mang thần điện, đó là chí tôn hoàng đạo cơ mà. Nơi đó có thánh hoàng tọa chấn, có thần cốt chèo chống, nơi đó có 13 tầng pháp trận bảo vệ. Cho dù là thần linh, đều khó mà tùy tiện phá vỡ pháp trận, huống chi cho dù là phá vỡ, quang mang thần tôn đều có thể buông tay đánh cược một lần. Mục tiêu của Khương Phàm không phải Thiên Lang Quan, thời gian Khương Phàm báo thù không phải vào đầu tháng 3. Khương Phàm, chính là làm một trận cục trong cục. Chu Diễm từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, bây giờ lại thì thào khẽ nói. Một tia sáng rực xẹt qua trong đầu, đột nhiên giống như đã hiểu hết thảy mọi chuyện. Cái hắn gọi là liệu địch tiên cơ, lại là tự cho mình thông minh. Hắn biết rõ Khương Phàm, tự tin bắt lấy mạch suy nghĩ của Khương Phàm, kết quả đây. Khương Phàm hẳn là lợi dụng hắn, là suy đoán của hắn, là trí tuệ của hắn. Khương Phàm, dự đoán trước dự phán của hắn, lợi dụng dự phán của hắn. Thần tôn, thần tôn, thần tôn. Bùi Tu Nghiệp hoảng hốt mấy lần, hắn đau đớn gào thét, Triệu Gia Thiên Phạt kiếm liền muốn rời khỏi. Âu Dương Mục Thiên bừng tỉnh, gương mặt dữ tợn,
tức giận gào thét, cũng triệu ra vũ khí, muốn giết trở lại quang mang thần điện, xác định tình huống thật sự ở nơi đó. Không nên vọng động. Chu Phục Sinh lập tức ngăn lại, cũng ra hiệu bọn người Tần Thế Võ hỗ trợ ngăn chặn. Nếu như quang mang thần tôn chạy trốn, tất nhiên là xông tới nơi này. Nếu như gặp bất trắc, các người trở về cũng không làm nên chuyện gì. Khương Phàm công phá quang mang thần điện, không có phát hiện các ngươi, chắc chắn đã đoán được sau khi các ngươi biết được tin tức sẽ giết trở về, ta dám cam đoan, Khương Phàm đang chờ các ngươi trong khu phế tích kia. Tần Thế Võ cũng nhắc nhở. 6 ngày, chỉ trong 6 ngày mà tin tức đã truyền đến nơi này. Từ quang mang thần điện Nam Bộ đến Xích Thiên Tây Cương Bắc Bộ, khoảng cách gần 20 vạn dặm, nếu như không phải có người cố hết sức đưa tin tức, chỉ dựa vào những tông môn bộ tộc kia, không thể nào đưa đến nhanh như vậy được. Chu Ngạo Hoàng trực tiếp triệu ra vũ khí, giằng co với Bùi Tu Nghiệp. Tỉnh táo lại, ta biết các ngươi tức giận, nhưng các ngươi không thể lại đi chịu chết. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên Bi vẫn muốn tuyệt, cơ thể kịch liệt run rẩy, sau khi tỉnh táo ngắn ngủi, bọn hắn lại khàn giọng gào thét, quỳ xuống về hướng quang mang thần điện. Nhìn thấy bọn hắn đã tỉnh táo lại, Chu Phục Sinh quay người quát tháo. Nhanh đi cha! Kỷ nguyên năm 18, ngày mùng 5 tháng 2, một trận tin tức để cho cả thế gian khiếp sợ, từ chỗ quang mang thần điện điên cuồng khuếch tán ra khắp trung vực, cho đến trăm vạn dặm thương huyền. Sau 2 tháng tiêu diệt Phù Tang Thần Cung, Khương Phàm lại lần nữa khởi xướng tập kích, mục tiêu trực chỉ Chí Tôn Hoàng Đạo, Đại Quang Mang Thần Điện. Không có ai biết Khương Phàm là làm được bằng cách nào, nhưng kết quả cuối cùng là đã để Chí Tôn Hoàng Đạo đứng vững tại Trung Tây Bộ Thương Huyền gần 30.000 năm qua, hoàn toàn san thành bình địa, mà không có một người nào đào thoát. Khương Phàm dùng một ngọn núi đá còn sót lại, lập bia cho Quang Mang Thần Tôn cùng Đại Quang Mang Thần Điện, tuyên cáo Quang Mang Thần Tôn chính thức tử vong, Quang Mang Thần Điện triệt để bị hủy diệt. Chuyện hủy diệt Phù Tăng còn đang oanh động, lan tràn, tin tức ánh sáng bị dập tắt lại lần nữa nhấc lên sóng cả vô bờ. Đó là Chí Tôn Hoàng Đạo. Đó là lực lượng mạnh nhất bảo vệ Thương Huyền, vậy mà trong một ngày ngắn ngủi đã hủy diệt rồi. Nội tình 30.000 năm không đỡ nổi một ngày tai nạn. Đối với chúng sinh trưởng thành tại Thương Huyền, tắm rửa dưới danh uy của Chí Tôn Hoàng Đạo mà nói, tin tức này thật sự quá rung động. Mà trước đó Khương Phàm thông qua Tổ Sơn tuyên cáo không muốn lại nổi lên nội chiến, là đang tê liệt Chí Tôn Hoàng Đạo sao? Khi kết quả điều tra truyền về Lưu Hòa Thành của Xích Thiên Tây Cương, Bùi Tu Nghiệp liền phun máu, ngất đi ngay tại chỗ, Âu Dương Mục Thiên thì ngửa mặt lên trời khóc ròng, quỳ về hướng Tây Bộ, thật lâu không chịu đứng dậy. Bọn người Tần Thế Võ thì bí mật rời khỏi, khẩn cấp trở về Chu Thiên Thần Điện. Bọn hắn không tưởng tượng nổi Khương Phàm là dùng cách gì để hủy diệt quang mang thần điện, nhưng nếu hắn đã có thể làm được, cũng có thể uy hiếp được Chu Thiên Thần Điện bọn hắn. Chu Phục Sinh lập tức liên hệ Xích Thiên Hoàng Thành, hy vọng có thể mang Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đến Hoàng Thành, bảo trụ 2 vị thánh hoàng quang mang thần điện còn sót lại này. Xích Thiên Thần Tôn sau khi nhận được tin tức đã yên lặng đứng trong đại điện trống trải, thất thần thật lâu. Thương Huyền liên tiếp bộc phát kịch biến. Tốc độ nhanh đến mức để vị thần tôn chấp trưởng Xích Thiên 2.000 năm hắn đây đều có cảm giác không xuể. Chỉ trong nửa năm, hoàng tộc Hoàng Đạo Đông Bộ đã bị hủy diệt triệt để, hoàng tộc Tây Bộ cùng Bắc Bộ thì quy thuận Tổ Sơn, Hoàng Đạo Nam Bộ lại bí ẩn vào hư không, chỉ còn Hoàng Đạo Tây Bộ đang run lẩy bẩy trong túc sát. Mà Chí Tôn Hoàng Đạo bảo vệ Thương Huyền, một cái thì quy thuận Khương Phàm, một cái đột nhiên tiêu vong, còn sót lại Xích Thiên Thần Triều bọn hắn cùng Chu Thiên Thần Điện. Phương thức kịch biến gió táp mưa rào như vậy, để hắn lại có loại rét lạnh không hiểu thấu. Quang mang thần điện bị hủy diệt, nội tình hơn 2 vạn năm đã về hết trong tay Khương Phàm. Nghĩ tới đây, tâm tình Xích Thiên Thần Tôn liền nặng nề. Mặc dù quang mang thần điện khẳng định đã tiêu hao một bộ phận rất lớn, nhưng thứ được giữ lại kia có thể mang cho Khương Phàm hồi báo phong phú. Thực lực của Khương Phàm cùng cường giả dưới trướng hắn nhất định sẽ bộc phát tăng trưởng trong thời gian rất ngắn. Nói là tăng gấp bội đều không chút quá đáng nào. Quang mang thần điện bị hủy diệt, mặc kệ là có bao nhiêu ảnh hưởng chủ quan hay khách quan, bị Khương Phàm vận dụng dạng ám chiêu gì, cũng không thể nào che giấu được chuyện Khương Phàm đã có thực lực đả kích Chí Tôn Hoàng Đạo, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thể làm đến toàn diệt như vậy được. Mà điều Xích Thiên Thần Tôn thật sự lo lắng, vẫn là đế ước. Lấy thực lực của Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện, còn có thể giải quyết Khương Phàm trong vòng 3 năm sao? Cho dù là giải quyết được,
nhưng lại là phương thức kết thúc thảm liệt đến cỡ nào. Thực lực thật sự của Thương Huyền, còn có thể còn lại bao nhiêu? Cũng không đủ chí tôn hoàng đạo cường hãn chấn thủ, cho dù là đế ước mất đi hiệu lực, tất cả đế tộc lại có cái gì để phải lo lắng. Đến lúc đó, tai nạn thật sự chắc chắn sẽ quét sạch Thương Huyền. Xích Thiên Thần Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng thở dài thăm thẳm, mang theo từng tia rung động, quanh quẩn trong đại điện trống trải. Ta, đều đã làm những gì? Khi tin tức Phù Tăng Thần Thụ và Quang Mang Thần Điện liên tiếp hủy diệt truyền vào xung quanh hải vực, tất cả tai mắt mà đế tộc cùng hoàng đạo bí mật xếp vào khu vực Tân Hải đã lập tức trả lời chủ nhân phía sau bọn họ trong lúc khiếp sợ. Khi tin tức bay tới trong tai tất cả lão tổ hoàng đạo cùng tộc trưởng đế tộc, bọn hắn đều nắm tin tức mà trầm mặc thật lâu. Từ sau khi Thiên Trụ Sơn sụp đổ, sau khi thần tộc Thương Huyền đều trở về Thương Huyền, mật lệnh đến từ đế tộc đều lập tức truyền đến trên tay thần tộc phụ thuộc. Yêu cầu chỉ có một, tạm hoãn các vấn đề hành động, triệu tập tài nguyên phong tồn toàn lực bồi dưỡng cường giả, chuẩn bị 3 năm sau bôn tập Thương Huyền đại lục. Ở trong mắt đế tộc, Thương Huyền không chỉ là tài nguyên, càng là tổ địa, lợi ích cùng ý nghĩa tiến công nơi đó đều quan trọng ngang nhau, mà ai có thể chiếm lấy càng nhiều lãnh địa, người đó có thể bắt lấy khu vực trung vực, thì có thể hiển lộ rõ ràng thực lực. Ai cũng không thể phủ nhận, đến lúc đó nhất định là một trận ác chiến bền bỉ mà thảm liệt, bọn hắn không chỉ muốn đối kháng với sự phản kích của Thương Huyền, càng phải so đấu cùng đế tộc khác. Nhưng, trong dự đoán của bọn hắn, 3 năm sau Thương Huyền nhất định là thời điểm Khương Phàm cùng Xích Thiên Thần Triều và các hoàng đạo liều đến mức người chết ta sống, thậm chí là Khương Phàm thảm bại, Xích Thiên Thần Triều và các hoàng đạo chồng chất vết thương. Nhưng, từ tháng 9 đến bây giờ, thời gian chỉ mới trong vòng nửa năm, Thương Huyền đã liên tiếp xảy ra kịch biến, để bọn hắn không ngừng kinh ngạc. Đầu tiên là thế giới hỗn độn thần bí, tiếp theo lại là Phù Tang hủy diệt. Bây giờ ngay cả chí tôn hoàng đạo đứng vững ở trung tây bộ Thương Huyền gần 30.000 năm đều ầm vang sụp đổ chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Bọn hắn đang khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được hồi hộp chưa bao giờ có. Thực lực Khương Phàm bày ra cùng với tốc độ trưởng thành của hắn đã cao hơn những gì bọn hắn mong muốn, bọn hắn rõ ràng đã tận hết khả năng đánh giá cao Khương Phàm, kết quả vẫn liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Khương Phàm liên tiếp bôn tập Phù Tăng cùng Quang Mang, không chỉ có hiện ra thực lực cường hãn, càng là cướp đoạt được tài nguyên rộng lượng. Cửu Thiên Quy Thuận, Quang Mang bị hủy diệt, bây giờ Khương Phàm tựa hồ đã có thực lực chân chính đối kháng cùng Xích Thiên và Chu Thiên. Bọn hắn không thể không một lần nữa dự đoán, hướng đi cuối cùng của hỗn chiến tại Thương Huyền, cùng với thời gian Thương Huyền kết thúc hỗn chiến. Nếu như Khương Phàm thật có thể chỉnh đốn Thương Huyền trong vòng 3 năm, đối với bất cứ một đế tộc nào mà nói, đều sẽ không là một tin tức tốt. Bọn hắn, cần điều chỉnh chiến lược một lần nữa. Bắc Thái Đế Thành. Sau khi đế tử nhận được tin tức, hắn đã cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều coi Khương Phàm như là đối thủ, nhưng cũng không có thật sự coi trọng. Cũng không phải hắn coi thường Khương Phàm, mà là trong tư tưởng của hắn, Thương Huyền Đại Lục bây giờ tựa như là một cái đấu thú trường to lớn, Khương Phàm lại là giác đấu sĩ được chú ý nhất tòa bên trong đấu thú trường kia, chỉ thế thôi. Tất cả sự điên cuồng cùng thắng lợi của Khương Phàm, chẳng qua đều là gia tăng tính thú vị của đấu thú trường. Cuối cùng không phải là bị giác đấu sĩ khác chém giết, thì chính là những đế tộc vây xem bọn hắn đây thiết kế cách giết chết. Nếu như ngày nào đó hắn có hứng thú, có thể nhảy đến bên trong, bồi cái tên đáng thương này đánh một trận. Thậm chí hắn còn chuẩn bị dùng, hài tử của hắn, làm cục cho Khương Phàm, chuẩn bị chơi đùa thật vui. Nhưng bây giờ... Giác đấu sĩ Khương Phàm này, lại có tư thế thống một góc đấu trường, thậm chí có năng lực nhảy ra khỏi giác đấu trường, khiêu chiến bọn hắn. Điều thật sự để đế tử có áp lực chính là, tốc độ phát triển của Khương Phàm. Đoán chừng, sau trận chiến này, hắn vô cùng có khả năng trọn vẹn bước lên Thánh Hoàng, khoảng cách cảnh giới thần linh chân chính chỉ còn xa một bước. Cái, cách xa một bước, này đối với những cường giả khác mà nói có lẽ đến cuối đời đều khó mà vượt qua. Nhưng đối với thần linh lên trời kiếp trước như Khương Phàm đây mà nói, có lẽ chỉ là 1-2 năm mà thôi. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, thời điểm đế ước mất đi hiệu lực, nếu như Khương Phàm không chết, tất nhiên hắn sẽ thành thần. Đế tử lật xem qua chiến tích kiếp trước của Khương Phàm, chỉ dựa vào phần thiên chiến vực, hắn đã có thể ngạo chiến quần hùng thiên khải, bây giờ có được liệp thần thương, một khi tiến vào thần cảnh, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó. Khương Phàm. Ngươi còn dám tới thiên khải sao?
ta sẽ ở chỗ này đợi ngươi. Nếu như không đến, chúng ta gặp lại tại Thương Huyền. Đệ tử cảm nhận được áp lực, cảm nhận được chiến ý cùng chờ mong chưa bao giờ có. Dù sao nhân sinh cũng nên có một đối thủ ra dáng, nếu không thì sẽ không thú vị. Man hoang chiến tộc. Đế tổ mới từ sinh mệnh thần điện trở về, chuẩn bị bế quan chiều sâu, khôi phục cảnh giới thần linh. Đột nhiên xuất hiện tin tức để cho man hoang chiến tộc bị chấn kinh. Thời điểm Khương Phàm hủy diệt Phù Tang, các cường giả man hoang còn không có cảm giác đến thế nào, dù sao Khương Phàm cũng là chu tước, Phượng Hoàng dưới trướng đã thành thục, có thể từ trên áp chế huyết mạch đối kháng cùng Kim Ô. Nhưng chỉ mới 2 tháng mà thôi, vậy mà Khương Phàm lại tập kích quang mang thần điện, thậm chí còn toàn thắng. Đàm phách như thế, chiến tích như thế, để khắp thiên hạ đều thật sự lĩnh hội được sự uy hiếp đến từ Khương Phàm. Quang mang thần điện bị hủy diệt, cũng mang ý nghĩa Khương Phàm sẽ nhanh chóng mạnh lên trong thời gian ngắn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được kỳ hạn 3 tháng nghênh kích xích thiên, mà Khương Phàm nói trước đó cũng không phải là cuồng ngạo, mà là đã chỉ định tốt sách lược, cũng thật sự có lòng tin. Tiểu gia hỏa, thật sự khiến người ta vui mừng mà. Trách không được nàng nói muốn một lần nữa quan tâm hắn. Man hoang đế tổ ngóng nhìn thâm không, thể hiện cao ngạo nghiêm trọng hiếm thấy. Lần này bái phỏng sinh mệnh thần điện, nàng không có từ chối, thậm chí còn đoán được hắn sẽ đi qua, nên đã sớm chuẩn bị tốt tài nguyên, vừa gặp mặt đã trực tiếp đưa. Nhưng một ít lời của nàng đã để hắn xúc động rất sâu. Nhất là khi biết tin tức quang mang thần điện bị hủy diệt, phần xúc động kia đã lần nữa kích thích tiếng lòng trong hắn. Chúng ta có thể thoát khỏi vực sâu, cũng không chỉ là may mắn, rất có thể là số mệnh từ nơi sâu xa. Chúng ta là thuộc về thời đại trăm vạn năm trước, sau trăm vạn năm lại giành lấy cuộc sống mới, chúng ta chung quy vẫn là đến sai thời gian. Chúng ta muốn tái tạo huy hoàng thuộc về chúng ta, trùng kiến thời đại thuộc về chúng ta, nhưng... đến cuối cùng chúng ta là phối hợp diễn, hay là nhân vật chính, bây giờ nói vẫn còn quá sớm. Ta từng ngóng nhìn thâm không? Đã từng cảm ngộ thiên đạo, nhưng thứ ta nhìn thấy chỉ là bóng tối vô tận, cảm ngộ chỉ là chiến tranh cùng hỗn loạn. Ta mê mang, ta không biết chúng ý nghĩa ta trùng sinh ở đâu. Ta sợ hãi, ta không biết chúng ta trùng sinh, là thật sự sống lại một lần nữa, hay chính là thật sự đi chịu chết. Đế tổ cau mày, trong đầu quanh quẩn lời nhắc nhở của nàng. Man Thiên Cương và các thánh hoàng thánh vương nhao nhao quỳ gối ở trước điện, không dám quấy nhiễu trầm tư đế tổ. Ta không cần các ngươi tế hiến, tài nguyên đều phân phát xuống dưới, dùng hết khả năng bồi dưỡng thánh linh cùng thánh vương mới. Chọn 5 chiến bộc khác, ký kết khế ước cùng ta. Đế tổ khẽ nói, sau đó biến mất ngay tại chỗ. 5 vị. Man Thiên Cương và tất cả phấn chấn trao đổi ánh mắt. Chiến thần Bào Hao, bọn hắn có thể ký khế ước với một vị hậu bối nào đó, vào thời khắc mấu chốt mượn đi năng lượng, nhưng bình thường chỉ có thể ký khế ước với một vị. Cực đoan có thể có khế ước 2 vị. Vậy mà đế tổ có thể khế ước với 5 vị. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, có thể có 5 người mượn tới lực lượng giống như đế tổ ư. Đợi đế tổ trở lại thần cảnh, bọn hắn có thể mượn tới thần uy. Khi đế tổ trở lại đế cảnh, chẳng phải bọn hắn có thể hiện ra đế uy. Thời điểm trước đó, đế tổ chỉ coi trọng Man Khôi kẻ mạnh nhất đời mới, đặc biệt chọn lấy hắn. Chuyện này đã để bọn hắn thất lạc và tiếc nuối một lần, không nghĩ tới, vui mừng lại đột nhiên tới như vậy. Khế ước với đế tổ, thậm chí có thể kích phát ra tiềm lực huyết mạch của bọn hắn, thôi động bọn hắn tiếp tục mạnh lên. Thời điểm đế tổ quay về đế vị, thậm chí trong bọn hắn sẽ có người có thể bước lên thần cảnh. Thế giới mới. Nơi này gặp phải vây bắt còn lâu mới có được mãnh liệt như mong muốn trước đó. Mặc dù bí mật của thế giới mới hấp dẫn vô số cường giả vượt qua hải vực, nhưng càng ngày càng nhiều người phát hiện, nơi này giống như không phải khu vực săn bắn, mà là một cái bẫy. Bất luận là bao nhiêu cường giả đi đến, đều không thể xông vào cấm khu. Bất luận là bao nhiêu người đạt được linh bảo, đều không có mấy kẻ có thể thật sự mang ra khỏi thế giới mới này được. Nghiêm trọng nhất là, bọn hắn phát hiện từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy chủ nhân thật sự của thế giới mới. Các phương bắt đầu hoài nghi, thế giới mới dám can đảm trồi lên mặt biển gặp mặt cùng khắp thiên hạ, phải chăng là bên trong có thần. Sự hoài nghi này đã mang đến khiếp sợ, đồng thời cũng mang đến kiêng kỵ. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là muốn đi đến thám hiểm, muốn thu hoạch được linh bảo, thậm chí là chiếm lấy mảnh lãnh địa này,
mà không phải là làm đồ ăn. Khi hoài nghi dần dần truyền đi, số lượng lớn thần tộc, thậm chí là đế tộc, cũng đã bắt đầu sinh ra hứng thú đối với thế giới mới. Nhưng vào lúc này, Thương Huyền bộc phát kịch biến, mật ước đế tộc đã kềm chế tất cả tinh lực của đế tộc. Vì để một lần nữa đạp vào tổ địa, vì để diệt trừ phần thiên thần hoàng, tất cả đế tộc đã bắt đầu tăng thực lực lên, cũng giao trách nhiệm cho thần tộc phụ thuộc chuẩn bị sẵn sàng. Kể từ đó, thế giới mới tạm thời cô độc tại thần dụ chi hải, tránh khỏi nguy hiểm bị vây công. Ta đã nói cái gì rồi, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau khi hắn trở về Thương Huyền, thời gian bình tĩnh chỉ không đến một năm đã bạo phát quy mô hỗn chiến như vậy. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đầu tiên là cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, khiến cho toàn bộ thần tộc Thương Huyền rút khỏi Thiên Khải, hoàng tộc Tây Bộ và Bắc Bộ lại thần phục Tổ Sơn, ngay sau đó là hỗn chiến tại Đông Bộ, hai hoàng đạo đồng thời bị hủy diệt, bây giờ Quang Mang Thần Tôn đã bị hắn nhất cử bắt lấy. Yêu Đồng đứng ở dưới vạn đạo thần thụ, cười nhẹ nhàng. Hỗn chiến tại Thương Huyền sắp tiến vào bước ngoặt mấu chốt. Nhiều nhất 3 năm, thậm chí là trong vòng 1 năm là hắn có thể bình định Thương Huyền. Vẻ mặt âm trầm tà ác của giới chủ thoáng hòa hoãn, trước đó, sau khi Khương Phàm trở lại Thương Huyền, gần 1 năm đều không có bất cứ hành động gì, để thế giới mới tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, cũng làm cho hắn đối với trận, giao dịch ăn ý, này tràn đầy hoài nghi, không nghĩ tới sau khi yên lặng 1 năm, vậy mà Khương Phàm lại lấy phương thức mưa to gió lớn như vậy để rung động Thương Huyền, kềm chế ánh mắt khắp thiên hạ, kéo tinh lực thần tộc lại. Danh uy phần thiên thần hoàng vẫn rất mạnh. Dù sao kiếp trước cũng là người suýt nữa đã xưng đế. Càng là người mang theo oán hận trở về để báo thù. Ở trong mắt đế tộc và thần tộc, sự nguy hiểm của Khương Phàm còn cao hơn thế giới mới. Chúng ta còn không thể phớt lờ, tất cả đế tộc thần tộc không thể nào đều tiếp cận Thương Huyền. Bây giờ giới chủ lo lắng nhất chính là Huyền Vũ đế tộc. Huyền Vũ đế tộc mặc dù ở tận phía đông Huyền Vũ đại lục, nhưng khống chế, cùng lực ảnh hưởng đối với hải vực đều cao hơn đế tộc khác. Hoàng đạo 13 hải vực có thể khống chế hải vực, không bị hoàng đạo lục địa xâm nhập, cũng có thể tranh bá tại chiến trường thiên khải, ngoại trừ vấn đề địa vực hạn chế, hợp tác giữa nhau, thì nguyên nhân quan trọng hơn chính là Huyền Vũ đế tộc bảo hộ hoàng đạo hải vực. Thế giới mới cường thế xuất hiện, không chỉ có oanh động thiên hạ, cũng ảnh hưởng đến cách cục hải vực. Huyền Vũ đế tộc chậm chạp không có ra tay. Một phần nguyên nhân có thể là chờ thế giới mới bọn hắn chủ động đi qua liên hệ, tỏ thái độ và hiệu chung. Nếu như từ đầu đến cuối không đi tỏ thái độ, chỉ sợ Huyền Vũ đế tộc cũng sẽ khai thác hành động. Hắn không thể không điều động thật nhiều vảy trùng không gian, mật thiết chú ý Huyền Vũ đại lục, cùng động tĩnh của các hoàng đạo lân cận hải vực. Yêu Đồng nói, dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, thế giới mới có thể dựa sát vào Thương Huyền tại thời khắc quan trọng. Lấy danh nghĩa nhập vào Thương Huyền, tránh cho đế tộc uy hiếp. Đây không phải là kế hoạch, là đường lui bất đắc dĩ. Giới chủ rất phản cảm về đề nghị này, mục đích cuối cùng của hắn là muốn tái tạo đại lục thứ 10, là muốn cùng Cửu Châu cộng tôn. Nếu như nhập vào Thương Huyền, chính là mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ quyền tự chủ, biến thành phụ thuộc của Thương Huyền, cũng là phải xưng thần với chủ nhân tương lai của Thương Huyền là Khương Phàm. Yêu Đồng không nhanh không chậm trấn an nói. Không nên chuyện nghĩ đến cực đoan như vậy, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đây cũng không phải là phụ thuộc, mà là hợp tác. Khương Phàm muốn bình định Thương Huyền, không có dễ dàng như vậy, sau khi bình định Thương Huyền, càng phải ứng phó Bát Châu Thập Tam Hải khiêu khích, cũng cần gấp trợ giúp. Ngươi có thể đàm phán cùng hắn, thế giới mới chỉ là tạm thời gia nhập vào Thương Huyền, cùng nhau ứng biến. Sau khi cách cục thiên hạ ổn định, ngươi lại tước đoạt Thương Huyền, trở lại hải vực, làm chủ nhân đại lục của ngươi. Hắn như cánh chim trong gió, còn có thể tuân thủ hứa hẹn. Ta nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, làm sao, ngươi không có lòng tin đối với mình, hay là không có lòng tin đối với ta? Ta đương nhiên có lòng tin đối với ta. Khi giới chủ đang nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn qua hài đồng non nớt ở bên cạnh, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Yêu Đồng cười nhạt mà nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, nhìn chằm chằm Huyền Vũ đi, chỉ cần nơi đó có dị động. Ngươi lập tức di chuyển tới Thương Huyền. Tuy nhiên ta đề nghị là, ngươi sớm chào hỏi cùng Khương Phàm. Thế giới hỗn độn. Khương Phàm không để ý đến oanh động kịch liệt ở phía ngoài, sau khi vơ vét tất cả bảo vật của Quang Mang Thần Điện, hắn đã nhanh chóng rút lui, ẩn nấp đến sâu trong hư không. Trận đánh cược này đã toàn thắng.
Trận mạo hiểm này đã thu hoạch rất phong phú. Thế giới hỗn độn đều là từng trận gieo hò vui mừng. Sau khi kiểm kê xong thu hoạch, bọn hắn thu hoạch tổng cộng được 9 khối thần cốt linh tủy, 18 khối bảo cốt thánh hoàng, 27 khối bảo cốt thánh vương. Đây đều là thu hoạch được từ phó điện ở khu nội điện, toàn bộ những thứ sưu tập ở ngoại điện những kia thì đều đã cho dẫn nổ ở thời điểm tập kích pháp trận nội điện. Ngoài ra còn có di thể thánh hoàng Âu Dương Giật Phong, Bùi Vạn Đỉnh và các di thể thánh vương, cùng số lượng lớn di thể thánh linh, bán thánh. Ngoài ra còn có tài quyết hoàng kiếm, chuẩn thần khí, thượng thanh thiên luân, chí tôn bảo khí, cùng một chút vũ khí quý giá. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn đã bắt giết được Quang Mang Thần Tôn. Linh hồn của Quang Mang Thần Tôn thì bị giam cầm trong thông thiên tháp. Di cốt tàn phá của Quang Mang Thần Tôn đã bị Khương Phàm sưu tập toàn bộ. Huyết khí do thần nguyên dẫn bạo cũng bị Khương Phàm dung luyện thành huyết đan to lớn, bên trong khuấy động khí tức huyết nhục minh mông. Luận công hành thưởng, Ngô Chính Nguyên và Hồng Hoang Thiên Long công lao to lớn, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại công tích rất cao. Khí tức huyết nhục thần nguyên cùng trái tim thần tôn, toàn bộ đều giao phó cho Hồng Hoang Thiên Long. Lấy trái tim thần tôn được khí tức huyết nhục cùng sinh cơ minh mông do thần linh biến thành, kích phát tiềm lực chân chính cho huyết mạch đại đạo Long Quỳ. Đây đã không chỉ là muốn trợ giúp Hồng Hoang Thiên Long tiến đến Thánh Hoàng, càng là bị làm chắc cơ sở cho sau này để nó bắn vào tới thần linh cảnh. Một khối thần cốt linh tủy giao cho Ngô Chính Nguyên, lại được Đan Hoàng tự mình luyện chế càng nhiều thiên nhất kim tủy đan, hiệp trợ Ngô Chính Nguyên tiến tới Thánh Hoàng. Một khối thần cốt linh tủy cho Đông Hoàng Càn, một khối cho Đông Hoàng Toại. Vì cảm kích nhiều lần biểu hiện dũng mãnh của Cửu Thiên Thần Giáo trong chiến tranh, những người còn lại được giao cho hai khối thần cốt linh tủy, cùng tài quyết hoàng kiếm. Sau đó, nội bộ Cửu Thiên Thần Giáo tự phân phối, Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn đều không có lưu lại thần cốt linh tủy, mà là chuyển cho hậu đại. Đông Hoàng Càn giao cho Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Toại giao cho Đông Hoàng Lăng Tuyệt, hai khối khác thì giao cho Lan gia xử lý. Tài quyết hoàng kiếm do Đông Hoàng Toại khống chế. Bốn khối thần cốt linh tủy còn lại, sau khi được bọn hắn thảo luận thương lượng, đã làm ra quyết định. Một khối cho Thiên Hậu, một khối cho Đan Hoàng. Trong mọi người tại thế giới hỗn độn bây giờ, dễ dàng tiến tới Thánh Hoàng nhất không thể nghi ngờ chính là Thiên Hậu và Đan Hoàng. Nếu như Thiên Hậu tiến tới Thánh Hoàng, thực lực nhất định sẽ gần với Khương Phàm, cho nên tạm thời Khương Phàm còn giao Quang Minh Thần Kiếm cho Thiên Hậu khống chế. Nếu như Đan Hoàng có thể tiến tới Thánh Hoàng, nhất định có thể luyện chế càng nhiều đan dược tốt hơn. Một khối cho Khương Bá, thôi động Khương Bá biến đổi huyết mạch, tiến tới Thánh Vương, thuận tiện kích phát tiềm lực huyết mạch. Một khối giao cho Kiều Hinh, chờ mong vị Hoàng phi kiếp trước này càng tiến thêm một bước, hoàn thành cầu nguyện tất cả Phượng Hoàng tiến tới Thánh Vương. Tất cả mọi người tiếp nhận thần cốt linh tủy, duy chỉ có Kiều Hinh sau khi tiếp nhận, ngược lại là giao cho Hoàng bánh nướng. Bởi vì trong tay Hoàng bánh nướng chính là mang theo Hồng Hoang chiến phủ, Hoàng bánh nướng chính là tiếp nhận truyền thừa của Thương Vương, Hoàng bánh nướng cũng không phải linh văn mà là thái thản huyết mạch. Vạn Thế Thần Triều năm đó, quan hệ của Kiều Hinh và Thiên Nô Thương Vương rất không tệ. Vào cái ngày Kiều Hinh phủ thêm áo cưới, xông vào Hoàng cung đó, cũng là do Thiên Nô Thương Vương cưỡng ép mở đường cho nàng đi qua, thẳng tới Chu Tước Thần Cung. Cho nên, thần cốt quý giá đủ để Kiều Hinh thay đổi vận mệnh này, giao cho người thừa kế Thương Vương đời này, Hoàng bánh nướng. Phần khẳng khái cùng đội ơn này để Hoàng bánh nướng quái gở lạnh lùng nóng cả hai mắt lên, hai tay hắn nắm chặt, một mực cung kính tiếp nhận. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra hảo cảm đối với vị Hoàng phi thiện lương này. Khương Phàm giữ lại di cốt Quang Mang Thần Tôn, đẩy mạnh đến Thánh Hoàng đỉnh phong, bắn vào Thánh Hoàng cực hạn. Thế giới hỗn độn cần thần linh chân chính chỉ dẫn, nhưng Quang Mang Thần Tôn cũng không phải là thần khu hoàn thiện, còn làm không được điểm này, nhưng nhất định có thể đạt tới Thánh Hoàng cực hạn, càng có thể để cho Khương Phàm hậu kỳ đột phá đến cảnh giới thần linh, có được đầy đủ cơ sở vững chắc. Ngoài ra, bảo cốt Thánh Hoàng Thánh Vương, cường điệu phân phối cho các yêu thú và cường giả niết bàn cảnh. Yêu thú trưởng thành không nhận linh văn hạn chế, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch, lại phối hợp đầy đủ tài nguyên thì có thể tăng lên cảnh giới. Niết bàn cảnh muốn tăng lên mà bị linh văn hạn chế tương đối yếu, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, cũng có thể trưởng thành càng nhanh. 18 khối bảo cốt Thánh Hoàng, 27 khối bảo cốt Thánh Vương, theo thứ tự giao cho Đông Hoàng Như Yên, Lan Dận, Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, Độc Cô Kiếm Ma,
một ít chí tôn thánh phẩm hoặc là thiên phẩm linh văn, cùng các loại yêu thú như đại vương, côn bằng, kỳ lân, kim hống, kim ô, đằng xà, thiên bằng, xích lân thôn thiên mãng, cự phong long, bát tí ác viên, huyền quy, thái thản cự mãng, thủy tổ ngư. Cao giai niết bàn cảnh hoặc là cảnh giới bán thánh thì dùng bảo cốt thánh vương đi kích thích trưởng thành. Tất cả những người được phân phối bảo cốt đều cảm thấy ngoài ý muốn mà càng là phấn khởi, những thứ này ở bên ngoài không thể nghi ngờ là tràng cảnh có nghĩ cũng nghĩ không đến. Cho dù là chí tôn hoàng đạo, cao giai niết bàn cảnh có thể có được tài nguyên đến cấp bậc thánh linh đều là hiếm khi thấy. Bảo cốt bán thánh và thánh linh thì giao cho những niết bàn cảnh sơ kỳ đời mới kia. Về phần thi hài của Bùi Vạn Đỉnh và Âu Dương Giật Phong thì cũng chia cho Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Tiêu Phượng Ngô và đám người có tiềm lực to lớn, tiếp tục kích phát tiềm lực, tăng lên cảnh giới. Lần phân phối này không có chiếu cố đến bọn người Chu Bất Dĩ, Thiên Hồ Thánh Vương, Hướng Vãn Tình, Khương Diễm, cũng không phải bọn hắn không có làm ra cống hiến, mà là những bảo cốt thu hoạch được từ quang mang thần điện này, đều tràn ngập thuộc tính ánh sáng cực mạnh, đối với bọn hắn mà nói chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn có khả năng tổn thương đến bọn hắn. Thời điểm bên ngoài huyên náo càng ngày càng oanh động, thế giới hỗn độn lại lợi dụng tài nguyên lấy được, tiến hành một trận bế quan tập thể hiếm thấy. Bọn hắn không chỉ có đạt được tài nguyên quý giá, bên trong thế giới hỗn độn càng là tràn ngập khí tức hỗn độn minh mông, cũng có thể để bọn hắn có tỷ lệ biến đổi cực lớn. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, Hồng Hoang Thiên Long bế quan chiều sâu dẫn đầu tất cả mọi người, đột phá tới vấn đề thánh cảnh gian nan nhất, quan trọng nhất, cũng là đột phá được chú ý nhất, từ Thánh Vương tiến tới Thánh Hoàng. Hồng Hoang Thiên Long đột phá, không chỉ có mang ý nghĩa siêu cấp chiến thú này đã chân chính thức tỉnh, cũng tượng trưng cho xí thiên giới sinh ra Thánh Hoàng thứ 9 đã bao gồm địa ma thụ ở bên trong. Sau đó, Khương Bá, Hoàng Bánh Nướng lắng đọng quá lâu tại cảnh giới Thánh Linh, bằng vào siêu cấp thần vật như thần cốt linh tủy này, liên tiếp đột phá đến cảnh giới Thánh Vương. Mà, sự uy của thần cốt linh tủy vẫn không giảm, đã thôi động cảnh giới của bọn hắn nhanh chóng vững chắc, đồng thời tiếp tục mạnh lên. Cuối tháng 2, Đông Hoàng Như Ảnh, Phó Giáo chủ Lan Quỳ thành công luyện hóa thần cốt linh tủy, lần lượt bước lên cảnh giới Thánh Vương. Thiên kiêu Đông Hoàng Lăng Tuyệt không phụ mong đợi của Đông Hoàng tộc, toại nguyện tiến vào cảnh giới Thánh Linh, nhưng Linh Văn vẫn kẹt tại Thánh Vương thiên phẩm, không thể phát sinh biến đổi như mong đợi. Tuy nhiên, muốn tiến tới Thánh Hoàng thiên phẩm khó khăn đến thế nào, có thể thông qua thần cốt tôi thể luyện để kích phát tiềm lực, đã là rất hiếm thấy. Lần này có thần cốt linh tủy tầm bổ, cũng coi là làm chắc cơ sở cho hậu kỳ để Đông Hoàng Lăng Tuyệt tiến tới Thánh Vương, hắn rất hài lòng. Thiên đình chiến thú cự phong long, bát tí ác long, thủy tổ ngư khác được tầm bổ, lần lượt tiến tới Thánh Linh cảnh. Đông Hoàng Như Yên, Lan Dận các loại, liên tiếp tiến tới bán Thánh cảnh. Bọn người Hàn Ngạo mặc dù không thể tăng lên cảnh giới, nhưng thực lực đều có chỗ tăng cường, lần lượt đến đỉnh phong Thánh Linh. Đầu tháng 3, trong thời gian 3 ngày liên tiếp phát sinh 3 chuyện trọng đại. Một là Ngô Chính Nguyên toại nguyện tiến tới Thánh Hoàng. Đây không chỉ là công lao của thần cốt linh tủy, cũng là nhờ có Đan Hoàng bỏ ra. Mặc dù Đan Hoàng có được thần cốt linh tủy, nhưng hắn không dùng, mà là luyện chế lấy thiên nhất kim tủy đan, phối hợp với thần cốt linh tủy kích phát tiềm lực cho Ngô Chính Nguyên, bảo đảm đột phá tốt hơn. Dù sao cảnh giới Thánh Hoàng cũng không phải như cảnh giới Thánh Vương. Không chỉ là cần cơ duyên phải đủ mạnh, mà cũng sẽ tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, nhất là khi Ngô Chính Nguyên vừa mới bị trọng thương tại Quang Mang Thần Điện. Cho nên Đan Hoàng đã không kể ngày đêm, tận hết sức lực luyện chế thiên nhất kim tủy đan, cũng giao trách nhiệm cho tất cả đan thánh luyện chế các loại đan dược thánh phẩm điều dưỡng trạng thái và kích phát tiềm lực. Trải qua hơn 20 ngày dốc sức hợp tác, Đan Hoàng dắt tay toàn thể đan thánh cưỡng bức trợ giúp Ngô Chính Nguyên bắt lấy cơ hội lần này, cưỡng ép đẩy lên cảnh giới Thánh Hoàng. Chuyện này đã khiến cho hỗn độn chiến tộc tràn đầy cảm kích đối với Đan Hoàng, thậm chí tại thời điểm Ngô Chính Nguyên đột phá, không có lập tức chúc mừng Ngô Chính Nguyên, mà là hành lễ thăm hỏi với Đan Hoàng. Chuyện trọng đại thứ hai là Thiên Hậu cùng đám yêu thú của nàng. Lần phân phối tài nguyên này không chỉ có Thiên Hậu đạt được thần cốt linh tủy, côn bằng, kỳ lân và cả đám yêu thú cũng đều chiếm được bảo cốt Thánh Vương thậm chí là Thánh Hoàng. Cho nên lần bế quan chiều sâu này, không chỉ là mình bọn chúng đơn độc bế quan, càng giống như bọn chúng bế quan tập thể, lại khích lệ lẫn nhau, còn được bảo cốt Thánh Vương Thánh Hoàng, cùng hiệu năng của thần cốt linh tủy, kích phát đến cực hạn. Đầu tiên là huyết mạch, cảnh giới của riêng phần mình,
các mặt mạnh mẽ tăng lên, bước đến bình cảnh, tiếp đó chính là tại ảnh hưởng lẫn nhau phát sinh biến đổi. Bọn chúng thôi động thiên hậu kích phát bọn chúng. Đầu tiên chính là viên thịt mà hỏa kỳ lân đang thành hình đã sớm, phá kén, hóa thành kim thú, mộc thú, thổ thú, cùng thủy thú, trở thành kỳ lân vương khống chế kim mộc thủy hỏa thổ, mặc kỳ lân. Tiếp đó chính là côn bằng tiến tới cảnh giới thánh vương, kim ô tiến tới đỉnh phong thánh linh, kim hống tiến tới thánh linh, đằng xa, thiên bằng, xích lân thôn thiên mãng lần lượt bước lên đỉnh phong bán thánh. Ngay sau đó thiên hậu được bọn chúng kích thích cùng với tác dụng liên hợp của thần cốt linh tủy mà đột phá hàng rào, cường thế bước lên cảnh giới thánh hoàng. Thiên hậu được thần cốt linh tủy kích thích mà đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường hãn, lập tức phản hồi cho tất cả khế ước thú, dẫn phát huyết mạch lại lần nữa biến đổi. Mặc kỳ lân vừa mới hoàn thành biến đổi, vậy mà lại nhận thiên hậu kích thích, giữa năm cái đầu xuất hiện ánh sáng nở rộ mới. Đây là bạch kỳ lân, có thể có được năng lượng ánh sáng như hồng hoang tổ kỳ lân, mang ý nghĩa tiềm lực của mặc kỳ lân đã được chân chính kích phát, có hy vọng lột xác thành hồng hoang tổ kỳ lân. Cảnh giới của mặc kỳ lân cũng đã lao thẳng tới thánh vương đỉnh phong. Côn bằng vừa mới tiến tới cảnh giới thánh vương, thức tỉnh ra tổ mạch cường hãn, cũng chạm đến thánh vương đỉnh phong. Khế ước mới là thánh linh kim ô, thuận lợi bước lên cảnh giới thánh vương. Kim hống đạt tới đỉnh phong thánh linh. Đằng xa, thiên bằng, xích lân thôn thiên mãng, đều đang vui mừng khi thấy huyết mạch được kích thích đột phá xuống 2 độ, toàn bộ tiến vào cảnh giới thánh linh. Luân hồi huyết sư không có được phân bảo cốt cũng nhận kích phát, đạt tới đỉnh phong bán thánh. Hình thức bộc phát đột phá như vậy đã lập tức chấn kinh thế giới hỗn độn. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được chỗ kinh khủng của ngự thiên linh văn, khế ước thú đạt được phản hồi từ nàng nơi đó, liên tiếp kích phát huyết mạch, thiên hậu thì lại có thể liên hợp bọn chúng để trưởng thành, thực hiện biến đổi cho chính mình. Mà sau khi tới được cảnh giới thánh hoàng, số lượng khế ước thú mà thiên hậu ký kết tùy theo mở rộng, lúc này nàng đã ký kết khế ước thú tới con thứ 9, một con huyền quy cảnh giới bán thánh trong thượng cổ thần đình. Chuyện trọng đại thứ 3, Khương Phàm xuất quan. Dựa theo cả bộ hài cốt của Quang Mang Thần Tôn tẩm bổ, Khương Phàm có thể thần hóa toàn diện chiến khu Chu Tước, thể chất tăng vọt lên mấy lần, hoàn toàn có thể chịu đựng được thực lực trùng kích gấp 7 lần, mà cảnh giới trung giai đến Thánh Hoàng cực hạn. Cực hạn cũng không phải là cảnh giới độc lập ngoài cảnh giới Thánh Hoàng, nói cho cùng cũng là thuộc về Thánh Hoàng đỉnh phong. Nhưng nếu đã đến cảnh giới này, mang ý nghĩa vấn đề thân thể, linh hồn bắt đầu thần hóa, có cơ sở tiến công tới cảnh giới thần linh. Đây cũng là một quá trình biến đổi mà yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, cùng linh tộc đều nhất định muốn hoàn thành trước khi tiến tới thần linh cảnh. Thế giới hỗn độn lâm vào oanh động. Có thể tiến vào thánh hoàng cực hạn mang ý nghĩa Khương Phàm đã chính thức có được lực lượng khiêu chiến thần linh. Rốt cuộc thế giới hỗn độn bọn hắn cũng có tồn tại cấp bán thần. Tại thời điểm trong thế giới hỗn độn đang khí thế ngất trời bế quan, Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn thì đã bí mật rời khỏi vào cuối tháng 2. Trước khi chia tay Xích Thiên Thần Triều cùng Man Hoang chiến tộc. Một người là thực hiện ước định giao dịch tại Thiên Lang Quan, một người thì là thực hiện ước định kỳ hạn 3 tháng. Thiên Lang Quan. Đông Hoàng Càn đột nhiên xuất hiện đã làm kinh động đến chấn thủ Thiên Lang Quan. Bọn hắn lập tức truyền lại tin tức về Hoàng Thành, hỏi thăm giao dịch đều đã nhanh muốn bị lãng quên. Bên trong Hoàng Điện tại Xích Thiên Hoàng Thành, cao tầng Xích Thiên tề tụ đến cùng một đường, nhưng nghe Thiên Lang Quan đưa tới tin tức. Thể hiện đều phức tạp đến mức nói không ra lời. Bọn hắn còn đang đắm chìm trong tin tức Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, cũng tức giận khi Khương Phàm lợi dụng bọn hắn làm cục, để bọn hắn đều có loại xấu hổ tự cho là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kết quả, Khương Phàm đây là có ý gì? Trao đổi con tin vẫn là mục đích chủ yếu, hủy diệt Quang Mang Thần Điện chỉ là chuyện thuận tay. Đây là đang chế giễu bọn hắn sao? Khụ khụ. Chu Phục Sinh ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ra mặt nói. Nếu Khương Phàm còn muốn giao dịch, lực chú ý của chúng ta đều phải trở lại Thiên Lang Quan một lần nữa. Trước đó chúng ta phỏng đoán, Khương Phàm là muốn làm cục vây bắt thần tôn ngài tại Thiên Lang Quan, bây giờ xem ra khả năng này lớn hơn. Ta đã hỏi thăm qua Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, bọn hắn đều để lộ Quang Mang Thần Điện còn lại 9 khối thần cốt linh tủy. 22 khối bảo cốt thánh hoàng và gần 100 khối bảo cốt thánh linh thánh vương, so với những gì mà chúng ta mong muốn thì còn mạnh hơn chút. Nếu như Khương Phàm có thể đạt được toàn bộ, tất nhiên hắn sẽ tạo nên càng nhiều thánh hoàng.
nhất là viên thần nguyên được thần tôn đời thứ ba kia của quang mang thần điện truyền lại, mặc kệ là bị quang mang thần tôn lợi dụng bao nhiêu, hiệu quả còn lại khẳng định vẫn vô cùng mạnh, mặc dù không đến mức có thể đẩy Khương Phàm lên cảnh giới thần linh, nhưng hẳn là cũng có thể tới trình độ cực hạn. Nếu như Khương Phàm liên thủ tiếp man hoang, chính là một bán thần thống soái đội hình 10 thánh hoàng trở lên, lại có thêm liệp thần thương phụ trợ. Chu Phục Sinh còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói thì người nào cũng đều có thể nghe được. Nếu như nói trước đó Khương Phàm muốn vây bắt thần tôn bọn hắn là chuyện vô cùng xa vời, thì bây giờ xác thực đã thật sự có khả năng. Dù sao Khương Phàm cũng là Chu Tước truyền thừa, nói là đế mạch cũng đều không quá đáng chút nào, thêm cả đệ nhất sát khí hoang cổ, liệp thần thương kia phụ trợ, cùng với thần khí hồng hoang vừa mới lấy được. Càng quan trọng hơn là hai vị thánh hoàng không gian cùng hai thậm chí là ba vị man hoang thánh hoàng, nhất định có thể cung cấp cho Khương Phàm không gian hành động cực lớn. Ngoài ra bọn hắn còn đứng trước một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là quang mang thần điện bị hủy diệt đã mang đến cho Chu Thiên thần điện kích thích cực lớn, nơi đó có thể lại phái thánh hoàng tới hay không, thật không thể nói thêm được. Chu Ngạo Hoàng cau mày. Ý của ngài là, muốn từ bỏ nguyên bá lão tổ. Chu Phục Sinh há to miệng. Lại chỉ thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ Chu Nguyên Bá, nhưng bày cục diện ở trước mặt để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc rốt cuộc trao đổi Chu Nguyên Bá có còn đáng giá hay không. Nếu như đổi Chu Nguyên Bá về, lại làm cho thần tôn trọng thương, còn để thánh vương thánh hoàng khác chết thảm, thật không bù được mất. Rất nhiều người nhìn về phía Chu Diễm, hy vọng vị lão tổ rất có chấp niệm đối với Khương Phàm này có thể đưa ra đề nghị nào đó. Nhưng Chu Diễm từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc. Hắn là người bị đả kích lớn nhất đối với chuyện quang mang thần điện bị hủy diệt. Hắn tự tin suy nghĩ của mình sẽ bắt được Khương Phàm, nhưng không nghĩ rằng lại bị Khương Phàm lợi dụng ngược, mà bây giờ Khương Phàm đã trưởng thành, khoảng cách với thời kỳ đỉnh phong đã từng kia chỉ cách xa một bước. Nghiêm trọng hơn chính là, Khương Phàm đã bắt đầu nắm giữ quyền chủ động ở bên trong loạn cục thương huyền trước mắt. Bây giờ bọn hắn thuộc về bị động phòng ngự. Khương Phàm lại có năng lực chỉ dẫn hướng đi của cách cục thương huyền. Hắn hiểu rất rõ Khương Phàm là người am hiểu tìm kiếm sinh cơ trong tuyệt cảnh, nhưng càng am hiểu hơn việc hiện ra ưu thế bên trong thuận cảnh. Chu Diễm lão tổ, thái độ của ngươi thì sao? Chu Ngạo Hoàng trực tiếp gọi đến Chu Diễm. Chu Diễm có chút dương đôi mắt già nua lên, hơi trầm mặc, vẫn nói. Ta có ba lý do nhất định phải giao dịch lấy Chu Nguyên Bá trở về. Đầu tiên, Chu Nguyên Bá là hậu đại của ta không nguyện ý từ bỏ hắn. Xích Thiên Thần Triều, cũng cần càng nhiều thánh hoàng tọa chấn. Thứ hai, ngay cả thánh hoàng bị bắt, chúng ta đều có thể từ bỏ, ngay cả thánh hoàng đưa đến trước mặt chúng ta cũng không dám tiếp, phương thức xử lý như thế này đúng là nhát gan. Vương Hầu Thần Triều cùng Tông Tộc sẽ nghĩ như thế nào? Còn sao dám phó hiểm vì Thần Triều? Thứ ba, Thiên Lang Quan chúng ta xem như thật sự đối chiến cùng Khương Phàm. Chiến thư vẫn đã phát đến trên tay chúng ta sớm 3 tháng, kết quả đây, chúng ta thậm chí ngay cả dũng khí nghênh chiến đều không có. Con dân thần triều sẽ nhìn chúng ta như thế nào, các hoàng đạo thương huyền sẽ nhìn chúng ta như thế nào, các tộc thiên khải lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Cho nên, bất luận là từ trên tình cảm cá nhân, hay là từ trên đại cục thần triều, chúng ta đều nên thực hiện phó ước tại Thiên Lang Quan, thà rằng bỏ ra cái giá thảm liệt, đều phải đổi Chu Nguyên Bá về. Đám người chậm rãi gật đầu, không hổ là lão tổ tông sống hơn ngàn năm, không hổ là thiên kiêu thần triều từng đối kháng với Khương Phàm và Thiên Hậu. Chu Phục Sinh đang muốn đưa ra dị nghị, Chu Diễm lại mở miệng nói. Ta còn có ba lý do phải thận trọng giao dịch. Đầu tiên, chúng ta càng ngày càng chưa quen thuộc đối với Khương Phàm. Làm sao hắn tiêu diệt được Phù Tang Thần Cung, lại làm như thế nào để đạp diệt quang mang thần điện? Phù Tang Thần Cung có Phù Tang Thần Thụ tọa chấn. Quang mang thần điện càng là có trong ngoài 13 tầng pháp trận bảo vệ, mà Khương Phàm đều là triệt để tiêu diệt bọn hắn trong vòng một ngày ngắn ngủi, không có người nào còn sống. Chiến tích này nghe như là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nhất định là do có thực lực tuyệt đối đến chống đỡ. Ta không thể không hoài nghi, thế giới hỗn độn phức tạp hơn nguy hiểm hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Thứ hai, Khương Phàm hủy diệt quang mang thần điện, Thánh Vương Thánh Hoàng nơi đó là đã chết hết, hay là bị bắt. Chẳng lẽ Khương Phàm không hiếu kỳ về mật ước với đế tộc sao? Mặc dù quang mang thần điện tiến hành phong bế đối với mật ước, người thực sự hiểu rõ nội dung không nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu,
nếu như Khương Phàm đã biết được nội dung mật ước thì sao? Khi Chu Diễm đang nói chuyện, hắn lại dương mắt nhìn về thần tôn ở chỗ cao, hắn biết khẳng định thần tôn đã nghĩ đến cái này, mà từ sâu trong nội tâm đều là đang lo lắng, thậm chí là khẩn trương về sự thật này. Đám người chau mày, mặc dù chuyện mật ước liên quan đến tôn nghiêm chí tôn hoàng đạo thương huyền, cao tầng quang mang thần điện đều khẳng định thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng không bài trừ sẽ có tình huống đặc biệt. Chu Diễm tiếp tục nói. Thứ ba, trong tay Khương Phàm còn có một sát chiêu, đó chính là Thánh Địa Tổ Sơn. Từ sau khi Lý Quân Giao nắm giữ, 11 khu an toàn đã hình thành, quy mô lớn đến mức có đến hàng chục tỷ dân chúng tập kết, còn có cường giả hai hoàng tộc tọa trấn Tổ Sơn, đây tuyệt đối là năng lượng không thể khinh thường. Dưới tình huống bình thường, Tổ Sơn không thể công khai duy trì Khương Phàm, nhưng nếu như Khương Phàm đạt được đế ước, còn giao đến trên tay Tổ Sơn, lấy tính cách của Lý Quân Giao, Thương Sinh Cung của Tổ Sơn sẽ trở thành một sát khí to lớn khác trong tay Khương Phàm. Nếu như chúng ta nghênh kích Khương Phàm tại Thiên Lang Quan, không chỉ cần phải đề phòng đám không võ, man hoang chiến tộc kia, mà còn cần phải lo lắng đến Thương Sinh Cung. Bây giờ sát sinh tiễn không nói có thể diệt sát Thánh Hoàng, nhưng ở trên chiến trường hỗn loạn lại trúng vào một tiễn như vậy, không chết cũng có thể muốn mất nửa cái mạng. Sau đó có thể còn sống mà chạy trốn hay không? Đều phải nhìn những thánh hoàng kia có bổ xí thiên giới ra nhanh hay không. Cái lo lắng thứ ba của Chu Diễm làm cho tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả Chu Ngạo Hoàng cũng đều không rét mà run. Lúc bình thường, Tổ Sơn tuyệt đối sẽ không dám phát động Thương Sinh Cung đối với người bảo vệ thương huyền là chí tôn hoàng đạo, nhưng bây giờ Tổ Sơn là do Lý Quân Giao khống chế, mà đế ước còn đẩy tất cả bọn hắn tới tình cảnh cực kỳ bất lợi. Sau khi Chu Diễm nói xong, hắn lại quỳ xuống đối với thần tôn. Cúi đầu thật sâu. Chuyện đế ước là hắn thúc đẩy, cục diện phát triển đến bây giờ, hắn khó mà chối bỏ tội lỗi. Xích Thiên Thần Tôn nhắm mắt lại, không để ý đến Chu Diễm đang quỳ xuống, mà là suy nghĩ lấy tình cảnh trước mắt. Cứu Chu Nguyên Bá sao? Hẳn là phải cứu. Cũng nhất định phải cứu. Chuyện này đã không còn là vấn đề cứu một thánh hoàng nữa, mà là liên quan đến thái độ thần triều, cùng khí thế của thần triều. Nhưng Khương Phàm đã lớn mạnh, lực uy hiếp càng lúc càng lớn, cuộc chiến sắp tới tại Thiên Lang Quan vô cùng có khả năng sẽ để bọn hắn trả một cái giá thật sự là lớn. Lấy thực lực bọn hắn bây giờ, phải làm thế nào để ứng phó đây? Chu Phục Sinh và đám người lại nhìn về phía Chu Diễm lần nữa, lý do nếu đều đã đưa ra, biện pháp giải quyết thì sao? Người ngược lại là đưa ra mấy cái đi chứ? Chu Diễm cúi đầu thật sâu, vẫn thờ ơ. Không phải là hắn không muốn nhắc đến biện pháp, mà là nghĩ không ra biện pháp. Dù sao nơi đó cũng là Thiên Lang Quan, không phải hoàng thành, không thể dựa vào hệ thống phòng ngự. Nếu như cưỡng ép chuyển rời tài nguyên phòng ngự ở hoàng thành đến Thiên Lang Quan, thì sẽ không thể không đề phòng Khương Phàm tập kích hoàng thành. Dù sao bên cạnh cũng Khương Phàm có số lượng lớn võ giả không gian, có thể tùy tiện giám sát một ít hành động quy mô lớn của bọn hắn. Sau một lúc lâu, Xích Thiên Thần Tôn nói. Liên hệ Chu Thiên Thần Tôn. Thần Tôn có ý là, xin mời Chu Thiên Thần Tôn đến Thiên Lang Quan trợ giúp, chuyện này chỉ sợ. Chu Phục Sinh không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Thần Tôn, nhưng chuyện quang mang thần điện bị hủy diệt khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Chu Thiên Thần Điện cực lớn. Chu Thiên Thần Tôn khẳng định không chịu rời khỏi nơi đó, thậm chí cũng sẽ không lại phái Thánh Hoàng tới trợ giúp. Không cần bọn họ chạy tới, ta tự mình đi qua. Xích Thiên Thần Tôn không muốn để cho thần triều biết hắn e ngại Khương Phàm, càng không nguyện ý lại xuất hiện thương vong tại thời điểm giao dịch, biện pháp duy nhất chính là liên hợp cùng Chu Thiên Thần Tôn. Nhưng Chu Thiên Thần Tôn chắc chắn sẽ không tới, vậy thì cứ để chính hắn đi qua, đến gần Chu Thiên Thần Điện giao dịch cùng Khương Phàm. Bọn người Chu Phục Sinh, Chu Ngạo Hoàng lấp lóe ánh mắt, liên tiếp phấn chấn, đây cũng là một ý kiến hay. Chu Diễm lấp lóe ánh mắt, sau đó chủ động thỉnh nguyện. Ta nguyện đích thân đến Chu Thiên Thần Điện, nhất định thúc đẩy hợp tác lần này. Tại thời điểm Chu Diễm bí mật tiến về Chu Thiên Thần Điện, một người để Xích Thiên Thần Triều và Chu Thiên Thần Điện đều không tưởng tượng được sớm xuất hiện ở trước đại trận Chu Thiên của Thần Điện Chu Thiên. Chu Thiên Thần Điện, khu trấn thủ cửa Bắc. Thánh Linh thống lĩnh Thần Điện, Phương Hồng Tín nhíu mày nhìn nữ tử cao gầy thiên kiều bá mị đứng ở bên ngoài. Mặc dù hắn thường thấy nhiều nữ tử mỹ lệ, nhưng vẫn bị nữ tử phong tình vạn chủng trước mắt này đánh trúng vào. Các đệ tử và trưởng lão trấn thủ cửa Bắc cũng đều chẳng tốt đẹp gì,
tất cả đều đang thất hồn lạc phách nhìn tuyệt thế diệu nhân hoạt sắc sinh hương đứng ở phía ngoài bình chướng. Nhan sắc xinh đẹp, dáng người thướt tha, bên dưới trường bào màu trắng lộ nửa cặp đùi đẹp cùng da thịt không tì vết trắng như bạch ngọc, đều tản ra mị lực kinh động tâm phách, khí chất yêu mị càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Người đại biểu Khương Phàm tới. Phương Hồng Tín âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, lấy lại tinh thần từ trong mê hồn. Ta đại biểu Khương Phàm, xin gặp Chu Thiên Thần Tôn. Người đến chính là Hướng Vãn Tình, đại biểu Khương Phàm đến làm một trận giao dịch cùng Chu Thiên Thần Tôn. Muốn gặp thần tôn, để Khương Phàm tự mình tới. Phương Hồng Tín cố gắng không để cho nữ tử bên ngoài kia ảnh hưởng phán đoán của mình, nhưng con người thâm thúy này giống như là có một loại ma lực nào đó, để cho người ta hoảng hốt, để cho người ta mê thất. Khương Phàm dám đến, các ngươi dám tiếp sao? Quang mang thần điện tiếp, kết quả. Khanh khách, không còn nữa. Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình sinh huy, đôi môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, ngay cả từ ngữ trêu chọc đều để ngươi ta không thể tức giận được. Có chuyện gì, trực tiếp nói với ta sẽ chuyển cáo thần tôn. Phương Hồng Tín cau chặt lông mày, quang mang thần điện chính là không còn như vậy. Ha ha, đường đường là Chu Thiên Thần Điện, dũng khí gặp nữ tử yếu ớt như ta đây đều không có. Ngươi là nữ tử yếu ớt, lúc nào Thánh Vương đều đã thành nữ tử yếu ớt rồi. Khi Phương Hồng Tín đang nói chuyện, hắn lại lặng lẽ khoát tay về hai bên phải trái, nhắc nhở các trưởng lão tranh thủ thời gian vào khu điện bên trong báo cáo. Nhưng, khi hắn ra hiệu, xung quanh lại yên lặng không phản ứng chút nào. Trưởng lão và các đệ tử trấn thủ vẫn đều đang âm thầm mê ly, hô hấp lộn xộn, toàn thân hiện ra trận trận khô nóng. Đều xốc lại tinh thần cho ta. Phương Hồng quát to một tiếng, đánh thức bọn hắn. Đám người âm thầm hồi hộp, đây là thế nào, bị mê hoặc sao? Cách bình chướng đều có thể chịu ảnh hưởng, nữ tử này thật đáng sợ. Xin mời điện chủ tới. Phương Hồng Tín không thể không tự mình hạ lệnh. Một vị trưởng lão lui lại hai bước, vội vã rời khỏi. Ngươi là ai? Phương Hồng Tín cố gắng không nhìn tới đôi mắt của nữ tử kia, nhưng mơ hồ có thể đoán được thân phận đối phương. Ta tên Hướng Vãn Tình, tỷ tỷ của ta là Hướng Vãn Đồng, là Thiên Hồ Thánh Vương trong miệng các ngươi, Khương Phàm là nam nhân của ta. Trong mắt các ngươi chính là phần Thiên Thần Hoàng. Hướng Vãn Tình giãn mặt ra cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên bắn ra mị lực, như lạc hà đầy trời, như là trăm hoa đua nở, tươi đẹp bị Chu Thiên kiếm trận cắt đứt thiên địa. Nữ tử hướng ra, ha ha, Khương Phàm không xử bạc với ngươi nhỉ. Phương Hồng Tín ngoài miệng cười lạnh, nhưng trong lòng thì cảnh giác. Muội muội của Thiên Hồ Thánh Vương đều đã tiến tới Thánh Vương rồi. Thiên Hồ Thánh Vương thì sao? Thánh Hoàng rồi hả? Xem ra Khương Phàm trồng tài nguyên cho Hướng gia không ít. Trong này trừ là coi trọng tiềm lực Hướng gia, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác, ví dụ như tỷ muội các nàng hiến thân cho Khương Phàm. Tuyệt thế mỹ nhân như vậy, lại còn là một đôi, hẳn không có nam tử nào có thể buông tha. Nhưng, Khương Phàm lại an bài nữ tử của mình tới đàm phán. Khẳng định là chuyện cực kỳ quan trọng. Phương Hồng Tín thử thăm dò, hắn kích thích nói. Khương Phàm thật cam lòng nhỉ, lại đẩy nữ tử của mình lên trước mặt kẻ địch, hắn không sợ ngươi chết ở chỗ này. Ta chết ở chỗ này. Ha ha, ngươi tin 30.000 đệ tử Chu Thiên Thần Điện ngươi chôn cùng ta hay không? Khẩu khí thật lớn. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, trước khi nói chuyện hay làm việc, hãy ngẫm lại Phù Tang Thần Cung, ngẫm lại Quang Mang Thần Điện. Mặc kệ là hưng thịnh 1 vạn năm hay là 30.000 năm, bị hủy diệt cũng chỉ là một ngày mà thôi. Coi như bây giờ Chu Thiên Thần Điện các ngươi còn rất mạnh. Cũng chỉ có thể kiên trì nhiều hơn nửa ngày mà thôi. Ngươi, tin không, ngươi, muốn thử không? Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, quyến rũ động lòng người, hoạt sắc sinh hương, nhưng cảnh cáo trong lời nói cực kỳ có trọng lượng. Lúc này, khu nội điện, điện chủ Chu Thiên Thần Điện, Tần Thiên Hồng nhận được tin tức lập tức cảnh giác lên. Khương Phàm vừa hủy diệt Quang Mang Thần Điện, đã đánh chủ ý tới Chu Thiên Thần Điện. Nếu như là trước đó, bọn hắn thật đúng là không sợ, Khương Phàm mạnh hơn đều khó có khả năng đến Chí Tôn Hoàng Đạo Tổ Địa làm càn, nhưng Quang Mang Thần Điện đã bị hủy diệt triệt để chỉ trong một ngày ngắn ngủi, quả thực đã kinh đến bọn hắn. Nhất là sau khi Khương Phàm nuốt Quang Mang Thần Điện vào, thực lực khẳng định đã trở nên mạnh hơn. Tần Thiên Hồng lập tức phái người liên hệ Tần Thế Võ và các lão tổ Thánh Hoàng, cũng nhắc nhở khu nội điện và ngoại điện mở ra tất cả pháp trận,
hắn thì tự mình chạy tới cửa núi phía nam. Điện chủ, Phương Hồng Tín nhìn thấy Tần Thiên Hồng tới, lập tức nghênh tiếp hành lễ, cũng thấp giọng giới thiệu thân phận của Hướng Vãn Tình. Hướng cô nương tự mình tới. Tần Thiên Hồng nhìn Hướng Vãn Tình đang đứng ở bên ngoài bình chướng, cũng nhắc nhở tế đàn cửa Bắc Mật Thiết chú ý năng lượng trong không gian bên ngoài ba động. Khương Phàm nói, người đến quá nhiều, các ngươi không dám gặp, người đến không đủ phân lượng, các ngươi cũng khinh thường không gặp, cho nên. Ta tới. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng tự nhiên, không có chút nào như là bị pháp trận kinh khủng của Chu Thiên Thần Điện uy hiếp đến. Kỳ thật thời điểm tại an bài ai đến tiếp Chu Thiên Thần Điện, bên trong thế giới hỗn độn đã phát sinh cãi vã kịch liệt. Lần này mặc dù không phải muốn cường công Chu Thiên Thần Điện, nhưng tương tự sẽ mang theo nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận thì lập tức có thể biến thành con tin mới. Mà lần tiếp này còn có ý nghĩa trọng đại, cũng cần một người đủ phân lượng, đủ trí tuệ, còn giỏi về ứng biến, cuối cùng. Đã chọn nàng. Nàng cũng nguyện ý nhận nhiệm vụ này, là vì Khương Phàm, là vì thế giới hỗn độn mà mạo hiểm một lần. Ta là điện chủ, đã tiến tới Thánh Hoàng Cảnh, có thể đại biểu Chu Thiên Thần Điện bây giờ, người có lời gì đều có thể nói với ta. Tần Thiên Hồng không dám khinh thường, hắn chú ý quan sát Hướng Vãn Tình, đồng thời cũng lưu ý năng lượng mà pháp trận tầng ngoài đang kiểm tra và đo lường. Ta mang theo lễ vật đặc biệt tới, không tiện lấy ra ở chỗ này, lời ta muốn nói, cũng không phải một mình ngươi có thể tiếp nhận. Để cho ta đi đến, các ngươi triệu tập toàn bộ Thánh Hoàng lại. Ta tự mình bàn bạc cùng các ngươi. Rất xin lỗi, gần đây Chu Thiên Thần Điện chúng ta không tiếp khách. Tần Điện Chủ, người đã nghĩ thông suốt, giữa chúng ta kỳ thật sẽ không có trận gặp mặt này, cũng không cần thiết phải gặp mặt, trực tiếp khai chiến là được. Nhưng ta vẫn tới, mang theo lễ vật đặc biệt và giao dịch tới, người thật sự muốn từ chối ta ở ngoài cửa. Hay là nói, người ngay cả một vị Thánh Vương cũng không dám tiếp kiến. Chu Thiên Thần Điện đối mặt với Khương Phàm đã e ngại đến trình độ này rồi sao? Chu Thiên Thần Điện trấn thủ Thương Huyền 27.000 năm, chưa bao giờ e ngại qua bất cứ kẻ địch nào. Ngươi khích tướng cũng dùng nhầm chỗ rồi. Bây giờ, cho ta một lý do hoàn chỉnh để tiếp kiến ngươi, nếu không. Từ đâu tới đây, thì chạy về chỗ đó. Nếu nói thẳng ra, ngươi cũng không hy vọng ta nói ra ở chỗ này, ta thay lời khác vậy. Hướng Vãn Tình giơ cánh tay ngọc tinh tế kiều nộn lên, đưa ra một tờ giấy vàng. Đây là chúng ta mời đến từ Tổ Sơn, chỉ cần viết xuống tên lại thiêu hủy, trên tế đàn Tổ Sơn nơi đó sẽ rõ ràng hiện ra, sau đó. Thương Sinh Cung sẽ được khởi động trong thời gian ngắn nhất, đưa sát sinh tiến tới. Các trưởng lão và đệ tử trấn thủ cửa Bắc cau chặt lông mày, lời này nói đúng là quá phận, xí thiên giới xác thực rất mạnh, nhưng còn không đến mức ra lệnh đối với Tổ Sơn. Người chấn thủ Tổ Sơn càng không có khả năng trắng trợn hiệp trợ Khương Phàm đả kích Chí Tôn Hoàng Đạo, nếu không thì chính là trực tiếp nhúng tay nội chiến Thương Huyền, khu an toàn bọn hắn khống chế sẽ không còn an toàn. Sắc mặt Tần Thiên Hồng lại thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Tổ Sơn đương nhiên không thể nào công khai hiệp trợ Khương Phàm, nếu không thì đã mất đi tồn tại căn bản, trung lập và bảo vệ. Nhưng, có một loại tình huống, Tổ Sơn lại có thể công nhiên đứng ở bên cạnh Khương Phàm. Khởi xướng khiêu chiến hộ giả Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền, đó chính là chuyện bọn hắn lo lắng nhất sau khi Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, Khương Phàm biết đế ước. Hướng Vãn Tình lung lay tờ giấy vàng trong tay, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Hẳn là ngươi có thể nghĩ đến lễ vật ta mang tới là gì rồi. Tin tưởng ta, phần lễ vật này so với ngươi tưởng tượng còn muốn toàn diện, có thể nói là một chữ không kém, một chữ không kém. Bọn hắn quả nhiên biết. Tần Thiên Hồng sâu hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói. Con đường cửa Bắc sẽ mở ra theo thứ tự, ngươi từ từ đi tới, không được làm cử động gây nên hiểu lầm đấy, nếu không ta sẽ đánh giết đưa ngươi trước tiên. Sau khi liên tục xác định bên ngoài Chu Thiên Thần Điện mấy ngàn dặm đều không có năng lượng đặc biệt mạnh nòa, con đường cửa Bắc đã chục tầng mở ra, tiếp dẫn Hướng Vãn Tình tiến vào Chu Thiên Thần Điện. Hướng Vãn Tình xuyên qua cửa Bắc trước tiên. Con đường cửa Bắc nhanh chóng khép kín. Tần Thiên Hồng tự mình mang theo Hướng Vãn Tình, chạy tới khu nội điện. Ba vị thánh hoàng khác là Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa của Chu Thiên Thần Điện đã ở bên trong điện khu đầu tiên điện chờ Hướng Vãn Tình. Sau khi Hướng Vãn Tình đi đến phó điện, nàng trực tiếp phô bày ra hình ảnh từ ba viên tinh thạch ký ức. Bọn người Tần Thế Võ chập trùng cảm xúc, thật lâu khó mà bình tĩnh được.
Trước đó bọn hắn còn đang phỏng đoán, Khương Phàm sẽ biết được bí mật đế ước từ trong tù binh quang mang thần điện hay không, không nghĩ tới bọn người Khương Phàm đã sớm biết sau khi cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn kết thúc. Hướng Vãn Tình nói, chúng ta biết nội dung đế ước, nhưng chúng ta thực sự đoán không ra, Chí Tôn Hoàng Đạo các ngươi là căn cứ vào cái ý nghĩ gì mà lại làm ra quyết định phát rồ như thế này. Tín niệm mà bảo vệ Chí Tôn Hoàng Đạo 30.000 năm, cứ bị hủy ở trên tay các ngươi như vậy. Các ngươi sẽ đối mặt với chúng sinh thương huyền như thế nào, các ngươi đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào. Hôm nay ta đến đây không phải là bình phán các ngươi, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta biết nội dung đế ước, nhưng chúng ta không nguyện ý công khai, mặc dù chuyện này có thể nhục nhã các ngươi, cũng sẽ để dân chúng thương huyền sụp đổ tín niệm. Sắc mặt đám người Tần Thế Võ âm trầm khó coi, rất không quen với cảm giác bị người khác thẩm phán này, nhưng mật ước với đế tộc đúng là sỉ nhục của bọn hắn. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến đến tình trạng như vậy, nếu không bất luận như thế nào cũng sẽ không giao dịch cùng đế tộc. Hướng Vãn Tình nói, quang mang thần điện đã bị hủy, thương huyền chỉ còn hai chí tôn hoàng đạo là Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều đang kiên trì, mặc dù các ngươi vẫn mạnh hơn so với chúng ta, nhưng các ngươi muốn hủy diệt chúng ta đã là chuyện không thể nào, cho nên 3 năm sau, đế tộc xâm lấn cũng là chắc chắn sự thật. Nếu như các ngươi và chúng ta tiếp tục cùng chết, kết quả sau cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, đợi đến ngày đế tộc xâm lấn ấy, ai đến bảo vệ thương huyền. Đến lúc đó, mật ước với đế tộc khẳng định sẽ được chiêu cáo thiên hạ, các ngươi làm sao đi đối mặt với dân chúng thương huyền tuyệt vọng kêu khóc. Nói thẳng mục đích của ngươi đi. Tần Thế Võ cau mày, vẻ mặt lãnh túc. Bọn hắn đã ý thức được vấn đề này sau khi quang mang thần điện bị hủy diệt. Muốn giải quyết triệt để Khương Phàm trong vòng 3 năm đã không thực tế, cũng mang ý nghĩa đế tộc xâm lấn là chuyện không thể tránh né, chuyện này khiến cho bọn hắn đau đớn lại nôn nóng, nhưng bây giờ thật sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Hôm nay ta tới là bởi vì liệt tổ liệt tông Chu Thiên Thần Điện các ngươi bảo vệ thương huyền hơn 2 vạn năm qua, cũng là không nguyện ý nhìn thấy dân chúng thương huyền triệt để mất đi lòng tin đối với Chí Tôn Hoàng Đạo, cho nên cho các ngươi đưa ra 2 lựa chọn. Đầu tiên, đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa, kịp thời tỉnh ngộ, tiếp tục làm hộ giả thương huyền. Từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Thần Điện và chúng ta liên thủ, cùng nhau ứng phó trận nguy cơ thương huyền sắp bộc phát này. Hướng Vãn Tình vừa nói xong cũng phát giác được ánh mắt 4 vị thánh hoàng đột nhiên sắc bén hơn, nàng nói bổ sung. Ta nói liên thủ, là hợp tác, không có người nào phụ thuộc ai, chỉ là kết minh hợp tác. Nếu như cuối cùng thương huyền vượt qua nguy cơ, Khương Phàm lại đăng thiên kiều xưng đế, Chu Thiên Thần Điện các ngươi vẫn là hộ giả thương huyền, tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ sự hạn chế hay chèn ép gì. Thứ hai, các ngươi có thể không hợp tác với chúng ta, nhưng đừng lại ngăn cản chúng ta chỉnh đốn thương huyền. Từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Thần Điện giữ vững tư thái trung lập tuyệt đối, ở lại trung vực Nam Bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, ngồi xem chúng ta diệt trừ uy hiếp, bố cục phòng ngự. Chờ 3 năm sau bộc phát nguy cơ, đế tộc xâm lấn. Các ngươi lại dùng phương thức của các ngươi, nghênh chiến cường địch, bảo vệ thương huyền. Hướng Vãn Tình xong, nàng lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của 4 vị thánh hoàng, chờ đợi bọn hắn quyết định. Bọn người Tần Thế Võ cau mày, sau khi trao đổi ánh mắt, lại tiếp tục trầm mặc. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới muốn hợp tác cùng Khương Phàm, cũng không thể nào hợp tác cùng Khương Phàm, nhưng cái đề nghị thứ hai lại đưa tới lo nghĩ của bọn hắn. Nguyên tắc của bọn hắn là bảo vệ thương huyền. Chỉ cần có thể dựa theo phương thức của chính mình mà làm thì không thẹn với lương tâm. Nếu như bọn hắn dốc hết toàn lực bảo vệ thương huyền, chúng sinh thương huyền hẳn là sẽ tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời ký điều ước của bọn hắn, Khương Phàm lại không dám tùy tiện diệt trừ bọn hắn. Hướng Vãn Tình lại nói, chúng ta rất hy vọng có thể hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện các ngươi, như thế này thì có thể trong thời gian ngắn nhất dùng cái giá thấp nhất chỉnh đốn thương huyền, cũng có thể có càng nhiều thời gian phát triển và bố trí, ứng phó trận nguy cơ kia. Nhưng Khương Phàm biết các ngươi có lo lắng, cho nên hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc điều kiện thứ hai. Chỉ cần các ngươi có thể tại giữ vững trung lập trong vòng 3 năm, cũng vào 3 năm sau nghênh đón cường địch xâm lấn, chúng ta sẽ cho Chu Thiên Thần Điện đầy đủ tôn trọng, cũng sẽ ở lúc cần thiết, cung cấp tài nguyên và hiệp trợ cho các ngươi. Khương Phàm còn nói, nếu dưới tình huống đế tộc có thể đưa ra yêu cầu phải vào thương huyền, nhưng thật ra là dự mưu đã lâu. Bọn hắn đã không còn kiêng kỵ thương huyền giống lúc trước nữa, cũng muốn nhờ vào cơ hội đó để xâm lấn, thăm dò cấm chế đế quân đã từng bố trí tại thương huyền tổ địa còn lại bao nhiêu dư uy.
cho nên cho dù không có mật ước đế tộc lần này, bọn hắn cũng sẽ dùng những cách khác khiêu khích Thương Huyền, cho dù không phải là ngay bây giờ, thì cũng sẽ là sau mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm nữa. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ như vậy, nhưng thật ra là lịch sử đang kiểm tra chúng ta. Chúng ta có thể có các loại tức giận hay mâu thuẫn, nhưng chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không, ngay cả chúng ta đều rút lui, mảnh tổ địa chúng sinh này sẽ thật sự không còn hy vọng nữa. Hướng Vãn Tình khống chế phân tắc rất tốt, cũng không có đi lên đã vênh váo tự đắc chỉ trích hay bức bách, mà là hướng dẫn từng bước, cho Chu Thiên Thần Điện đủ mặt mũi, thậm chí là trấn an. Quả nhiên, sắc mặt của bọn người Tần Thế Võ đã thoáng dễ nhìn hơn một chút. Đế ước thật sự là sỉ nhục của bọn hắn, cũng là cục diện khó xử mà bọn hắn tuyệt đối không muốn đối mặt, nhưng Hướng Vãn Tình nói sẽ cho bọn hắn tôn trọng, còn nhắc đến đế tộc xâm lấn với đế ước không có liên quan quá trực tiếp, vài vấn đề này đã để tâm tình bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên vào lúc này, Hướng Vãn Tình lại lợi dụng đúng cơ hội xoay chuyển lời nói. Nếu như các ngươi cố chấp muốn làm kẻ địch với chúng ta, tự nhận là các ngươi nhất định phải diệt trừ chúng ta mới có thể bảo vệ Thương Huyền. Vậy chúng ta chỉ có thể tuyên chiến với các ngươi cùng Xích Thiên Thần Triều, mà còn là huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không lùi bước. Tuy nói nhìn chúng ta bây giờ giống như không bằng các ngươi, nhưng các ngươi ngay cả bóng dáng chúng ta cũng không có tìm được, chỉ có thể bị động chờ chúng ta xuất kích. Chúng ta chỉ cần thời gian rất ngắn, đã có thể trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể trong vòng một ngày, triệt để hủy diệt Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Đây không phải phách lối khoác lác, mà là sự thật. Đừng quên, chúng ta còn có Tu La đang ở địa ngục, chúng ta còn có Thông Thiên Tháp có thể đi đến Thiên Khải chiến trường siêu tập tài nguyên. Sau khi trầm mặc một trận, Thánh Hoàng đầu tiên, Tần Thế Võ nói. Tha thứ ta nói thẳng, thứ mà Thương Huyền sắp gặp phải là Bát Châu Thập Tam Hải, là bách tộc thiên hạ xâm lấn, đừng nói là chúng ta phối hợp với các ngươi, xem như Xích Thiên Thần Triều lại phối hợp với các ngươi, cục diện sau cùng của Thương Huyền vẫn. Đây là loạn cục mà các ngươi tạo ra. Các ngươi nên phụ trách tới cùng. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Nếu như Khương Phàm không thay đổi sách lược kiếp trước, nhất định phải làm trọng chỉnh Thương Huyền gì đó, thì Thương Huyền cũng không lưu lạc đến tình trạng bây giờ. Kiếp trước Khương Phàm hợp tung liên hoành, đã vững chắc cục diện Thương Huyền, lại đi lên Đăng Thiên Kiều, có hy vọng dẫn đầu Thương Huyền trở lại đỉnh phong, kết quả thì sao? Là các ngươi hại chết hắn. Kiếp này Khương Phàm thay đổi sách lược, là muốn thanh lý uy hiếp. Lại đến Đăng Thiên Kiều, kết quả thì lại thế nào? Các ngươi tổn hại tôn nghiêm, ký kết mật ước với đế tộc, từ bỏ hắn, càng từ bỏ Thương Huyền. Hướng Vãn Tình đối chọi gay gắt, cũng hiểu được không nên kích thích quá mức, nàng nói tiếp. Ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện bây giờ, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta phải cùng nhau đối mặt, bởi vì chúng ta đều không có đường lui. Ta không phủ nhận cố gắng mà đời đời kiếp kiếp chí tôn hoàng đạo các ngươi làm ra. Nhưng mật ước với đế tộc đúng là các ngươi ký kết, nếu như các ngươi còn kính sợ tiên tổ, còn tâm niệm Thương Huyền, nên làm ra cố gắng. Loan Đình nói, biện pháp trực tiếp nhất để giải quyết phiền phức bây giờ chính là Khương Phàm tự sát. Sau đó phá giải xí thiên giới, tái tạo hai chí tôn hoàng đạo, cùng chúng ta bảo vệ Thương Huyền. Hướng Vãn Tình phản kích. Lần này Khương Phàm chết rồi, Thương Huyền ngàn năm sau, thậm chí là vạn năm sau, ai còn có thể lên trời chứng đạo. Xưng đế trấn Bát Châu. Nếu như không có, sớm muộn đế tộc đều sẽ xâm lấn, đến lúc đó, ai đến chống đỡ? Nếu có Khương Phàm thứ hai, các ngươi khẳng định vẫn sẽ ép đánh vây bắt. Loan Đình còn muốn phản bác, lại bị Tần Thế Võ ngăn cản, nói. Nếu như, ta nói là nếu như, Khương Phàm thật sự bình định Thương Huyền, vậy hắn sẽ ứng phó đế tộc xâm lấn như thế nào? Mặc dù đế quân tám phương sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng những thần tộc kia đều có chân thần tọa chấn, chỉ cần phái một hai kẻ tới, chính là vượt qua số lượng 10 thần, chỉ bằng các ngươi, gánh vác được sao? Chỉ cần có thể ổn định Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất, chúng ta sẽ có hy vọng tạo nên càng nhiều tân thần. Lời này của ngươi, chính ngươi tin sao? Chúng ta có Khương Phàm và Thiên Hậu, chúng ta có Bất Diệt Thiên Hoàng, chúng ta càng có Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, chúng ta còn có Tu La. Ngoài ra chúng ta còn có những siêu cấp yêu thú đứng hàng 12 yêu tổ như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Đằng Xà, Kim Ô kia, tất cả cũng đều có tiềm lực thành tựu đến thần. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, chúng ta sẽ có thể tạo nên càng nhiều tân thần, liên thủ nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, thời gian đầy đủ,
tài nguyên đầy đủ, chúng ta cũng có thể tạo thần. Tần Thế Võ trách cứ, trong lòng lại nổi lên từng trận sóng lớn, Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ. Còn có những yêu tổ như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và Côn Bằng kia. Chúng ta có cách, Thiên Khải Liệp Thần. Chỉ cần Thương Huyền ổn định, Khương Phàm sẽ có thể thông qua thông thiên tháp tùy ý ra vào Thiên Khải chiến trường, săn giết hoàng đạo, săn giết thần ma, dùng tài nguyên Thiên Khải, sáng tạo kỳ tích cho Thương Huyền. Hướng Vãn Tình có bộ dáng khí chất quyến rũ động lòng người, nhưng lời nói âm vang, ánh mắt kiên định, vẫn xúc động đến bốn vị thánh hoàng của Chu Thiên Thần Điện. Mặc kệ bọn hắn cảnh giác Khương Phàm như thế nào, nghĩ xem phải hủy Khương Phàm như thế nào, nhưng tất cả cũng đều không thể không thừa nhận, nam tử này có cái sự liều chết bất khuất điên cuồng, từ trước tới giờ không sẽ e ngại bất kỳ lời khiêu chiến nào, còn có thể từ trong nghịch cảnh giết ra đường máu, thậm chí điên cuồng mặc sức tưởng tượng các loại sách lược phản kích. Ví dụ như Thiên Khải Liệp Thần gì kia. Thật thua thiệt bọn hắn có thể nghĩ ra, cũng thật thua thiệt đám người kia có thể tin Khương Phàm. Nhưng, không biết vì sao, bốn thánh hoàng bọn hắn lại đều không có chế giễu, chẳng lẽ bọn hắn cũng tin rồi. Hướng Vãn Tình chờ bọn hắn suy nghĩ một hồi, sau đó lại nói. Ta lại thể hiện thái độ của chúng ta một lần nữa, ta vô cùng hy vọng có thể hợp tác với các ngươi, cùng nhau ứng phó trận nguy cơ khoáng thế này. Nếu như các ngươi không tin tưởng chúng ta, cũng mời các ngươi tôn trọng những gì mà liệt tổ liệt tông các ngươi hai bỏ ra 17.000 năm nay, tiếp tục làm hộ giả Thương Huyền. Chỉ cần các ngươi không can thiệp hành động chỉnh đốn Thương Huyền của chúng ta cam đoan các ngươi vĩnh viễn là chí tôn hoàng đạo Thương Huyền. Nhưng, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đối nghịch cùng chúng ta cam đoan trong vòng một năm sẽ xóa tên Chu Thiên Thần Điện khỏi Thương Huyền. Tần Thế Võ đứng lên nói. Ngươi có thể đi, chúng ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, cũng sẽ tấu bẩm thần tôn để ngài quyết định. Hướng Vãn Tình nói. Ta sẽ ở lại nơi này, chờ các ngươi đáp lời. Tần Thế Võ khẽ nhíu mày. Chúng ta không thích bị bức bách. Ta không có bức bách ngươi, ta chỉ là ở lại chờ tin tức. Các ngươi nói hợp tác, sau này chúng ta sẽ là minh hữu thân mật, ta còn có một phần hiệp nghị hợp tác, cần cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận kỹ càng. Các ngươi nói chúng lập, ta cũng có thể trở về phục mệnh. Nếu như chúng ta làm quyết định khác, ngươi không sợ sẽ chết tại nơi này. Các ngươi dám giết ta sao? Nếu như ta chết ở nơi này, thời điểm ba viên tinh thạch ký ức chiêu cáo thiên hạ, xác thực tuyên bố với toàn Thương Huyền, việc này do Chu Thiên Thần Điện chủ đạo. Nếu như ta chết tại nơi này, vậy xin hãy ngẫm lại sự kiện Xích Thiên Tế Cờ ngàn năm trước, ta cam đoan Chu Thiên Thần Điện sẽ không kiên trì được lâu như Xích Thiên Hoàng Thành đâu. Ta cũng có thể cam đoan, cùng ngày hủy diệt Chu Thiên Thần Điện, các ngươi trên dưới hơn 3 vạn người, hơn 1.000 bỉ mông, không chỉ sẽ chết, mà còn sẽ thần hồn câu diệt, một kẻ cũng đều không được luân hồi. Nếu như ta chết ở đây, hơn 3 vạn sinh linh, 30.000 năm cơ nghiệp, toàn thể vì ta chết theo, cũng đáng giá. Hướng Vãn Tình dũng cảm đối đầu với ánh mắt nguy hiểm của Tần Thế Võ. Kỳ thật có hai mục đích để nàng tới đây, một chính là làm giao dịch cùng Chu Thiên Thần Điện, nếu như có thể thành, đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thể thành, cũng có thể nhiễu loạn lựa chọn của Chu Thiên Thần Điện, khiến cho bọn hắn sẽ không thể gấp rút tiếp viện Xích Thiên Thần Triều. Kể từ đó, bọn người Khương Phàm có thể càng làm càn tại Thiên Lang Quan mà không kiêng sợ đến vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Cho nên, nàng muốn ở lại. Mục đích thứ hai, nhất định phải đạt thành mục đích đầu tiên. Tần Thế Võ phân phó nói. Thiên Hồng, người sắp xếp người để nàng ở lại, thành thành thật thật ở bên trong, không có mệnh lệnh của ta không được ra ngoài. Khi bốn vị Thánh Hoàng Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng cùng nhau yết kiến Thần Tôn, nói ra đề nghị của Khương Phàm, ngay cả Chu Thiên Thần Tôn đều trầm mặc. Chu Thiên Thần Tôn thật không nghĩ tới, Khương Phàm lại muốn nói chuyện hợp tác cùng hắn, mà điều kiện còn rất rộng rãi. Một khi bọn hắn hợp tác, thậm chí là giữ vững trung lập, đối thủ thật sự của Khương Phàm tại toàn bộ Thương Huyền, cũng chỉ còn lại có Xích Thiên Thần Triều. Mặc dù Xích Thiên Thần Triều rất mạnh, nhưng nếu Khương Phàm tiếp tục mạnh lên, quả thật có thể uy hiếp được nơi đó. Nếu như bọn hắn từ chối hợp tác, tiếp tục phối hợp cùng Xích Thiên Thần Triều, khả năng Khương Phàm muốn nuốt bọn hắn vào trong vòng 5-3 năm cũng không lớn. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục sẽ ở dưới cục diện nội loạn nghênh đón đế tộc xâm lấn, hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Bọn người Tần Thế Võ đều cung kính đứng ở phía dưới, chờ đợi thần tôn suy nghĩ, ai cũng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến.
đây không chỉ là liên quan đến sinh tử tồn vong của Chu Thiên Thần Điện, cũng liên quan đến vinh nhục Thương Huyền, bọn hắn thực sự không dám tùy tiện làm quyết định. Nàng ở lại. Rốt cuộc Chu Thiên Thần Tôn cũng mở miệng, nhưng vẫn không phải làm quyết định. Nàng nói phải chờ được đáp án của chúng ta mới rời khỏi. Tần Thế Võ trả lời. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi đều tìm nơi an tĩnh, không cần gặp mặt, không cần thảo luận, trong vòng 3 ngày làm ra quyết định của riêng mình, sau đó từng người đến nói với ta. Còn nữa, thông báo tất cả Thánh Vương, riêng mình cân nhắc, riêng mình quyết định, sau đó các ngươi theo thứ tự đến nói với ta, lúc nói đều phải nói ra lý do mình lựa chọn. Nhớ kỹ, bất luận là các ngươi hay là bọn hắn, đều không cần lập lờ hai đáp án, thứ ta muốn là nguyên nhân mà các ngươi minh xác và lựa chọn. Chu Thiên Thần Tôn không dám chuyên quyền độc đoán trên loại chuyện này, nhất định phải nghe tất cả cao tầng thần điện quyết định. Dù sao đây cũng không đơn giản chỉ là hợp tác cùng Khương Phàm như vậy, mà là liên quan đến việc đế tộc xâm lấn, Thương Huyền kịch biến 3 năm sau, liên quan đến sinh tử cùng vinh nhục của Chu Thiên Thần Điện. Tuân lệnh, Tần Thế Võ hiếm khi nhìn thấy Thần Tôn bá đạo thận trọng như thế, cũng biết Thần Tôn thực sự chăm chú cân nhắc đề nghị của Khương Phàm. Hướng Vãn Tình ở tại khu ngoại điện của Chu Thiên Thần Điện, yên lặng chờ đợi tin tức. Nói không khẩn trương, đó là giả. Nếu như Chu Thiên Thần Điện khăng khăng muốn đối kháng cùng Khương Phàm, nàng không chỉ có lúc nào cũng có thể bị giết, mà kỳ vọng Khương Phàm muốn giải quyết Thương Huyền trong vòng 1 năm cũng muốn thất bại. Nhưng Hướng Vãn Tình tin tưởng bây giờ hẳn là Chu Thiên Thần Tôn đã hối hận khi lúc trước ký kết khế ước cùng đế tộc. Chuyện phát triển đến tình trạng bây giờ. Nếu như hắn còn tôn trọng tiên tổ, nhớ tới Thương Huyền, thì không nên lại chấp nhất vào trong nội chiến, mà là liên thủ đối ngoại. Nhưng, chuyện để Hướng Vãn Tình không tưởng tượng được, lại xuất hiện sau 3 ngày ngắn ngủi. Lúc bọn người Tần Thế Võ sắp mang theo quyết định của mình, theo thứ tự yết kiến Chu Thiên Thần Tôn, Chu Diễm đã đi tới bên ngoài cửa Bắc, xin gặp Tần Thế Võ. Tần Thế Võ suy đoán có thể là Chu Diễm đến thỉnh cầu Chu Thiên Thần Điện gấp rút tiếp viện Thiên Lang Quan. Hắn đương nhiên không nguyện ý đi qua, nhưng trước khi Thần Tôn còn không có hướng đi cuối cùng để định chiến lược tương lai cho Chu Thiên Thần Điện, hắn cũng không nên cứng rắn từ chối đại biểu của Xích Thiên Thần Triều. Sau khi thương lượng đơn giản, Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng đã tiếp kiến Chu Diễm tại bộ điện đầu tiên. Nhưng vượt quá ngoài ý muốn chính là, Chu Diễm lại không phải mời bọn hắn đi qua, mà là muốn chuyển rời địa điểm giao dịch đến Chu Thiên Thần Điện. Chúng ta vô ý chuyển rời chiến tranh đến Chu Thiên Thần Điện, chỉ là hy vọng có thể mượn nhờ các ngươi, trấn nhiếp Khương Phàm. Đề nghị của chúng ta là, chuyển địa điểm giao dịch tới phía bắc cách bên ngoài Chu Thiên Thần Điện 5.000 dặm. Đến lúc đó, Xích Thiên Thần Tôn chúng ta, Hoàng Tổ đầu tiên, Chu Phục Sinh, cùng Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên của Quang Mang Thần Điện, đều sẽ đi qua. Các ngươi chỉ cần phái một vị Thánh Hoàng đi qua, cho thấy thái độ, là được. Như thế này Khương Phàm khẳng định sẽ có lo lắng, không còn dám mạo hiểm phát động chiến tranh, giao dịch cũng có thể thuận lợi tiến hành. Hai bên chúng ta bây giờ là đang trên cùng một trận tuyến, có thể giao dịch một Thánh Hoàng tiếp cận đỉnh phong trở về, đối với người nào cũng đều có lợi. Đương nhiên, chúng ta hy vọng nhất là, Chu Thiên Thần Tôn có thể tự mình đi qua, liên thủ với Xích Thiên Thần Tôn chúng ta, cùng nhau vây bắt Khương Phàm. Đây cũng là cơ hội tốt duy nhất để có thể săn giết Khương Phàm trong thời gian ngắn. Chỉ cần có thể diệt trừ Khương Phàm, thì có thể hủy diệt cái thế giới hỗn độn kia, đạt được số lượng lớn tài nguyên, còn có thể tái tạo Thiên Trụ Sơn. Không chỉ có giải trừ nguy cơ đế ước, trở lại thiên khải chiến trường, còn có thể tăng cường thực lực của hai bên ngươi và ta, bồi dưỡng càng nhiều thánh vương thánh hoàng, trấn nhiếp bát châu thập tam hải. Chu Diễm khống chế ngữ khí cùng tư thái, nhưng nói lời vẫn rất có sức cuốn hút. Để hắn ngoài ý muốn chính là, mặt của đám người Tần Thế Võ lại không có biểu tình, không có bất kỳ cái xúc động gì cả. Chu Diễm tiếp tục nói. Khương Phàm muốn dùng Chu Nguyên Bá, tính toán thần tôn của chúng ta có thể lợi dụng tù binh trong tay, bức Khương Phàm xuất hiện. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để trọng thương Khương Phàm, thậm chí là có thể vây bắt Khương Phàm. Nếu không thời gian kéo dài càng lâu, Khương Phàm sẽ càng mạnh, chúng ta muốn xử lý hắn cũng đều càng phiền phức. Nếu như kéo tới 3 năm sau vẫn không thể giải quyết hắn, Thương Huyền sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, hai bên ngươi và ta đều sẽ biến thành tội nhân. Đương nhiên, chúng ta chỉ là đề nghị, chuyện này cũng không phải là bắt buộc. Chỉ cần các ngươi đồng ý, hai bên có thể ngoại giao là có thể.
Tần Thế Võ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi lại. Khương Phàm chết rồi, đế tộc thật sẽ dễ dàng buông tha đế ước sao? Lời này có ý gì? Chu Diễm có chút cảnh giác, nhưng không có thể hiện ra ngoài. Nếu có thể xử lý sạch Khương Phàm trước khi hắn thành thần, chúng ta sẽ có thể giữ lại nguyên khí rất tốt, còn có thể phân phá tài nguyên của hắn, khống chế thế giới hỗn độn của hắn, có thể có được Liệp Thần Thương và nhiều thứ khác. Đến lúc đó, Xích Thiên Thần Tôn chúng ta tay cầm Liệp Thần Thương, Chu Thiên Thần Tôn các ngươi tay cầm Chu Thiên Thần Kiếm cùng Quang Mang Thần Kiếm, ai dám mạo phạm Thương Huyền. Chu Thiên Thần Điện các ngươi hẳn là còn không có dùng đến thần nguyên, Xích Thiên Thần Triều chúng ta còn có 2 viên thần nguyên, chúng ta còn có thể tạo thần. Dù là chỉ có thể tạo nên một người, cũng có thể hình thành lên uy hiếp cường thịnh. Huống chi, đế tộc đã dùng đế huyết ký kết khế ước, tất nhiên là phải tuân thủ, chí ít là phải tuân thủ trong ngắn hạn. Một cái đế ước kiềm chế, 3-4 vị thần linh uy hiếp, Thương Huyền hẳn là còn có thể an ổn mấy ngàn năm. Đến lúc đó, Thương Huyền cũng sẽ đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Bọn người Tần Thế Võ không có tỏ thái độ, nhưng trong lòng vẫn có chỗ xúc động. Cái này tựa hồ so với chuyện Khương Phàm nói tới muốn thông qua tạo thần để ứng phó Bát Châu Thập Tam Hải khiêu khích lại càng dễ thực hiện hơn, càng có thể bảo trụ Thương Huyền tổ địa hơn. Dù là đế tộc an ổn ngắn ngủi mấy ngàn năm, Thương Huyền cũng coi là có cơ hội để thở dốc, mà không phải trong vài năm ngắn ngủi đã phải nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải, loại áp lực kia thật sự là để bọn hắn ngạt thở, càng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Mấu chốt là chỉ cần Khương Phàm chết rồi, đế ước sẽ có thể bảo trụ ngay. Bọn hắn không cần đối mặt với chúng sinh Thương Huyền thảo phạt. Cùng ngày ta tới đây, Thiên Lang Quan đã dán bố cáo, di chuyển địa điểm giao dịch, khiến cho Khương Phàm xuôi nam. Lần này, chúng ta muốn lấy lại quyền chủ động, bức Khương Phàm phối hợp chúng ta giao dịch, đánh vỡ mưu kế mà hắn tỉ mỉ bố cục. Lấy lực uy hiếp của Chu Thiên Thần Điện, hoặc là Khương Phàm không đến, mà nếu có tới thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như Chu Thiên Thần Điện các ngươi cố ý hợp tác với chúng ta, sớm giải quyết uy hiếp là Khương Phàm, thật sự là không thể tốt hơn. Còn xin thần tôn các ngươi chăm chú cân nhắc. Chu Diễm vẫn không quên nhắc lại chuyện hợp tác, cẩn thận quan sát đến sắc mặt thay đổi của bọn người Tần Thế Võ. Tần Thế Võ và đám người vẫn tiếp tục trầm mặc, chưa từng nghĩ tới có một ngày, vận mệnh Thương Huyền sẽ bị ép đến trên người bọn họ. Nếu như bọn hắn lựa chọn Xích Thiên Thần Triều, chỉ cần Khương Phàm dám đến, nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu như bọn hắn lựa chọn Khương Phàm, lần hành động này, chỉ sợ Xích Thiên Thần Tôn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Tần Thế Võ trao đổi ánh mắt với 3 Thánh Hoàng kia, bọn họ đều từ đáy mắt nhau thấy được mấy phần sáng rực. Nếu bọn hắn quan trọng như vậy, có thể nắm lấy cơ hội để lợi dụng, kiếm lấy lợi ích càng lớn hay không? Tần Thế Võ đột nhiên đứng lên nói. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta tấu bẩm Thần Tôn, lập tức quay lại. Còn xin các ngươi mau chóng thương lượng, chúng ta sớm làm chuẩn bị. Chu Diễm sau khi nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp với chúng ta vây bắt Khương Phàm, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ có thâm tạ. Tần Thế Võ đi đến Chu Thiên Đại Điện, tấu bẩm đề nghị của Chu Diễm, cũng thuận tiện nói ra ý nghĩ của mình. Không phải là chúng ta có thể thoáng lộ ra chút tin tức, để bọn hắn đều biết đối phương đều phái người đến, cứ như vậy. Bọn hắn chắc chắn càng coi trọng chúng ta, cũng tất nhiên sẽ mở ra điều kiện tốt hơn. Loan Đình cũng nói, nếu như muốn tập kích Khương Phàm, lấy được lợi ích, chúng ta đều chiếm được lợi to. Chu Diễm có ý tứ là, bọn hắn muốn Liệp Thần Thương, cho chúng ta Quang Mang Thần Kiếm. Như thế Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên chẳng phải là tử địch của chúng ta sao? Nếu như Xích Thiên thật sự có thành ý thì sẽ phải cam đoan giao Liệp Thần Thương cho chúng ta. Còn phải cam đoan giao thế giới hỗn độn thần bí cho chúng ta. Nếu như muốn tập kích Xích Thiên Thần Triều, chúng ta muốn 2 viên thần nguyên kia. Còn muốn thần khí trấn triều của Xích Thiên Thần Triều. Chu Thiên Thần Tôn không chờ bọn hắn nói xong liền lạnh lùng chặn ngang. Hồ đồ, bây giờ chúng ta không phải cân nhắc lợi ích, mà là ứng phó đế tộc xâm lấn sắp xảy ra như thế nào. Nếu như muốn hợp tác cùng Khương Phàm thì phải muốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh kích cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải. Nếu như muốn hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều, thì phải muốn cân nhắc có thể giải quyết triệt để Khương Phàm trong thời gian ngắn nhất hay không, còn phải đề phòng Khương Phàm đả kích chúng ta. Tần Thế Võ nói, lần giao dịch con tin này, thật sự là một cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta có thể phối hợp cùng Xích Thiên Thần Triều,
nhất định có thể trọng thương thậm chí là giết Khương Phàm. Kể từ đó, nguy cơ đế ước sẽ có thể tạm thời giải trừ, chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục, bồi dưỡng thánh hoàng mới, thậm chí là thần linh mới, thì có thể tiếp tục trấn nhiếp thiên khải. Chu Thiên Thần Tôn quát tháo. Người nghĩ thật đơn giản, nhiều năm như vậy đều không thể giết Khương Phàm, cục diện nhìn như nguy hiểm này, Khương Phàm tùy tiện chịu phó hiểm. Coi như tới, hắn sẽ không có chuẩn bị, nếu như không giết chết hắn, để hắn chạy trốn, là hắn có thể mang theo thế giới hỗn độn biến mất, cũng trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó, bất cứ lúc nào Chu Thiên Thần Điện cũng sẽ đứng trước việc bị Khương Phàm báo thù. Tần Thế Võ và đám người trao đổi ánh mắt, thận trọng nói. Chẳng lẽ Thần Tôn có ý tứ là, muốn hợp tác cùng Khương Phàm sao? Chu Thiên Thần Tôn trầm mặc. Ba ngày, hắn trầm tư suy nghĩ ba ngày, nhưng mãi vẫn không có đáp án. Mặc dù thấy lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết hết Khương Phàm hình như là lựa chọn tốt nhất, lập tức có thể có được tài nguyên từ thế giới hỗn độn, lại có thể có được thông thiên tháp, còn có thể tạm thời giải trừ nguy cơ đế ước. Nhưng, hắn thật không có lòng tin giải quyết được Khương Phàm trong thời gian ngắn. Mà, một khi lựa chọn đối địch cùng Khương Phàm, bọn hắn sẽ phải đứng trước uy hiếp của Khương Phàm đầu tiên. Ngẫm lại kết quả của Quang Mang Thần Điện, hắn liền lo lắng. Nhưng hợp tác cùng Khương Phàm, ngẫm lại tất cả cường tộc của Bát Châu Thập Tam Hải, nhất là nội tình cùng thực lực của những đế tộc kia, hắn thật không có lòng tin. Cho nên càng nghĩ, sâu trong nội tâm của hắn vẫn đã có một quyết định, cũng không phải là Khương Phàm đề nghị, mà là Khương Phàm cùng Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, toàn bộ buông xuống ân oán, một lần nữa xác lập quan hệ hợp tác, cùng nhau ứng phó nguy cơ. Dù sao vận mệnh của Thương Huyền cũng đã đặt ở trước mặt, ân oán giữa các phe bọn hắn, kỳ thật cũng không tính là cái gì. Cứ như vậy, mặt ngoài bọn hắn có thể tiếp tục nội chiến, nhưng lại vụng trộm hiệp trợ Khương Phàm mau chóng trưởng thành, Chu Thiên cùng Xích Thiên cũng đều nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần đế tộc xâm lấn khi tại thời gian đầu, ba bên đột nhiên liên minh, đánh một cái phản kích đặc sắc, thì sẽ có thể trấn nhiếp đế tộc tám phương, sau đó một lần nữa đàm phán. Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên nói, đưa Hướng Vãn Tình cùng Chu Diễm đến đây. Khi Hướng Vãn Tình lúc đến nơi này, tâm tình đều là chờ mong mà càng là kích động. Nếu là Thần Tôn tiếp kiến, tất nhiên là muốn thương lượng chuyện hợp tác, nếu không Thần Tôn căn bản không cần thiết gặp mặt nàng. Khi Chu Diễm được mời đến Chu Thiên Đại Điện, hắn cũng rất kích động. Nếu là Thần Tôn tiếp kiến, thì không chỉ là hợp tác đơn thuần, thậm chí có thể muốn liên thủ phục kích Khương Phàm. Cho đến khi hai người chạm mặt trong điện, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, khó mà che giấu sự cảnh giác bắn ra trong nháy mắt từ sâu trong nội tâm. Chu Diễm cay độc, Hướng Vãn Tình khôn khéo, đều lập tức đoán được mục đích của đối phương. Mà Chu Thiên Thần Tôn cũng không có trực tiếp từ chối một ai, cũng mang ý nghĩa một ít điều kiện của đối phương đả động đến Chu Thiên Thần Tôn, càng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải ở chỗ này đả động Chu Thiên Thần Tôn, nếu không. Chỉ sợ một phương khác thật sự phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Tần Thế Võ được Thần Tôn ra hiệu lại mở miệng nói. Lần này Chu Diễm đến đây là muốn thay đổi địa điểm giao dịch giữa Xí Thiên Giới các ngươi cùng Xích Thiên Thần Triều, từ Thiên Lang Quan, chuyển tới phía bắc Chu Thiên Thần Điện cách 5.000 dặm. Hy vọng có thể bằng vào Chu Thiên Thần Điện, trấn nhiếp Khương Phàm, thuận lợi hoàn thành giao dịch, không xảy ra ngoài ý muốn nữa. Càng hy vọng Chu Thiên Thần Điện chúng ta có thể liên thủ cùng Xích Thiên, nhất cử tiêu diệt cao tầng Xí Thiên Giới, sớm ổn định cục diện Thương Huyền. Nơi này thuận tiện nói một câu, Khương Phàm sớm sau cuộc chiến Thiên Trụ Sơn đã đạt được bí mật đế ước từ Quang Mang Thần Điện cùng Thái Cổ Thần Miếu. Chu Diễm nghe được thì cau chặt lông mày, vừa khiếp sợ lại càng khẩn trương. Khiếp sợ là Khương Phàm lại đã sớm biết được bí mật đế ước, đây không thể nghi ngờ là chuyện đẩy bọn hắn lên tình trạng cực kỳ bị động. Khẩn trương là Tần Thế Võ lại trực tiếp làm rõ ý đồ bọn hắn đến đây với Hướng Vãn Tình. Cái này mang ý nghĩa nếu như cuối cùng Chu Thiên Thần Điện ký kết liên minh cùng Xí Thiên Giới, thì sẽ trực tiếp xử tử hắn. Tần Thế Võ tiếp tục nói. Hướng Vãn Tình đại biểu Khương Phàm tới, là muốn hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện. Trận hợp tác này chia làm hai vấn đề, một là chúng ta thật sự hợp tác, trong thời gian ngắn nhất dẹp yên Xích Thiên Thần Triều, chia cắt tài nguyên Xích Thiên bồi dưỡng càng nhiều cường giả, sau đó đến Thiên Khải Liệp Thần, tiếp tục mạnh lên, cùng nhau ứng phó đế tộc xâm lấn 3 năm sau. Một thì là Chu Thiên Thần Điện giữ vững trung lập, không còn nhúng tay chiến tranh giữa Xí Thiên Giới cùng Xích Thiên Thần Triều,
chỉ cần tại sau khi đế tộc xâm lấn, gánh vác lên nghĩa vụ bảo vệ Thương Huyền. Sau khi Tần Thế Võ nói xong, hắn liền lui đến một bên, giao cho thần tôn xử trí, bởi vì hắn không hiểu mục đích thật sự mà thần tôn xin mời hai bên tới đây. Hôm nay ta, Chu Thiên thần tôn vừa muốn đề nghị ba bên hợp tác, Chu Diễm đột nhiên hô to. Nói bậy nói bạ, hợp tác, Khương Phàm chịu hợp tác với các ngươi. Từ vạn đạo thần giáo đến thao thiết yêu tộc, từ thái cổ thần miếu đến phù tăng thần cung, bây giờ lại đến quang mang thần điện, Khương Phàm đã hoàn toàn vứt bỏ sách lược kiếp trước. Mục đích đời này của hắn chỉ có một, đó chính là triệt để dẹp yên Thương Huyền, tạo nên Thương Huyền hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu như Khương Phàm thật sự hủy diệt Xích Thiên thần triều, tài nguyên lấy được nhất định sẽ tái tạo càng nhiều thánh hoàng, thậm chí là hiệp trợ hắn cùng thiên hậu đều trở lại thần vị. Đến lúc đó, Khương Phàm nắm giữ lấy quyền chủ động tuyệt đối chinh phạt Thương Huyền, thật sự sẽ bỏ mặc Chu Thiên thần điện các ngươi an ổn còn sống. Đến lúc đó, các ngươi là sống hay chết, tất cả cũng chỉ là một cái suy nghĩ của Khương Phàm. Thiên Khải Liệp Thần. Nói đơn giản, Thiên Khải là lãnh địa của đế tộc. Cho dù Khương Phàm có thể bằng vào tập kích cùng mưu lược săn giết một cái thì tuyệt đối cũng không thể nào săn giết càng nhiều. Đến lúc đó, hắn không có càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng cường giả, chắc chắn sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên thần điện các ngươi. Chu Diễm đột nhiên nghiêm khắc quát tháo, giống như thiểm điện xẹt qua trong đầu Tần Thế Võ và các thánh hoàng, thậm chí là thần tôn, ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên lăng lệ, đều gắt gao tiếp cận nữ tử xinh đẹp phong thái hiểu điệu ở phía dưới kia. Hướng Vãn Tình cụp tầm mắt xuống, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, lão tặc này. Đoán vẫn rất chuẩn. Chu Diễm chỉ vào Hướng Vãn Tình nói. Khương Phàm cùng Thiên Hậu đều là mang theo oán niệm trùng sinh, là muốn thể triệt để thanh toán tất cả kẻ thù, trùng kiến vạn thế thần triều, trọng chỉnh Thương Huyền. Bọn hắn há có thể bỏ mặc Chu Thiên thần điện an ổn tồn tại, bọn hắn lại há có thể buông tha một miếng mỡ lớn như Chu Thiên thần điện này. Bọn hắn sớm không phái người đến, muộn không phái người đến, hết lần này tới lần khác lại tại thời điểm sắp tiến hành con tin giao dịch mà phái người đến, vì sao? Bọn hắn căn bản cũng không phải đến nói chuyện hợp tác, mà là đến quấy nhiễu các ngươi, kéo dài thời gian. Bọn hắn phải bảo đảm Thánh Hoàng và Thần Tôn của Chu Thiên Thần Điện sẽ không xuất hiện ở Thiên Lang Quan, ảnh hưởng đến bọn hắn vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Mặc dù ta không biết cụ thể nữ tử này nói những gì. Nhưng khẳng định đều là chút lời khoác lác nói suông, không có bất kỳ ý nghĩa thực chất gì cả, như thế này sau đó có đổi ý, các ngươi cũng không có cách nào bắt bọn hắn được. Hướng Vãn Tình lại lần nữa kinh ngạc, không hổ là người đấu cùng Khương Phàm và Thiên Hậu mấy chục năm, quả thật có chút trí tuệ, tất cả đều để hắn nói chuẩn. Sắc mặt của Tần Thế Võ và các thánh hoàng trở nên càng ngày càng khó coi, nếu quả thật giống Chu Diễm nói, nữ tử này chính là đại biểu Khương Phàm đến đùa nghịch bọn hắn. Điện chủ Tần Thiên Hồng cao giọng quát tháo. Tại sao ngươi lại không nói chuyện? Hướng Vãn Tình giơ khóe mắt yêu mị lên, nói. Vấn đề Chu Thiên thần điện các ngươi cân nhắc, chẳng lẽ không phải là dựa vào phán đoán của mình, mà là do người khác lên án? Người khác nói cái gì, các ngươi liền tin cái đó sao? Ta đã nói rất rõ ràng ý của ta cũng có thể phụ trách vì nói ta lời. Nếu có lo lắng, hai bên chúng ta có thể ký kết huyết thư. Cũng chuyển giao cho Tổ Sơn làm chứng, thậm chí có thể trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Về phần những lời Chu Diễm vụ oan kia, ta không có bất kỳ cái gì nhất định phải giải thích cả. Tần Thiên Hồng nghiêm khắc nói. Tốt nhất là ngươi vẫn nên giải thích cho ta. Có cần không? Đương nhiên là có. Hướng Vãn Tình rất tùy ý nhún nhún vai, không chút hoang mang, không vội không chậm, thản nhiên nói. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy thì ta sẽ nói hai điểm. Ý nguyện lúc đầu của Khương Phàm cùng Thiên Hậu đúng là muốn chỉnh đốn Thương Huyền, triệt để thanh toán ân oán kiếp trước, nhưng bây giờ thế cục đột nhiên biến đổi, đế tộc sắp xâm lấn, mặc kệ ở sâu trong nội tâm Khương Phàm và Thiên Hậu là có cảm nhận gì, cũng đều không thể không cân nhắc tình huống hiện thực. Sở dĩ tới đây bây giờ, mà không phải là vội vàng tới, cũng là sau khi nghĩ sâu tính kỹ, cũng là sau khi tranh thủ ý kiến của tất cả mọi người, mới nguyện ý chung sống hòa bình cùng Chu Thiên Thần Điện. Hai bên cùng đối kháng ngoại địch. Đương nhiên, sự hợp tác của chúng ta là giới hạn tại Chu Thiên Thần Điện. Đối với tạp toái Xích Thiên Thần Triều ăn cây táo rào cây sung, kiếp trước ruồng bỏ minh ước, giết nữ tế cờ, kiếp này ruồng bỏ uy tín, cấu kết với đế tộc này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không hợp tác, nhất định phải tận hết sức lực diệt trừ, nếu không,
thật sự đến ngày đế tộc xâm lấn ấy, chúng ta sợ lại bị bọn hắn đâm một đao ở phía sau. Hướng Vãn Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Diễm, tiếp tục nói. Điểm thứ hai, vị lão nhân này nói cái gì? Thiên Khải Liệp Thần là trò cười. Giết không được thần liền ăn Chu Thiên Thần Điện, tăng thực lực lên. Đúng là hoang đường, liên quan tới vấn đề này, ta đã giới thiệu qua cùng các ngươi, Khương Phàm và Thiên Hậu Thành Thần không có chút áp lực nào, ngoài ra còn có Hồng Hoang Thiên Long từng xưng đế trong lịch sử, còn có huyết mạch Thiên Hoàng, Bất Diệt Thiên Hoàng, thậm chí chúng ta còn có Huyền Vũ, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Đằng Xà, Kim Ô, Côn Bằng, có được siêu cấp yêu thú có tiềm lực thành thần. Chỉ cần có thể bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, chúng ta muốn tạo nên ba vị thần linh đều không có chút áp lực nào. Đội hình chinh phạt Thiên Khải như vậy, nếu như chỉ có thể săn giết một thần linh, có khả năng sao? Về phần chúng ta sẽ ăn Chu Thiên Thần Điện tăng thực lực lên, đây quả thực là trò cười. Mục đích cuối cùng của chúng ta là nghênh kích đế tộc tám phương, Chu Thiên Thần Điện trải qua hơn 2 vạn năm vững chắc phát triển, bất luận là thực lực, nội tình, hay là phòng ngự, đều đủ để kiềm chế hai đại thần tộc vây công. Mà hủy đi Chu Thiên Thần Điện sẽ chỉ để tất cả ánh mắt Bát Châu Thập Tam Hải đều tập trung vào trên người chúng ta. Cho nên chúng ta không chỉ sẽ giữ lấy Chu Thiên Thần Điện, mà còn sẽ không bị mất tài nguyên, đưa vũ khí, bảo đảm Chu Thiên Thần Điện tạo nên thần linh mới, cùng càng nhiều thánh hoàng, thánh vương, bảo đảm sau khi đế tộc xâm lấn, Chu Thiên Thần Điện có thể bằng vào thực lực cùng pháp trận, kiềm chế 3 thần tộc, thậm chí là 4 thần tộc. Đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như Chu Thiên Thần Điện muốn làm đối nghịch với chúng ta, vậy thì mục tiêu hàng đầu tiếp theo của chúng ta, chính là Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Điện, hoặc là lấy công chuộc tội, làm bạn với chúng ta nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải, hiện ra khí khái Thương Huyền Tổ Địa, hoặc là trong vòng 1 năm cần phải sớm làm tốt quan tài cho mình. Chu Diễm hừ lạnh, nói với Chu Thiên Thần Tôn. Một đại biểu kẻ cho Khương Phàm mà thôi, cũng dám uy bức lợi dụ. Đủ thấy thái độ của Khương Phàm đối với Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Chu Thiên Thần Tôn, đối với các ngươi mà nói, Khương Phàm rốt cuộc là thật muốn hợp tác, hay là ổn định trước, sau đó lại diệt trừ các ngươi, đây là 2 loại vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Mặc dù 2 cái cũng có thể, nhưng ta chỉ hỏi ngài một câu, căn cứ vào phẩm hạnh loại người như Khương Phàm, các ngươi. Dám cược sao? Hướng Vãn Tình cười. Lời hẹp hòi này. Ta rất khó tin tưởng đây là từ trong miệng một vị lão nhân sống ngàn năm nói ra được. Tình huống bây giờ không phải là Thương Huyền nội loạn, mà là phải nhìn vận mệnh Thương Huyền lâu dài hơn, cho nên khi làm bất kỳ phán đoán gì, cũng không thể chỉ là căn cứ vào người nào đó, mà là căn cứ vào đại cục. Kiếp trước Khương Phàm đều là muốn nhất thống Thương Huyền, bảo vệ vinh quang tổ địa, là người nhìn đại cục vượt qua tất cả mọi người của Thương Huyền. Cuối cùng, từ vấn đề cá nhân ta phản bác ngươi một câu, nhân phẩm. Phẩm hạnh của Khương Phàm, tốt hơn toàn bộ các ngươi ở đây. Nếu như Khương Phàm không có phẩm hạnh tốt, kiếp trước hay kiếp này sẽ có nhiều người đi theo hắn như vậy. Nếu như Khương Phàm không có nhân phẩm tốt, Cửu Thiên Thần Tôn thà rằng liều mình tự bạo đều muốn trải đường cho hắn. Kiếp trước, Khương Phàm hợp tung liên hoành, từ trước tới giờ không lạm sát bất cứ kẻ nào của Thương Huyền, chỉ muốn chỉnh đốn Thương Huyền, trọng trấn tổ địa. Điểm ấy Chu Thiên Thần Tôn và Tần Thế Võ cùng các ngươi hẳn là đã có phán đoán cơ bản nhất. Kiếp này trở về, Khương Phàm thay đổi sách lược, cũng là do các ngươi ép. Chu Diễm còn muốn phản bác, Chu Thiên Thần Tôn lại quả quyết nói. Các ngươi có thể lui xuống. Tần Thế Võ ra hiệu Tần Thiên Hồng. Đưa bọn hắn ra ngoài. Thần Tôn. Chu Diễm bước về phía trước 2 bước. Mời. Tần Thiên Hồng dùng ánh mắt định trụ Chu Diễm, tự mình đi trước. Mang theo Chu Diễm cùng Hướng Vãn Tình rời khỏi Chu Thiên Đại Điện. Chu Thiên Thần Tôn lần nữa lâm vào trầm tư, lời Chu Diễm chất vấn đã cảnh tỉnh hắn, nhưng lời Hướng Vãn Tình nói giống như cũng có đạo lý. Nếu như chỉ là chỉnh đốn Thương Huyền, Khương Phàm không cần thiết phải giữ lại Chu Thiên Thần Điện, nhưng nếu như là nghênh kích Bát Châu Thập Tam Hải, Chu Thiên Thần Điện tồn tại có ý nghĩa lớn xa hơn là hủy diệt. Tần Thế Võ và đám người lại trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều cau mày. Thận trọng suy nghĩ lên về lời giải thích của 2 người, một lần nữa châm trước phương hướng lựa chọn. Khu ngoại điện. Sau khi Tần Thiên Hồng thu xếp tốt cho Hướng Vãn Tình cùng Chu Diễm, hắn liền khẩn cấp trở về khu nội điện của Chu Thiên Đại Điện, thảo luận về lựa chọn cho vận mệnh thần điện. Cung điện mà Hướng Vãn Tình và Chu Diễm ở khoảng cách rất xa, còn bị an bài cường giả cấp phó thống lĩnh trông coi, không cho phép tùy tiện ra ngoài.
Chu Diễm tới tới lui lui trong phòng, sắc mặt âm trầm. Lần tiếp Chu Thiên Thần Điện này trọng điểm là ở chỗ thuyết phục Chu Thiên Thần Tôn ra tay, liên thủ thần tôn bọn hắn vây bắt Khương Phàm. Không nghĩ tới Khương Phàm lại sớm đánh chủ ý tới nơi này, còn phái một nữ tử tinh minh tới. Biểu hiện của Hướng Vãn Tình kia tại Chu Thiên Đại Điện thật có thể nói là đặc sắc, không chỉ có muốn lui làm tiến, còn gặp chiêu phá chiêu, từng câu từng chữ đều nằm ở các điểm quan trọng, nhất là cái thái độ tùy ý kia, rất dễ dàng mê hoặc người. Trước khi hắn tới Chu Thiên Thần là đang do dự, mà không phải là trực tiếp từ chối, nói rõ đã thận trọng suy tính. Hôm nay không có định đoạt, cũng hẳn là vẫn đang cân nhắc. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Thần Tôn sắp chạy tới nơi này, nếu như Chu Thiên Thần Điện làm phản, Thần Tôn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chu Diễm lo lắng suy nghĩ đối sách, nhưng bây giờ hắn bị phong tỏa ở chỗ này, không gặp được Chu Thiên Thần Tôn, cũng không gặp được đám người Tần Thế Võ kia, hắn phải thuyết phục như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể phó thác cho trời? Không được. Hắn nhất định phải nghĩ đối sách, để Chu Thiên Thần Điện thống nhất mặt trận cùng bọn hắn. Nếu không, không chỉ có Thần Tôn nguy hiểm, thần triều bọn hắn cũng sẽ bị nguy hiểm. Chu Diễm vừa đi vừa nghĩ, lại ngừng một chút, khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì vò lông mày khổ não âu lo. Thật lâu, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua trong đầu. Đáy mắt Chu Diễm chợt hiện lên ý lạnh, giết nàng. Chỉ cần tiện nữ tử kia chết ở chỗ này, Chu Thiên Thần Điện sẽ không có cách nào giải thích với Khương Phàm, cái tên gia hỏa Khương Phàm kia có thể nổi điên vì nữ tử, tất nhiên cũng sẽ trả thù Chu Thiên Thần Điện. Kể từ đó, Chu Thiên Thần Điện liền không thể không cùng liên hợp Xích Thiên Thần Triều bọn hắn. Đúng, chính là như vậy. Chu Diễm sâu hít một hơi, sau khi bình phục tốt cảm xúc, một mặt lãnh đạm đẩy cửa phòng đi ra. Phó thống lĩnh trấn thủ nơi đây lập tức ngăn lại, nói. Điện chủ có lệnh, ngài nhất định phải ở lại nơi này. Ta là muốn nói với ngươi một chuyện, đến đây. Chu Diễm lật tay triệu ra một viên thánh đan từ trong nhẫn không gian, đưa cho phó thống lĩnh. Hai mắt phó thống lĩnh tỏa sáng, nhìn trái phải một cái không ai chú ý, lặng yên nhận lấy, hắn ho nhẹ vài tiếng rồi tiến vào cung điện. Nhưng khi cung điện khép kín, trong chốc lát, Chu Diễm đột nhiên ra tay, lấy cửu thiên huyền hỏa che mất phó thống lĩnh. Cửu thiên huyền hỏa tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong, cùng thôn phệ. Thánh vương đỉnh phong đột nhiên bạo kích, xử lý một phó thống lĩnh cấp bán thánh, dễ như trở bàn tay. Vị phó thống lĩnh này bất luận như thế nào cũng đều không có nghĩ đến, ở ngay trong thần điện nhà mình, bị một tân khách tập kích, kết quả ngay cả một câu la lên cũng đều không có phát ra tới, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ngươi là, ngoài cung điện của Hướng Vãn Tình, phó thống lĩnh trấn thủ nơi đây kỳ quái nhìn lão nhân đột nhiên xông tới, tóc hắn trắng phơ, hốc mắt hãm sâu, cơ thể khô gầy, thoạt nhìn như là một người sắp chết. Hướng Vãn Tình ở bên trong à? Chu Diễm đè nén năng lượng khủng bố đang vận sức chờ phát động. Ngươi là người của Xích Thiên Thần Triều. Ngươi là vị Chu Diễm kia. Phó thống lĩnh trấn thủ chú ý tới đồng mâu ba màu trong hốc mắt lão nhân, lập tức đoán được thân phận của hắn. Chu Diễm bạo tạc trong nháy mắt, nhấc lên liệt diễm cuồng bạo, diễn biến ba cái vòng xoáy, đối diện đánh về phía phó thống lĩnh. Sắc mặt phó thống lĩnh kịch biến, vừa muốn phản kích, lại vô tình bị bao phủ. Ba vòng xoáy vặn vẹo năng lượng sinh tử, thôn phệ, giống như là ác thú vừa đảo mắt liền giết chết phó thống lĩnh. Chu Diễm không chần chờ chút nào, hắn phá tan liệt diễm còn đang mãnh liệt, vọt vào trong cung điện. Bây giờ cường giả cao tầng nhất Chu Thiên Thần Điện cơ hồ đều đã đến trong pháp trận, tạm thời còn không có ai chú ý tới hắn, nhưng nữ tử bên trong là Thánh Vương, không thể tùy tiện chém giết, vậy thì chắc chắn sẽ bộc phát một trận ác chiến, đến lúc đó sẽ kinh động toàn bộ Chu Thiên Thần Điện. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước khi Chu Thiên Thần Điện kịp phản ứng, giết nữ tử này. Bành! Chu Diễm phá tan cửa điện, đồng mâu ba màu ngưng tụ, trước tiên liền tập trung vào nữ tử xinh đẹp đang nằm ngửa trên chiếc giường êm. Hình như Tần Thế Võ đã nhắc nhở qua, ai cũng không được tự tiện rời khỏi cung điện. Người cũng đã sống hơn ngàn năm, còn làm quan nhân hoàng thần triều, không hiểu quy củ như vậy sao? Hướng Vãn Tình nhướng đôi lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp lên, liếc mắt nhìn Chu Diễm khí thế hung hăng, không có chút bối rối nào, ngược lại còn châm chọc vài câu. Nơi này là Chu Thiên Thần Điện, không phải thế giới hỗn độn của ngươi, không ai có thể tới cứu ngươi được. Khương Phàm tìm nữ tử, hoàn toàn như trước đây,
chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn đầu óc. Chu Diễm không nói nhảm cùng với nàng, hắn kích phát tiềm lực, phóng thích phong ấn, cảnh giới tăng vọt đến Thánh Vương đỉnh phong. Cửu Thiên Huyền Hỏa mãnh liệt thiêu đốt, vặn vẹo lên không gian trong cung điện, sau lưng Chu Diễm dần dần hình thành ba cái vòng xoáy. Một cái tượng trưng cho sinh mệnh, không ngừng liên tục diễn biến khí tức sinh mệnh, tràn vào thân thể khẳng kheo của Chu Diễm. Một cái tượng trưng cho tử vong, diễn biến ra tử vong sát kiếm, xiềng xích u minh bao quanh, để cung điện trở nên lạnh thấu xương. Một cái tượng trưng cho thôn phệ, ba động kịch liệt, thôn phệ tất cả năng lượng giữa trời đất. Sau khi tỉnh dậy hắn đã phong ấn thực lực, chỉ vì có thể liều chết một trận chiến cuối cùng với Khương Phàm và Thiên Hậu, không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng ở chỗ này. Nhưng, vì thần triều, hắn không lo được. Đối mặt với lão già như ngươi, Hướng Vãn Tình ta còn không cần có người đến cứu. Da thịt kiều nộn của Hướng Vãn Tình nổi lên từng đường nguyệt văn, trong chốc lát đã âm lãnh đất trời, khí tức thái âm bộc phát, để cung điện lâm vào bóng tối vô tận. Trong bóng tối tĩnh mịch, Hướng Vãn Tình chậm rãi đứng dậy, hóa thành cửu vĩ yêu hồ hoa lệ, quay quanh ra uy lực ánh trăng. Cảnh giới Thánh Vương, bằng vào thái âm đồ đằng, để uy lực bước đến Thánh Vương đỉnh phong. Rốt cuộc ngươi là ai? Chu Diễm cau mày, đây không phải bí thuật truyền thừa của Hướng gia, năng lượng đột nhiên bộc phát lại còn ảnh hưởng đến vòng xoáy tử vong trong ba cái vòng xoáy phía sau hắn. Tỷ tỷ của ta, Thiên Hồ Thánh Vương, nam tử của ta, Phần Thiên Thần Hoàng, ta. Thái âm Thiên Hồ, Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình yêu mị động lòng người, phong tình vạn trùng, bên trên áo bào đỏ hoa lệ thêu lên ánh trăng, nổi bật ra khí chất tôn quý. Ánh trăng bành trướng sau lưng nàng, khuấy động hắc ám vô tận, yêu hồ vẫy đuôi, cuồn cuộn lên uy lực thái âm thật lớn. Xem ra Khương Phàm sủng hạnh ngươi không ít, để cho ngươi tự tin quá mức, không biết thực lực của Cửu Thiên Huyền Hỏa. Chu Diễm cưỡng để chiến ý, đuổi giết Hướng Vãn Tình. Hôm nay thà rằng đánh cược cái mạng già của mình hắn cũng phải giết chết nữ tử này tại Chu Thiên Thần Điện. Nhưng, ngay một khắc này, Chu Diễm có chút hoảng hốt, giật mình đến một cỗ hàn ý quỷ bí, ý thức giống như đột nhiên lâm vào không gian mê loạn, xung quanh không còn là hỏa diễm, không còn là hắc ám, mà là đất trời, là hư ảnh hàng trăm tỷ dân chúng, như là linh hồn đã rời khỏi cơ thể, mờ mịt ở giữa thế gian. Chu Diễm bỗng nhiên bừng tỉnh, gắt gao tiếp cận Hướng Vãn Tình. Đây là bí thuật gì? Hướng Vãn Tình cười nhạt mà nói. Lão già ngươi không hổ là người đấu thắng cùng Khương Phàm và Thiên Hậu. Ở vào mức độ như ngươi và ta đây, muốn kéo Chu Thiên Thần Điện tới trận doanh của mình, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Giết đối phương, ngươi nghĩ ra, ta cũng nghĩ được. Tuy nhiên rất đáng tiếc, ta nhanh hơn ngươi. Thời điểm ngươi qua đây giết ta đã giết ngươi. Có ý gì? Chu Diễm cau mày, ý thức kịch liệt hoảng hốt. Lần nữa lâm vào không gian mê loạn vô tận, hắn cưỡng ép thức tỉnh, lại lần nữa rơi xuống. Ý thức vừa đi vừa về chuyển đổi trong hỗn loạn tại thế giới thật cùng vô tận, để hắn đau đớn càng kinh hoàng hơn. Ngươi hiểu rõ Tổ Sơn không? Giữa bọn họ cùng tất cả tôn chủ thánh địa có tế đàn truyền thừa cùng ghi chép đặc thù. Trước đó an bài ta tới, vì uy hiếp Chu Thiên Thần Điện, vì có thể trở ra toàn thân, Khương Phàm đã đặc biệt sắp xếp người tiến về Tổ Sơn, mời cho ta hai tấm giấy vàng. Nếu như gặp phải tình huống đột phát, ta có thể viết xuống tên trên giấy vàng, sau đó thiêu hủy, khi tế đàn Tổ Sơn hiện ra tên, bọn họ sẽ lập tức điều động Thương Sinh Cung, đánh ra sát sinh tiễn. Hướng Vãn Tình chậc chậc hai tiếng, tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thật không muốn giết ngươi, bởi vì Khương Phàm đã nói qua, ngươi hiểu rõ chàng, có thể dự phán một ít quyết định của chàng, mà chàng càng hiểu rõ ngươi hơn, có thể dự phán cả dự phán của ngươi. Ví dụ như quang mang thần điện hủy diệt, ngươi chính là công thần. Cho nên, sau này vẫn cần dùng tới ngươi, còn nhiều nữa đây. Thật đáng tiếc, ngươi thật không nên tới nơi này. Thiếu đi ngươi, trong thương huyền này, chỉ sợ muốn ít đi rất nhiều niềm vui thú. Chết ở trên tay của ta, Khương Phàm hẳn là sẽ tiếc nuối. Chờ ta trở lại thế giới hỗn độn, chỉ sợ phải tốt bồi tội thật rồi. Hướng Vãn Tình yêu mị cười khẽ, hồng nhuận phơn phớt hở nhẹ. Chiếc lưỡi thơm tho liếm qua hàm răng, bộ dáng xinh đẹp thật sự là câu hồn đoạt phách, hại nước hại dân, con người Chu Diễm có chút ngưng tụ, hắn gầm thét đến rung trời. Muốn chết, cùng chết. Linh hồn rít gào, khí hải bạo động, Chu Diễm trong chốc lát thả mình ra, muốn dẫn bạo cơ thể, dẫn bạo Cửu Thiên Huyền Hỏa, kéo lấy yêu nữ này đồng quy vô tận. Nhưng,
Chu Diễm lại đột nhiên tăng hoảng hốt lên, con người khuếch tán, vẻ mặt hốt hoảng. Cùng lúc đó, một mảnh cường quang nở rộ tại phía bắc Chu Thiên Thần Điện, chiếu phá quần sơn vạn trượng, liệt dương tranh nhau phát sáng trên khung trời, không đợi các cường giả Chu Thiên Thần Điện kịp phản ứng, cường quang đã xuyên qua tầng 10 phong ấn bên ngoài Chu Thiên Thần Điện, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, vặn vẹo ra vòng xoáy, lao thẳng tới chỗ cung điện của Hướng Vãn Tình. Không! Chu Diễm gương mặt dữ tợn, phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét, nhưng trong lúc thoáng qua, cường quang nổ bắn ra mà tới, xuyên qua Chu Diễm linh hồn, chôn vùi sinh cơ. Sát sinh tiễn mang theo tiếng hò hét của hàng chục tỷ dân chúng, mang theo lời thẩm phán của Tổ Sơn, vô tình diệt sát Chu Diễm, cửu thiên huyền hỏa đang bộc phát cũng bị mất khống chế mà nộ trào như biển gầm, chấn vỡ nát cả cung điện, cuồn cuộn giữa đất trời, lật ngược núi cao rừng rậm ở xung quanh, còn có hơn 10 tòa cung điện. Các cường giả chấn thủ cửa bắc có chút hoảng hốt, khó có thể tin được mà nhìn cường quang đột nhiên giáng lâm, lại đánh xuyên pháp trận. Sau một khắc, địch tập, cuồng loạn gào thét vang vọng cửa bắc, từ ngoại điện bắc khu đến khu vực khác, lại đến khu nội điện, tất cả các đệ tử và trưởng lão sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động tế đàn, kích ra pháp trận chân chính uy thế. Chu thiên pháp trận lay động thiên địa, dung chuyển hư không, vô tận kiếm khí như kiếm thần cuồng vũ, chảm thiên diệt địa, hồi hộp lấy mênh mông mấy ngàn dặm sơn hà. Bên trong Chu Thiên Đại Điện, Chu Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ và các cường giả nhao nhao xuất hiện, đầu tiên là ngóng nhìn phương Bắc, tiếp đó là đưa ánh mắt nhìn về phía biển lửa đột nhiên sôi trào lên. Cửu Thiên Huyền Hỏa. Không đúng. Nơi đó là, cung điện của Hướng Vãn Tình. Khuôn mặt Tần Thiên Hồng có chút động, lập tức bay lên không, rời khỏi khu nội điện. Đi qua nhìn một chút. Chu Thiên Thần Tôn cau mày, thét lên ra lệnh Tần Thế Võ tự mình đi qua. Linh bài còn chưa có cho ngươi khắc xong đâu, nhất định phải sốt ruột chịu chết. Hướng Vãn Tình đi giữa biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, vung tay một ném khối mộc bài về biển lửa. Hướng Vãn Tình, ai cho ngươi đảm lượng làm càn tại Chu Thiên Thần Điện ta? Tiếng Tần Thiên Hồng gầm thét sung trời, quát tháo Hướng Vãn Tình, cũng lo lắng tìm kiếm bóng dáng Chu Diễm. Tần Điện Chủ, ta đây là tuân thủ quy củ của các ngươi, không có rời khỏi cung điện nửa bước. Là Chu Diễm một đường giết tới nơi này, còn muốn giết ta, ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hướng Vãn Tình thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Thiên Hồng đang khí thế hùng hổ chạy tới, nói. Các biện pháp an ninh của thần điện các ngươi giống như rất bình thường nhỉ, ngay cả quý khách cũng không đủ sức bảo hộ. Nếu như ta gặp được cái gì bất chắc, ngươi gánh chịu nổi phần trách nhiệm này sao? Chu Diễm đâu? Tần Thiên Hồng cau mày, vậy mà lại không tìm thấy bóng dáng Chu Diễm. Chết rồi! Chết rồi! Hắn tới giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể đánh trả? Đáng tiếc, gia hỏa này quá già rồi, chỉ một cái liền xong. Ngươi có thể giết hắn? Ngươi cất giấu vũ khí gì? Tần Thế Võ cũng chạy tới nơi này, cảnh giác nữ tử vũ mị đến trong lòng này. Chu Diễm mặc dù già nua khô gầy, nhưng Linh Văn là cửu thiên huyền hỏa, lại còn là cảnh giới thánh vương, há có thể nói giết thì giết. Hướng Vãn Tình lật tay triệu ra một tờ giấy vàng, cắn nát đầu ngón tay rơi xuống phía trên. Đây là giấy vàng liên hệ cùng Tổ Sơn, chỉ cần viết lên tên sau đó thiêu hủy, là có thể truyền tên đến tế đàn Tổ Sơn. Thương Sinh Cung sẽ phát xạ tới trong thời gian ngắn nhất. Tần Thế Võ và Tần Thiên Hồng lập tức khẩn trương, tiếp cận tờ giấy vàng trên tay Hướng Vãn Tình. Thương Sinh Cung còn có thể đánh xuyên qua pháp trận, bắn giết Thánh Vương. Bây giờ uy thế pháp trận của bọn hắn trọn vẹn là gấp 10 lần thời kỳ bình thường. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, thực lực Tổ Sơn bây giờ, không phải là không gấp quá khứ 10 lần, mà thậm chí là càng mạnh. Thương Sinh Cung của Tổ Sơn, là bảo vệ dân chúng, không phải là đồ đao để các ngươi chấp trưởng thẩm phán. Thương Sinh Cung này đã đánh động thiên khải, còn chỉ hướng đến chí tôn hoàng đạo, đây là đang tổn hại uy tín Tổ Sơn, cũng là đang trêu chọc tai họa cho Tổ Sơn. Một tiễn này hôm nay mặc dù là đã giết Chu Diễm, nhưng càng hủy đi tính trung lập của Tổ Sơn, Chu Thiên Thần Điện chúng ta cùng Xích Thiên Thần Triều đều có thể mượn cơ hội này, phá hủy Tổ Sơn. Tần Thiên Hồng giận dữ quát mắng Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình cười nhạt nói. Sát sinh tiễn chỉ là đang kiểm tra uy lực mà thôi, cũng không có đánh về phía Chu Thiên Thần Điện, cũng không có giết bất cứ kẻ nào. Ngươi cho rằng chúng ta mù sao? Các ngươi xác thực là nên giả mù. Nếu không, làm lớn chuyện, Tổ Sơn vì giữ gìn hình tượng,
chỉ có thể giải thích với dân chúng, tại sao muốn phát xạ sát sinh tiễn đối với hộ giả Thương Huyền. Người đây là buộc Tổ Sơn, công khai mật ước của đế tộc sao? Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng nói, cưỡng bức đánh cược miệng Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng đầy ngập lửa giận, nhưng lại kẹt ở ngay ngực, phát tiết không ra. Tần Thế Võ căm tức nhìn Hướng Vãn Tình, hai tay càng là gắt gao nắm chặt, hận không thể một quyền đập chết nàng. Nếu như ta là các ngươi thì sẽ làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cho dù có người đến hỏi, sát sinh tiễn là đánh về phía nơi này sao? Các ngươi đều phải trả lời, có sao, không thấy. Ha ha, a a a a. Hướng Vãn Tình mặt giãn ra cười yêu kiều, lại chừng nhìn đối với Tần Thế Võ, bên trong vẻ vũ mị còn mang theo mấy phần hoạt bát. Tần Thế Võ và Tần Thiên Hồng cũng không có tâm tình thưởng thức cái vẻ xinh đẹp tuyệt thế này, bọn hắn cực lực khống chế lửa giận đang muốn dâng lên. Cái gì gọi là đánh nát răng và máu thì phải nuốt vào trong bụng nuốt, hôm nay bọn hắn đã xem như thật sự lĩnh hội tới. Mà, không thể chuyển giao tội danh đến Tổ Sơn, cũng chỉ có thể chuyển cho Hướng Vãn Tình, nhưng, Xích Thiên Thần Triều tin sao? Lão Tổ Thánh Vương của bọn hắn, ở Chu Thiên Thần Điện, bị nữ tử của Khương Phàm, còn là Thánh Vương Hướng Vãn Tình giết. Không chỉ có Xích Thiên Thần Triều không tin, chính bọn hắn cũng đều không tin. Coi như tin thật, cũng là Chu Thiên Thần Điện dung túng, nếu không vì sao không nhúng tay vào. Không ngăn cản. Cho nên, cái nồi này vẫn là sẽ chụp đến trên người bọn họ. Là bọn hắn giết Chu Diễm, giết Lão Tổ đã sống ngàn năm của Xích Thiên Thần Triều. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Thế Võ cùng Tần Thiên Hồng trở nên cực kỳ khó coi. Hướng Vãn Tình nói, nơi này giống như không có cách nào ở được cả, chuyển sang nơi khác cho ta. Thay, một nơi an toàn. Tần Thế Võ sâu hít một hơi, cưỡng chế lửa giận đang muốn dâng ra, sau khi ra hiệu với Tần Thiên Hồng, hắn đã bay lên không chạy tới khu nội điện. Sau khi Chu Thiên Thần Tôn nhận được tin tức thì cũng xúc động đến mức muốn xé xác nữ tử kia. Chu Diễm chết tại Chu Thiên Thần Điện, chuyện này bất luận giải thích như thế nào đều không rõ. Xích Thiên Thần Tôn cũng sẽ cho rằng bọn họ đã hợp tác cùng Khương Phàm. Nếu như lúc này lại giết Hướng Vãn Tình, Khương Phàm cũng sẽ không khinh suất tha thứ, như thế này Chu Thiên Thần Điện sẽ xong thật. Mà, sát sinh tiễn lại còn có thể xuyên qua pháp trận của Chu Thiên Thần Điện bây giờ, trực tiếp bắn giết Thánh Vương. Chẳng phải là còn có thể uy hiếp được Thánh Hoàng. Chẳng lẽ, tin tức Thương Sinh Cung của Thương Huyền Tổ Địa được đế quân chúc phúc qua là thật? Loan Đình gian nan mở miệng. Thần Tôn, dựa theo thuyết pháp của Chu Diễm, Xích Thiên Thần Tôn sắp đến phía ngoài Bắc Bộ cách đây 5.000 dặm, không phải là chúng ta phải làm ra lựa chọn rồi sao? Khóe mắt Chu Thiên Thần Tôn có chút run rẩy, đây là đại sự liên quan đến vận mệnh Chu Thiên Thần Điện, lại bị ép buộc rồi. Hắn tức giận và càng mâu thuẫn, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì làm ra quyết định. Mang Hướng Vãn Tình tới. Chu Thiên Thần Tôn trầm giọng hạ lệnh, quay người về tới Chu Thiên Đại Điện. Hướng Vãn Tình mang theo dáng dấp yểu điệu đi tới Đại Điện, không đợi Chu Thiên Thần Tôn trách cứ, nàng đã biểu đạt bất mãn trước. Chu Diễm suýt chút nữa đã giết ta, có phải các ngươi hẳn là nên biểu đạt sự áy náy hay không? Một câu lại lần nữa chọc giận cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết của đám người Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Tôn lạnh mặt nói. Phần Thiên Thần Hoàng thật sự là đã tìm được một cô nương tốt nhỉ. Hướng Vãn Tình dịu dàng cười nói. Cách Thần Tôn nói xin lỗi chính là ca ngợi sao? Ta miễn cưỡng tiếp nhận. Chu Thiên Thần Tôn nói. Nhận được trợ giúp của ngươi, chúng ta đã làm ra quyết định. Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình sinh huy. Nhìn dáng vẻ tít mắt vui mừng của Thần Tôn, khẳng định là đã làm ra quyết định để cho mình hài lòng nhất, Vãn Tình xin lắng tai nghe. Mừng tít mắt. Tần Thế Võ và đám người lại tuôn ra một cảm giác xúc động muốn đánh nàng. Từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Thần Điện sẽ giữ vững trung lập. Không can thiệp tất cả hành động giữa các ngươi đối với Xích Thiên Thần Triều, Cửu Lê Ma Tộc, cùng Thiên Cực Giới. Nhưng, trong vòng nửa năm, các ngươi nhất định phải giải quyết Xích Thiên Thần Triều, dùng chuyện này hiện ra thực lực chiến tranh của các ngươi, cho ta một lòng tin rằng các ngươi có thể ứng phó Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn. Nếu như các ngươi giải quyết được Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện sẽ dốc sức hợp tác cùng các ngươi, cùng nhau bảo vệ Thương Huyền. Nếu như các ngươi không giải quyết được, chính là không có thực lực bảo vệ Thương Huyền, chúng ta lựa chọn một con đường khác, hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều, nghênh kích Xí Thiên Giới các ngươi,
cũng không tiếc cái giá gì để tiêu diệt Khương Phàm, chỉ hoãn thời gian đế tộc xâm lấn. Ngoài ra, trong nửa năm này, các ngươi tuyệt đối không thể công bố chuyện mật ước với đế tộc. Nửa năm sau, nếu như hai bên hợp tác, các ngươi cũng phải tận hết khả năng giữ gìn hình tượng của Chu Thiên Thần Điện chúng ta. Thần Tôn không suy nghĩ một chút, liên hợp cùng chúng ta vây bắt Xích Thiên Thần Triều, sau đó chia cắt tài nguyên nơi đó. Ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta muốn các ngươi hiện ra thực lực trước. Trong vòng một ngày hủy diệt quang mang thần điện còn chưa đủ à? Hủy diệt quang mang thần điện, rất có thể là có liên quan cùng quang mang thần tôn, hoàn toàn không đủ để chứng minh các ngươi có thực lực hủy diệt chí tôn hoàng đạo. Chu Thiên Thần Điện cho ra thời hạn nửa năm, đầu tiên là rất mâu thuẫn với uy hiếp như thế này, hắn muốn để Khương Phàm biết bọn hắn rất tức giận, thứ hai đúng là muốn nhìn thực lực thật sự của bọn người Khương Phàm. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Xích Thiên Thần Triều vô cùng cường đại, cũng không phải dễ thu thập như vậy, giữa bọn hắn nhất định phải bộc phát mấy trận ác chiến, cũng sẽ bỏ ra cái giá nặng nề. Khương Phàm hoàn toàn bất đắc dĩ chắc chắn đi cầu hắn, liên thủ khởi xướng một kích chí mệnh cuối cùng. Đến lúc đó hắn sẽ từ từ đàm phán cùng Khương Phàm, chia cắt tài nguyên Xích Thiên như thế nào, ứng phó đế tộc xâm lấn như thế nào. Hướng Vãn Tình chăm chú suy nghĩ, sau đó lại nói. Ta sẽ chuyển đạt ý nguyện của thần tôn, lúc trở lại lần nữa, sẽ mang lên hiệp ước, ngài thấy không có vấn đề, thì ký tên lên. Chu Thiên Thần Tôn nói. Không cần, bây giờ còn không phải thời điểm hợp tác, chúng ta chỉ là tạm thời cân nhắc giữ vững trung lập, lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý. Hướng Vãn Tình nhìn chằm chằm Chu Thiên Thần Tôn, cười nói. Ta đã hiểu ý của ngài. Chu Thiên Thần Tôn nói. Chuyển cáo lời chúc phúc của ta cho Khương Phàm. Ba chữ, vận khí tốt. Ta sẽ chuyển đạt, cáo từ. Chờ một chút, thần tôn còn có yêu cầu gì? Khương Phàm, thành thần chưa? Hướng Vãn Tình chỉ là cười cười, nhưng không có trả lời, sau đó bay lên không rời khỏi khu nội điện. Chu Thiên Thần Điện, Tây Bắc Bộ, ở bên ngoài hơn 2.000 dặm, Đông Hoàng Trấn Nguyên lo lắng chờ đợi tin tức, nhất là khi sát sinh tiễn đột nhiên xẹt qua bầu trời, càng làm cho tim hắn nhảy tới cổ. Lúc hắn đang quyết định, muốn nhắc lên nguy hiểm bị Chu Thiên kiếm trận xé rách để tới gần Chu Thiên Thần Điện, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cuối tầm mắt, cũng chạy đến phía hắn nơi này. Hướng Vãn Tình. Sau khi cẩn thận xác định, Đông Hoàng Trấn Nguyên đã nhanh chóng ra nghênh đón, nhấc lên không gian mê xảo cuốn nàng đi. Trước khi Chu Diễm bí mật chạy tới Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đã truyền lệnh Thiên Lang Quan, phủ lên cờ xí di chuyển địa điểm giao dịch, đồng thời hạn định trước ngày 10 tháng 3. Cũng chính là trong vòng 9 ngày nhất định phải hoàn thành giao dịch, nếu không lập tức xử tử tù binh, một ngày một người. Đây không thể nghi ngờ là tin tức để Đông Hoàng càn một trở tay không kịp. Mặc dù Xích Thiên Thần Triều khẩn trương cho an nguy của Chu Nguyên Bá, bọn hắn sốt ruột đổi bọn người lan nặc về, chỉ là vì bảo đảm an toàn, cố gắng dùng chính phương thức của bọn hắn nắm quyền chủ động trong tay mà thôi. Nhưng bây giờ Xích Thiên Thần Triều đột nhiên thay đổi thái độ. Còn chuyển rời địa điểm giao dịch đến Chu Thiên Thần Điện, có thể là giữa Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều đã bí mật đạt thành giao dịch. Hướng Vãn Tình thì sao? Nàng đã thụ mệnh đến Chu Thiên Thần Điện, chẳng phải sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao? Man Hoang chiến tộc thì sao? Bọn hắn đã đồng ý hợp tác, điều kiện tiên quyết là có thể vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, bây giờ chuyển rời giao dịch đến Chu Thiên Thần Điện, không chỉ có không có quyền chủ động. Ngược lại còn sẽ gặp phải nguy hiểm bị phản kích, Man Hoang chiến tộc quả quyết không thể nào đi qua đó. Khi Đông Hoàng Càn mang theo tin tức trở lại thế giới hỗn độn, Khương Phàm đã lập tức thỉnh cầu thế giới hỗn độn di chuyển đến phía Chu Thiên Thần Điện. Bất thình lình chuyển hướng, thật sự đã nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thiên Hồ Thánh Vương ngay từ đầu đã phản đối Hướng Vãn Tình đi qua mạo hiểm, lại lần nữa chất vấn sách lược của Khương Phàm. Ngô Chính Uyên cùng Lan Gia cũng nhao nhao biểu đạt thái độ. Thật không thể kéo dài được nữa, thật sợ thời gian càng lâu, bọn người Ngô Thiên Khải sẽ gánh không được. Ngay cả Uyển Nhi cũng đều hàm xúc biểu đạt, cân nhắc cho hài tử của Na Yêu. Khương Phàm khẩn cấp triệu tập đám người tiến hành thương thảo, cuối cùng quyết định thay đổi kế hoạch phục sát Xích Thiên Thần Tôn đã định tốt trước đó, biến thành phòng ngự cùng giao dịch. Tức là, sau khi hoàn thành giao dịch thì nhanh chóng rút lui. Nếu như bị Xích Thiên Thần Tôn và Chu Thiên Thần Tôn đả kích, cũng là để phòng ngự làm chủ. Khương Phàm trấn an đám người, Hướng Vãn Tình đang nắm giấy vàng tổ sơn trong tay, hẳn là có thể uy hiếp được Chu Thiên Thần Điện.
coi như cuối cùng bị khống chế, cũng sẽ được giao dịch cùng bọn người Lan Nặc, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, ngay lúc bọn hắn đang nhanh chóng xuôi nam, sát sinh tiễn đột nhiên mở ra không gian đã để cho trái tim của tất cả mọi người đều nhay lên đến cổ họng. Giấy vàng chỉ là dùng để uy hiếp, một khi liên hệ tổ sơn mạo hiểm phát xạ sát sinh tiễn, nhất định là đã gặp nguy cơ sinh tử. Rời khỏi hư không, hiển hiện ở thế giới thật, vào tới Chu Thiên Thần Điện cho ta. Tiếng Khương Phàm nổi giận gào thét vang vọng thế giới hỗn độn. Chu Thiên Thần Điện tự tìm đường chết, vậy cứ để bọn hắn nếm thử cảm giác tổ địa bị hủy đi. Thế giới hỗn độn có thể không cần thì không cần, nhưng thời điểm nên dùng, Khương Phàm cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Khi thế giới hỗn độn giống như là mặt trời sáng chói phá tan hư không, giáng lâm đến thế giới thật, nghiền ép lấy hư vô cùng chân thực hoành hành tới Chu Thiên Thần Điện, trong tổ từ tại Xích Thiên Hoàng Cung xa xôi, nguyên hỏa sinh mệnh của Chu Diễm đã đột nhiên dập tắt, tộc lão lưu thủ nơi này quá sợ hãi, vội vàng xông ra khỏi tổ từ, thông báo Nhân Hoàng Chu Thái. Nhân Hoàng Chu Thái chấn kinh. Chu Diễm lão tổ mật hội Chu Thiên Thần Điện, làm sao có thể chết rồi? Là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là chết tại Chu Thiên Thần Điện? Nếu như là ngoài ý muốn, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nếu như là chết tại Chu Thiên Thần Điện liền mang ý nghĩa Chu Thiên Thần Điện muốn xé rách ra mặt cùng Xích Thiên Thần Triều. Mà nguyên nhân quyết liệt trực tiếp, rất có thể là có liên quan cùng Khương Phàm. Thần tôn bọn hắn đang chạy về Chu Thiên Thần Điện, nếu như Khương Phàm hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện, chẳng phải là thần tôn giữ nhiều lành ít. Chu Thái lập tức truyền lệnh tất cả không võ cùng võ giả tinh thần của chân thiên các cùng cường tông tinh vân tông lưu thủ tại Hoàng Thành, toàn bộ giải ra, cho dù là thiêu đốt sinh mệnh, đều phải mời thần tôn về trước khi thần tôn đến Chu Thiên Thần Điện. Ngày mùng 7 tháng 3, cũng chính là sau một ngày sát sinh tiễn chiếu phá Sơn Hà, Xích Thiên Thần Tôn đã sớm đến địa điểm ước định, nhưng bọn hắn không có lập tức xuất hiện, mà là ẩn núp đi, chờ đợi Chu Diễm báo cáo. Mặc dù đoán chừng Chu Thiên Thần Điện hẳn là sẽ phái người đến làm chỗ dựa, cũng đang mong đợi Chu Thiên Thần Tôn có thể tự mình nhúng tay, nhưng trước khi có được câu trả lời chắc chắn chuẩn xác của Chu Diễm, bọn hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Thế cục bây giờ không giống với trước đây, có thể cẩn thận thì nhất định phải cẩn thận. Ta tự mình giao dịch cùng Khương Phàm, các ngươi khống chế cảm xúc lại, tuyệt đối không nên xúc động. Chu Phục Sinh nhắc nhở Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên. Mặc dù hiểu tâm tình của bọn hắn, nhưng bây giờ lại đối mặt với Khương Phàm, bọn hắn không thể không làm việc cẩn thận. Giao Khương Phàm cho ta, không cần chịu chết. Xích Thiên Thần Tôn cũng nhắc nhở Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên. Trước đó Khương Phàm cũng đã là cao giai thánh hoàng, bây giờ đạt được số lượng lớn tài nguyên từ Quang Mang Thần Điện, vô cùng có khả năng sẽ trở lại thần cảnh, cho dù làm không được, cũng là thánh hoàng đại hoàn mãn, vô hạn tới gần thần cảnh. Phối hợp với phần thiên luyện vực cùng liệp thần thương, đủ để ngạo thị thánh hoàng thiên hạ. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều không có nói chuyện, mà là đang yên lặng khống chế lửa giận cuồn cuộn nơi lồng ngực. Chu Phục Sinh lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn rất cần hai thánh hoàng đỉnh phong đầy ngập lửa giận, không sợ hãi này, nhưng thật khống chế không nổi, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn có thể giữ vững lý trí, không cần làm hy sinh vô vị. Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Ngô Thiên Khải, Bách Lý Mạc Yêu đều bị xiềng xích quấn thân, mệt mỏi treo ở giữa không trung. Bọn hắn đều bị rút khô linh lực, linh hồn cũng bị thương, suy yếu đau đớn hơn, ngay cả sức lực giãy giụa cũng đều không có. Nhưng rốt cuộc cũng bị kéo ra khỏi thiên lao, còn bị đưa đến nơi này, bọn hắn biết đây là Khương Phàm muốn tới cứu bọn họ. Mặc dù sự chờ đợi này đã ròng rã trọn vẹn nửa năm, nhưng rốt cuộc cũng vẫn phải đi về. Bọn hắn mệt mỏi cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian từ từ trôi qua, từ khi trời sáng đến lúc trời tối, lại đến bình minh ngày thứ hai. Xích Thiên Thần Tôn ngắm nhìn phương hướng Chu Thiên Thần Điện bên ngoài 5.000 dặm, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng lên. Vì sao Chu Diễm chậm chạp cũng không đến? Bọn hắn cố ý chọn hành động sau một ngày Chu Diễm hành động, chính là bảo đảm cùng ngày bọn hắn đang đuổi tới đây, Chu Diễm đã có thể thỏa đàm Chu Thiên Thần Điện. Sau đó tới đây báo cáo. Bây giờ cũng đã là ngày 8, khoảng cách giao dịch cùng Khương Phàm chỉ còn 2 ngày. Nếu như Khương Phàm hành động nhanh, ngày mai đã có thể đến, nhưng, Chu Diễm đâu? Chu Diễm đang làm gì? Hắn khống chế xuyên thiên toa, tốc độ so với chúng ta hẳn là nhanh hơn chút, đã sớm đến Chu Thiên Thần Điện, cũng đã nên thỏa đàm xong rồi chứ.
Chẳng lẽ Chu Thiên Thần Điện không đồng ý hợp tác? Chúng ta đều đã đích thân tới, hắn còn có cái gì để phải e ngại nữa? Coi như Chu Thiên Thần Tôn không nguyện ý mạo hiểm tới dây, nhưng an bài hai vị Thánh Hoàng tới làm dáng một chút, cũng không có vấn đề cơ mà. Chu Phục Sinh tự lẩm bẩm, cũng ngửi được một mùi bất an. Nhưng đó là Chu Thiên Thần Điện, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Thời gian từ từ trôi qua, từ bình minh đến hừng đông, lại đến giữa trưa. Xích Thiên Thần Tôn cũng đã bắt đầu bất an, hắn mang theo bọn người Chu Phục Sinh tiếp tục rút lui về phía sau. Bên ngoài ba vạn dặm, Đông Hoàng Chấn Nguyên mang theo Hướng Vãn Tình đón nhận thế giới hỗn độn đang oanh oanh liệt liệt xuôi nam. Hướng Vãn Tình an toàn trở về để cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cũng khẩn cấp ẩn nấp thế giới hỗn độn, trở lại không gian hư vô. Sau khi Hướng Vãn Tình nói xong chuyện đã trải qua ở Chu Thiên Thần Điện, Khương Phàm không ngớt coi trọng nữ tử xinh đẹp như cáo vài lần này. Không thể không nói, mặc dù kiếp này Khương Phàm tìm nữ tử không nhiều, nhưng giống như không có chúng bình hoa dùng không vừa ý. Chu Thiên Thần Tôn duy trì đầy đủ đề phòng, cũng không muốn bị chúng ta lợi dụng, cũng không muốn bị chúng ta vây bắt. Ta thấy ý kia hẳn là phải chờ sau khi chúng ta đánh cùng Xích Thiên Thần Triều đến sống chết, lại đến đàm phán với chúng ta, chân chính ký kết hiệp nghị hợp tác. Mục đích thật sự mà Hướng Vãn Tình đến Chu Thiên Thần Điện, chỉ là kiềm chế tinh lực nơi đó, không cần gấp rút tiếp viện Xích Thiên Thần Triều, nhưng nháo đến cuối cùng, vậy mà nàng đã ký kết một cái hiệp nghị bằng miệng cùng Chu Thiên Thần Điện. Cái quyết định này thuộc về tự tiện, cũng làm rối loạn kế hoạch chỉnh đốn thương huyền của Khương Phàm cùng bọn người Thiên Hậu đã định lúc đầu. Cho nên sau khi về tới đây, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Khương Phàm cùng Thiên Hậu trao đổi ánh mắt, đây quả thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nhưng, nếu như Chu Thiên Thần Điện thật sự có thể giữ vững trung lập, ở phía sau hiệp trợ vây bắt Xích Thiên Thần Triều, lập tức có thể rút ngắn thời gian để bọn hắn chỉnh đốn thương huyền, cũng có thể giảm bớt thương vong, dù sao tiềm lực chiến tranh của Xích Thiên Thần Triều vẫn còn tại đó, còn có hai cái Thánh Hoàng đỉnh phong mang theo chuẩn thần khí cùng thần khí, hơn nữa còn điên rồi. Nhưng, ân oán kiếp trước phải làm sao bây giờ? Cái chết của Cửu Thiên Thần Tôn thì sao? Tất cả mọi người đang trầm mặc, bao gồm cả Khương Phàm. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thiên Hậu đã tỏ thái độ, nàng nói. Từ vấn đề bảo vệ thương huyền đến xem, ý nghĩa Chu Thiên Thần Điện tồn tại cao hơn hủy diệt nhiều. Chu Thiên kiếm trận có uy lực mạnh mẽ, 30.000 trưởng lão đệ tử chấn thủ, còn có Chu Thiên Thần Tôn cùng 4 vị Thánh Hoàng phụ trợ, quả thật tinh lực có thể ngăn chặn hai đại thần tộc. Tránh cho chúng ta một mình tiếp nhận toàn bộ lực lượng của Bát Châu Thập Tam Hải. Bên trong Chu Thiên Thần Điện có rất nhiều cường giả, nếu như cung cấp đầy đủ tài nguyên, nơi đó thật sự là có hy vọng bồi dưỡng tân thần, đến lúc đó Chu Thiên Thần Điện cũng không chỉ là có thể cô thủ kềm chế, còn có thể chủ động xuất kích. Thái độ của Thiên Hậu rõ ràng là khẳng định Hướng Vãn Tình, không có trách cứ nàng tự tiện quyết định, nhưng trong lời nói rõ ràng còn chưa hết thâm ý, đó chính là ân oán kiếp trước cùng Chu Thiên Thần Điện. Cùng tổn thương mà Chu Thiên Thần Điện gây ra cho bọn hắn tại cuộc chiến ở Thiên Trụ Sơn, nhất là Cửu Thiên Thần Giáo. Đông Hoàng càn cao mày, lại chậm chạp không nói gì, cái này khiến bầu không khí thoáng bị kiềm chế. Nếu là hiệp nghị bằng miệng, vậy thì cũng không có bất cứ ước thúc gì. Nếu như chúng ta có thể tự mình bắt lấy Xích Thiên Thần Tôn, cũng không cần phải giữ lại Chu Thiên Thần Điện, nếu như bắt không được, suy nghĩ thêm những vấn đề khác. Khương Phàm chủ động tỏ thái độ. Không thể không để ý tới cảm xúc của các phương. Ý nghĩa tồn tại của Chu Thiên Thần Điện xác thực càng lớn hơn so với hủy diệt, nhưng so với phần ý nghĩa kia, hắn càng xem trọng là cái liên minh này của bọn hắn có thể ổn định như thế nào. Bọn người Kiều Vô Hối liên tiếp tán thành, nếu như Chu Thiên Thần Điện thừa cơ hội bọn hắn giao dịch cùng Xích Thiên Thần Triều lần này, cưỡng ép ký kết hiệp nghị hợp tác, bọn hắn vì muốn mau chóng đổi bọn người Lan Nặc về, thật đúng là phải cân nhắc thỏa hiệp. Nhưng Chu Thiên Thần Tôn tự cho là thông minh, nhất định phải chờ đến sau đó mới lại hợp tác, vậy cũng đừng trách bọn hắn. Nếu như có thể bằng vào thực lực của chính mình gặm lấy khúc xương cứng là Xích Thiên Thần Triều kia, vậy thì bọn hắn cũng sẽ có thể quay người lại lập tức san bằng Chu Thiên Thần Điện. Nếu như xác thực gặm không được, bọn hắn phải làm chút thỏa hiệp cùng xin lỗi tại trên hiệp nghị phía hợp tác cho Chu Thiên Thần Điện. Đông Hoàng càn trầm mặc thật lâu, hắn nhìn bọn người Lan ra một chút. Lại miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bây giờ việc cấp bách là hoàn thành cuộc giao dịch này cùng Xích Thiên Thần Triều. Mặc dù bây giờ Khương Phàm không cần lo lắng Chu Thiên Thần Điện sẽ gấp rút tiếp viện Xích Thiên Thần Tôn, nhưng thời gian vội vàng,
không thể nào giải thích cùng man hoang chiến tộc được, man hoang chiến tộc chắc chắn sẽ không đến trợ giúp. Lực lượng lớn nhất để hắn phục kích Xích Thiên Thần Tôn là cần Đông Hoàng Càn, cùng hai vị nhân ma cấp bậc Thánh Hoàng đỉnh phong của man hoang chiến tộc, cùng nhau lợi dụng ưu thế không gian tiến hành kiềm chế. Chỉ dựa vào Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, căn bản không hình thành được tác dụng hiệp trợ tốt nhất, làm không tốt còn có thể bị Xích Thiên Thần Tôn nắm lấy cơ hội, xé sống hai người Đông Hoàng Càn bọn họ. Mà mặc dù bọn người Kiều Vô Hối cường hãn, nhưng còn không thể tham dự chiến trường thần cấp, nhất là loại thần như Xích Thiên Thần Tôn kia. Giao dịch bình thường cùng Xích Thiên Thần Tôn, đừng lại muốn những thứ khác. Thiên Hậu vô cùng rõ ràng thực lực của Xích Thiên Thần Tôn, dưới tình huống không có nắm chắc, nàng rất không nguyện ý mạo hiểm, nhất là hai Thánh Hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại này. Huống chi, Đông Hoàng Toại đều chưa hẳn có thể trở về kịp thời. Bọn người Kiều Vô Hối lần lượt gật đầu, trước tiên phải bảo đảm con tin an toàn, không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Khương Phàm và Dạ An Nhiên ra hiệu. Xin mời thế giới hỗn độn đi đến Chu Thiên Thần Điện, nhưng không cần áp sát quá gần. Đêm xuống, Xích Thiên Thần Tôn lại lui lại, thậm chí cân nhắc có nên rời khỏi hay không. Đến bây giờ Chu Diễm còn không có tới, rất có thể là đã ra xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Mà nghĩ đến ba chữ, ngoài ý muốn, Chu Phục Sinh và đám người liền khẩn trương cao độ, thậm chí lá gan đều không bị khống chế mà rung động. Những năm gần đây bọn hắn thật sự là đã trải qua quá nhiều điều ngoài ý muốn, mỗi lần đều mang theo hậu quả nghiêm trọng. Rời khỏi nơi này, rốt cuộc Xích Thiên Thần Tôn cũng đã đưa ra quyết định, quát tháo bọn người Chu Phục Sinh lập tức rời khỏi. Mặc dù Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên không cam lòng, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Rời khỏi. Bọn người Lan Nặc đau đớn nhắm mắt lại, bỏ lỡ cơ hội giao dịch lần này, lại không biết phải chờ giao dịch khác tới lúc nào. Xích Thiên Thần Triều còn có thể giết một kẻ nào đó trong bọn hắn, kích thích Khương Phàm. Chờ đi, chờ đi. Ngô Thiên Khải tuyệt vọng nói nhỏ, mặc cho xiềng xích kéo lấy hoành hành giữa bầu trời. Ta muốn gặp hài tử của ta, dù chỉ là một chút. Chỉ một chút. Đôi mắt của Chu Thanh Thọ dần dần mông lung. Ngươi sẽ trở về, tin tưởng ta. Nếu như Xích Thiên Thần Triều muốn tế cờ, ta tới trước. Lý Bách Mạc yêu mệt mỏi trấn an. Ta tới đi, ta, chí ít có sau. Tầm mắt Chu Thanh Thọ đang buông xuống đột nhiên nổi lên từng tia sáng rực, mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không nơi xa, khàn khàn nói nhỏ. Tới, hắn tới, tới. Bọn người Lan Nặc bị xiềng xích kéo lấy liên tiếp mở mắt ra, mong đợi nhìn lên bầu trời, nhưng đầy trời đều là những đám, còn ẩn hiện tinh thần, nào có bóng dáng Khương Phàm. Ngươi nằm mơ rồi. Ngô Thiên Khải lại nhắm mắt lại. Tới, hắn thật sự đến rồi, ta có thể cảm nhận được tinh thần kiếm. Chu Thanh Thọ vừa dứt lời, hư không phương xa đột nhiên nổi lên gợn sóng, một mảnh liệt diễm bàng bạc mãnh liệt lao ra tới phía trước. Liệt diễm như con sông lao nhanh, bao phủ khung trời, tiếp đó lại cuồn cuộn kịch liệt, hóa thành chu tước dương cánh, che khuất bầu trời, thần uy nghiêm nghị. Cường quang chiếu rọi khắp nơi, liệt diễm đốt thấu bầu trời đêm. Khương Phàm người khoác phần thiên chiến trụ. Trong tay cầm lấy liệp thần thương, đi ra từ trong hư không, trực diện với Xích Thiên Thần Tôn. Hắn yên lặng kích phát bảy bản thân, tương đương với bảy thánh hoàng cực hạn giao hòa với nhau, cưỡng bức đẩy cảnh giới cùng khí thế lên đến thần linh cảnh. Thánh hoàng cực hạn là một cảnh giới rất đặc thù, đó là quá trình biến đổi từ thánh khu đến thần khu, thánh hồn đến thần hồn, đã đơn giản chính là thần uy cùng thần tính, cũng đã có xưng hào bán thần. Cho nên Khương Phàm gia tăng thực lực gấp 7 lần. Xác thực giống như là chân thần, huống chi còn có liệp thần thương mãnh liệt tăng trì. Vẻ mặt của Chu Phục Sinh, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên đại biến, sát uy lạnh thấu xương tràn ngập đất trời kích thích thần hồn của bọn hắn, để tôn vị thánh hoàng đỉnh phong bọn hắn đều cảm nhận được sự kiêng kỵ. Khương Phàm, thành thần. Ha ha, tới, ta đã nói. Tới. Chu Thanh Thọ kịch liệt giãy giụa, con mắt đều đã ướt. Tới, rốt cuộc cũng đã đến. Lan Nặc đều hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời nàng không có mâu thuẫn đối với nam tử trước mắt kia. Xích Thiên Thần Tôn, ngươi muốn đổi địa điểm giao dịch. Ta đã tới, ngươi đây là muốn đi đâu? Khương Phàm thừa nhận trùng kích khi thực lực được gia tăng gấp 7 lần, toàn thân giống như là muốn nổ tung, nhưng chiến ý cũng mãnh liệt bành trướng dâng lên cao vút, hai con ngươi bắn ra cường quang, giống như là có hai con chu tước đang bay lên ở bên trong,
cùng Chu Tước thần văn trên trán chiếu rọi lẫn nhau. Ngươi làm như thế nào? Kiếp trước ngươi không có năng lực như vậy. Đồng mâu trong hốc mắt Xích Thiên Thần Tôn xoay tròn, nhìn thấu Khương Phàm. Hắn không phải thần linh chân chính, mà là cưỡng ép tăng năng lượng lên tới thần linh. Nhưng truyền thừa mạnh nhất của Chu Tước hẳn là Thủy Tổ phân thân, Vô Thượng Chí Tôn kiếm, cùng Niết Bàn trùng sinh, tuyệt đối không có truyền thừa cưỡng ép tăng thực lực lên. Nếu không, bất tử bất diệt, còn có thể ngưng tụ phân thân, lại có thể đơn phương tăng thực lực lên, chẳng phải là nghịch thiên trong nghịch thiên sao? Mặc dù chiến khu đặc biệt của Cửu Long, Huyền Vũ và các yêu thú cùng nhân tộc có thể cưỡng ép tăng thực lực lên từ trong cảnh giới, nhưng cũng có giới hạn, không thể nào trực tiếp từ Thánh Hoàng bước vào thần linh, đây là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Ta không phải ta kiếp trước, chúng ta càng không phải chúng ta kiếp trước, không cần thiết phải nói nhảm. Ngươi giao người của ta cho ta, ta giao người của ngươi cho ngươi. Sau khi giao dịch hoàn thành, đều lui về ngàn dặm, riêng mình rời khỏi. Đôi mắt Khương Phàm hừng hực, dâng lên cường quang, quét mắt đến phía các sợi xiềng xích bị Chu Phục Sinh lôi kéo. Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Ngô Thiên Khải, Bách Lý Mạc Yêu, đều đến đông đủ. Nhưng, Vạn Linh Huyết Thụ đâu? Chu Nguyên Bá đâu? Ta muốn nhìn thấy hắn. Xích Thiên Thần Tôn không đợi được Chu Diễm nên cũng rất cảnh giác, nếu Khương Phàm chủ động giao dịch, hắn cũng không cần nói nhảm. Ta nói chính là, dùng linh hồn Chu Nguyên Bá giao dịch Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Ngô Thiên Khải, Bách Lý Mạc Yêu, cùng Thụ Yêu kia. Thụ Yêu ở đâu? Ta muốn là trao đổi Chu Nguyên Bá hoàn chỉnh, ngươi không cần có kẻ mặc cả, mặc dù Chu Nguyên Bá là Thánh Hoàng, nhưng giá trị của bốn kẻ trong tay của ta này có thể bù đắp được. Nếu như người nguyện ý giao dịch, chúng ta lập tức tiến hành, nếu như không nguyện ý, người có thể giết Chu Nguyên Bá, ta cũng sẽ dùng cách của ta, xử lý tù binh của ta. Muốn hoàn chỉnh Chu Nguyên Bá, có thể, ta muốn năm tù binh hoàn chỉnh, Thụ Yêu đâu. Chỉ là một cái cây mà thôi, trong tay của ta chỉ có bốn tên. Giao hay không giao, nhìn ngươi. Ngươi có biết đó là cái gì không? Vạn Linh Huyết Thụ, thiên địch của yêu tộc, là siêu cấp chiến thụ có được tiềm lực thành thần. Nó, ở đâu? Bớt nói nhảm đi, trên đời này không có Vạn Linh Huyết Thụ. Xích Thiên Thần Tôn làm thần linh sống hơn 2000 năm, đương nhiên đã nghe nói qua Vạn Linh Huyết Thụ, nhưng đó là thứ tồn tại trong truyền thuyết, đã sớm biến mất từ rất lâu rồi. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, các ngươi đã trải qua cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, miêu tả cho Xích Thiên Thần Tôn nghe, bộ dáng Thụ Yêu kia. Khương Phàm gọi tên bọn hắn. Mắt Bùi Tu Nghiệp đều muốn phun ra lửa. Chúng ta hận không thể xé ngươi, ngươi lại còn đến chỉ lệnh chúng ta. Xích Thiên Thần Tôn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên, miêu tả bộ dáng về Vạn Linh Huyết Thụ từ trong trí nhớ mơ hồ của bản thân. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên hơi nhíu mày lên. Bởi vì bộ dáng gốc cây kia quá quái dị, toàn thân trên dưới đều quá lộng lẫy, chạc cây tráng kiện giống như là vô số xúc tu, bắt mắt nhất chính là một quả cầu đỏ tươi ở trên cùng, tràn ngập huyết khí bành trướng. Xích Thiên Thần Tôn đã có phán đoán được từ thể hiện của Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên, thật sự là Vạn Linh Huyết Thụ. Không phải đã bị diệt tuyệt rồi sao? Ta không chỉ có Vạn Linh Huyết Thụ, ta còn có Thiết Long Cổ Thụ, Thôn Thiên Yêu Hoa, Huyết Linh Bồ Đề Thụ. Đương nhiên còn có Địa Ma Thụ. Nguyên nhân chủ yếu nhất mà ta nguyện ý trao đổi Chu Nguyên Bá, chính là muốn lấy lại Vạn Linh Huyết Thụ. Ngươi là không có thấy, hay là giữ lại rồi? Khương Phàm cố ý cường điệu về Vạn Linh Huyết Thụ, áp bách Xích Thiên Thần Tôn. Trên khuôn mặt già nua tang thương của Xích Thiên Thần Tôn không nhìn ra bất kỳ thể hiện gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Khương Phàm. Thiên cực giới biến mất, chúng ta nhận được chỉ có hai người tên là Lan Nặc và Bách Lý Mạc Yêu này, không có Thụ Yêu. Nếu như người nguyện ý trao đổi, bây giờ liền kiểm tra, nếu như không nguyện ý trao đổi, bây giờ cứ rút đi. Chu Nguyên Bá, chúng ta từ bỏ. Bốn tên tù binh này của ngươi, cũng đừng nghĩ tới nữa. Khương Phàm cau mày, nhìn về hướng Lan Nặc. Lan Nặc chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Nàng có dự cảm khả năng Vạn Linh Huyết Thụ đã gặp nguy hiểm, nhưng tình huống cụ thể thật không biết. Chu Phục Sinh chú ý tới Khương Phàm đột nhiên tràn ngập sát ý, lập tức nắm chặt xiềng xích, chuẩn bị phóng thích Cửu Thiên Huyền Hỏa, giết chết bọn người Lan Nặc bất cứ lúc nào. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đứng ở hai bên. Lấy Thiên Phạt kiếm cùng Chí Tôn quyền trượng, rơi xuống trên người đám người Lan Nặc, cảnh cáo Đông Hoàng Càn ở sau lưng Khương Phàm không nên mạo hiểm. Sau khi liên tục suy nghĩ,
Khương Phàm vẫn đồng ý trao đổi. Bây giờ Xích Thiên Thần Tôn khẳng định rất khẩn trương, cũng gấp về Xích Thiên Thần Triều, nếu như lại có bức bách, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn, thật có khả năng từ bỏ giao dịch. Đây là đầu của Chu Nguyên Bá, đây là linh hồn của Chu Nguyên Bá. Đây là thân thể Chu Nguyên Bá, đây là hỏa chủng trong khí hải Chu Nguyên Bá. Đây là hai tay cùng hai chân của Chu Nguyên Bá. Đông Hoàng Càn vung ra năm cái quan tài đá, dùng xiềng xích không gian phóng ngang lên bầu trời, biểu hiện ra theo thứ tự, cũng nói. Chúng ta mang theo thành ý tới, nhưng các ngươi không có đụng đủ số lượng. Năm cái quan tài đá, các ngươi chỉ có thể chọn 4 cái. Chu Phục Sinh tức giận, bọn hắn lại phá hủy Chu Nguyên Bá. Nhưng không chờ hắn giận dữ mắng mỏ, Khương Phàm đã nhân tiện nói. Không cần nói nhảm, ta không phải đến đàm phán cùng các ngươi, ta là tới giao dịch. Một người trao đổi một tòa quan tài đá, các ngươi chọn đi. Đầu, cơ thể, linh hồn, hỏa chủng. Xích Thiên Thần Tôn cũng không muốn lại trì hoãn, để tránh nổi lên ngoài ý muốn. Đối với Thánh Hoàng mà nói, đầu, thân thể, linh hồn là quan trọng nhất, chỉ là bên trong bộ thân thể kia không có trái tim, ảnh hưởng rất lớn. Về phần hỏa chủng, bắt đầu tại Thánh Linh Cảnh, Chu gia bọn hắn đã lắng đọng tinh hoa huyền hỏa ở trong khí hải, hỏa tinh không tắt, khí hải bất diệt, là tương đương với việc kết tinh thú nguyên. Mang cả chủng về thì sẽ có thể tỉnh linh văn đang yên lặng lại, kích phát khí tức sinh mệnh. Cho nên hai tay hai chân so ra cũng không quan trọng như vậy. Chu Phục Sinh giơ xiềng xích lên, đều vung lan nặc, Chu Thanh Thọ, Ngô Thiên Khải cùng Bách Lý Mạc Yêu ra phía trước. Đông Hoàng Càn cũng chấn động xiềng xích không gian, đẩy quan tài đá di chuyển về phía trước. Hai bên đều đề phòng cao độ, đề phòng đối phương giở trò lừa bịp. Bọn người lan nặc cũng khẩn trương đến ngạt thở, thật sợ sẽ nổi lên ngoài ý muốn, chết ở chỗ này. Rốt cuộc, bọn người lan nặc đi đến phía trước quan tài đá. Đông Hoàng Càn và Chu Phục Sinh đồng thời ra hiệu, để xiềng xích giao thoa lẫn nhau, Đông Hoàng Càn cuốn lấy bọn người lan nặc, mà Chu Phục Sinh thì cuốn lấy quan tài đá, sau đó từ từ lui về. Cho đến khi bọn người lan nặc trở lại bên cạnh Khương Phàm, quan tài đá thì được kéo tới Chu Phục Sinh nơi đó, hai bên đều thoáng thở phào. Trận giao dịch này đối với cả hai bên đều là cực kỳ quan trọng, chuyện nguy hiểm đã được hoàn thành. Cáo từ, gặp lại trên chiến trường. Xích Thiên Thần Tôn dẫn đầu rời khỏi. Chậm đã. Khương Phàm đột nhiên gọi lại. Giữa chúng ta, không có bất kỳ cái gì để phải nói nhảm cả. Ta nghĩ, ngươi cũng đồng ý với câu nói này. Xích Thiên Thần Tôn ngừng lại, đưa lưng về phía Khương Phàm. Liên quan tới kiếp trước và kiếp này, xác thực không cần thiết phải nói nhảm, nhưng ta thực sự không nghĩ ra, là dạng cân nhắc gì lại để cho ngươi ký kết điều ước như thế. Giọng Khương Phàm lạnh lẽo, để Xích Thiên Thần Tôn nhíu mày, cũng làm cho trái tim của đám người Chu Phục Sinh rụt lại. Đế ước. Khương Phàm quả nhiên biết. Ta cũng coi là hiểu rõ ngươi, cho nên ta thật không hiểu, vì sao ngươi muốn ký kết đế ước. Mặc kệ ngươi tăng thêm ghi chú như thế nào duy trì tôn nghiêm ở bên trong điều ước, nhưng bản thân đế ước đã là một tờ huyết thư giao bán thương huyền. Ta và ngươi chỉ là kẻ thù, nhưng bây giờ ngươi đã thành tội nhân thương huyền. Ngàn công khó chống đỡ một tội, chí tôn hoàng đạo thủ vệ thương huyền vài vạn năm, công tích vô số, nhưng khi đế tộc đạp lên thương huyền, một khắc này, tiếng hàng trăm vạn sinh linh thương huyền chửi mắng sẽ bao phủ công tích vài vạn năm của chí tôn hoàng đạo. Lịch sử sau này, cũng chỉ sẽ nhớ kỹ việc các ngươi phản bội thương huyền. Chu Võ Ninh, một mình ngươi đã hủy công tích vài vạn năm của Xích Thiên Thần Triều, một mình ngươi, hủy đi cố gắng đời đời kiếp kiếp của chí tôn hoàng đạo. Một tờ huyết thư của ngươi, không chỉ bán rẻ thương huyền, cũng vĩnh viễn ghi chính ngươi vào sỉ nhục lịch sử. Mà tất cả mục đích làm những việc này, chỉ vì để chứng minh ngàn năm trước, ngươi giết ta, là chính xác. Khương Phàm nhìn bóng lưng Xích Thiên Thần Tôn, thanh âm không cao, nhưng từng câu từng chữ đều là như đâm vào hắn, thẳng đến nội tâm Xích Thiên Thần Tôn. Trái tim tỉnh táo của Xích Thiên Thần Tôn như biển cả nổi lên gợn sóng, cứ việc cố gắng che giấu, nhưng bất luận là Đông Hoàng Càn, hay là bọn người Chu Phục Sinh ở bên cạnh hắn, đều rõ ràng đã nhận ra năng lượng ba động từ Xích Thiên Thần Tôn. Ta có tội, sẽ kiệt lực không lâu, nhưng ta không sai, sai là ý trời. Xích Thiên Thần Tôn đã vô số lần nghĩ tới, nếu như thời gian được quay lại, hắn có thể tiếp nhận đề nghị của Chu Diễm hay không, đáp án đều là để cho mình ngoài ý muốn, hắn sẽ tiếp nhận. Lấy cục diện ngay lúc đó,
nếu Chí Tôn Hoàng Đạo thật sự không nắm giữ quyền chủ động, tình cảnh chắc chắn sẽ càng ngày càng hỏng bét, mà muốn nắm giữ quyền chủ động, chỉ có thể mở ra lối riêng, không theo quy tắc bình thường. Mà, nếu như không có cái ngoài ý muốn là Cửu Thiên Thần Giáo kia, bọn hắn thật sự sẽ thành công. Tại Thương Huyền mà nói, hắn có tội, nhưng đối với lựa chọn của hắn, chính là hắn càng bất công tức giận đối với Thương Thiên nhiều hơn. Khương Phàm nhìn bóng lưng Xích Thiên Thần Tôn thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đưa đi một câu. Thật đáng tiếc khi nghe được câu trả lời như vậy, cáo từ. Chu Võ Ninh, ta không cần lịch sử bình phán, ta sẽ dùng cách của ta, bảo vệ Xích Thiên Thần Triều, bảo vệ Thương Huyền Tổ Địa. Khương Phàm, hươu chết vào tay ai? Nói còn quá sớm, chúng ta, rửa mắt mà đợi. Xích Thiên Thần Tôn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn phóng thích liệt diễm, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Bọn người Chu Phục Sinh đuổi sát theo, cũng rời khỏi mảnh nguy hiểm này. Bọn người Lan Nặc, Chu Thanh Thọ an toàn trở về, để thế giới hỗn độn náo nhiệt lên. Mặc dù Vạn Linh Huyết Thụ sống chết còn chưa biết, cũng không thể trọng thương Xích Thiên Thần Tôn, nhưng tổng thể mà nói, người đã còn sống trở về, Chu Thiên Thần Điện lại trung lập, cũng coi là tương đối trọn vẹn. Rốt cuộc Chu Thanh Thọ cũng đã được nhìn thấy hài tử, một hồi khóc một hồi cười, cảm xúc gần như mất khống chế. Bọn người Hàn Ngạo cũng chuẩn bị đại lễ cho Chu Thanh Thọ, cảm tạ hắn ngay lúc đó đã liều mình cứu giúp. An nhiên, thế giới hỗn độn có thể tìm tới thiên cực giới không? Khương Phàm nhất định phải xác định Vạn Linh Huyết Thụ là còn sống hay đã chết, đó là thụ yêu mà hắn mong đợi nhất, cũng đã chuẩn bị sau khi cứu trở về sẽ toàn lực bồi dưỡng. Thậm chí không tiếc bất kỳ cái giá nào cũng muốn dùng máu Phượng Hoàng để nuôi nấng nó, đợi đến khi Bát Châu Thập Tam Hải đổ bộ Thương Huyền, chỉ cần cắm nó đến Tân Hải, thì sẽ có thể trấn nhiếp yêu tộc. Lại phụ trợ thêm Thiết Long Cổ Thụ cùng Địa Ma Thụ, thì sẽ có thể hình thành tuyến phòng ngự không thể phá vỡ. Thiếp sẽ hỏi thần thụ thế giới một chút, hẳn là có thể tìm được. Hãy cố gắng tìm kiếm, nếu như Xích Thiên Thần Tôn nói không sai, rất có thể thiên cực giới mất tích là đã chui vào hải vực. Nhất định phải tìm tới nó, trận chiến tiếp theo chính là nó. Trước đó không phải là Khương Phàm không muốn lùng bắt thiên cực giới, mà là thiên cực giới thật sự rất đặc thù. Không gian thần bí kia cũng không phải nơi như bên ngoài đồn đại, mà là do kim giáp hư thiên trùng dùng sợi tơ không gian tầng tầng lớp lớp bện thành, rất có thể là lợi dụng di hài cự thú hư không, khai phách ra thế giới. Cự thú hư không là một trong 12 yêu tổ hồng hoang, cũng là tổ thú thần bí nhất. Bọn chúng thường xuyên biến mất, thời gian biến mất rất dài, mỗi lần đều để cho người ta nghĩ rằng bọn chúng đã diệt tuyệt, nhưng mỗi lần xuất hiện, bên trong tư liệu lịch sử ghi chép lại đều là hai chữ thần cấp, cùng hư không gào thét, hoắc loạn rung động càn khôn. Khương Phàm không xác định được có phải là thiên cực giới đã dùng di cốt cự thú hư không chế tạo hay không, cũng không biết tòa di cốt kia đến cùng là lớn bao nhiêu, nhưng không thể phủ nhận là, thời gian thiên cực giới tồn tại. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, cũng chính là thế lực cấp hoàng đạo bắt đầu xuất hiện trước nhất từ thời đại, tổ địa không đế kia. Cho nên, hoàng kim hư thiên trùng hao phí 30.000 năm tạo nên thiên cực giới, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng bây giờ Khương Phàm đã có thể chân chính đánh ra thần uy, lại được Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại hiệp trợ, hẳn là có thể phá vỡ thiên cực giới. Thiên hậu an bài nói, chỉnh đốn toàn thể thần giáo. Chuẩn bị vây bắt thiên cực giới. Người tham chiến lần này, nhất định phải là thánh cảnh trở lên. Bên trong thiên cực giới có hàng tỷ trùng tộc, kim giáp hư thiên trùng, đây là loài có số lượng lớn nhất, có thể tùy tiện hoành hành trong thâm không, là chúa tể chiến trường, vì để tránh cho thương vong không cần thiết, chỉ có thể là thánh cảnh có được sức đề kháng càng mạnh tham chiến. Tại thời điểm thế giới hỗn độn vượt qua thâm không, lao tới hải vực Nam Bộ tìm kiếm thiên cực giới. Xích Thiên Thần Tôn đang rút lui đã gặp được sứ giả mà Nhân Hoàng Chu Thái phái tới, báo cáo tin tức Chu Diễm đã chết. Xích Thiên Thần Tôn giận đến tím mặt, cho dù Chu Thiên Thần Tôn không đồng ý hợp tác, thì cũng không thể đến mức giết Chu Diễm được. Đây là muốn triệt để quyết liệt cùng Xích Thiên Thần Triều sao? Đây là muốn hoàn toàn đứng ở một bên Khương Phàm sao? Chu Thiên Thần Tôn nghĩ như thế nào? Quang mang thần điện bị hủy diệt đã hù đến hắn rồi. Giết Chu Diễm. Đây là muốn nhập đội với Khương Phàm sao? Hắn không sợ Khương Phàm qua cầu rút ván, cuối cùng nuốt bọn hắn. Chu Phục Sinh khó có thể hiểu được tại sao Chu Thiên Thần Điện lại làm ra lựa chọn như thế này. Mà mặc dù Chu Diễm đã ngủ say mấy trăm năm, nhưng suy nghĩ vẫn sinh động như cũ,
hắn còn vô cùng hiểu rõ Khương Phàm, trong nội chiến sắp bộc phát này, bọn hắn thật sự cần Chu Diễm cung cấp đề nghị cho bọn hắn, kết quả. Chết rồi. Cứ không hiểu gì mà chết rồi. Bọn người Bùi Tu Nghiệp càng tức giận, chẳng lẽ Chu Thiên Thần Điện đã quên cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn sao? Quên chuyện Khương Phàm dùng Liệp Thần Thương ngược đánh hắn, Cửu Thiên Thần Tôn suýt nữa nổ chết hắn rồi sao? Vậy mà bọn hắn lại còn kết minh cùng Khương Phàm. Khương Phàm đã cho Chu Thiên Thần Tôn hứa hẹn và ân huệ gì, mà lại có thể làm cho vị thần tôn này làm ra quyết định hoang đường như thế? Không đúng. Xích Thiên Thần Tôn sau khi tức giận trong một lúc ngắn ngủi thì đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như Chu Thiên Thần Điện thật sự là dùng Chu Diễm để đầu nạp nhập đội, nhất định là đã hạ quyết tâm cực lớn, là thật sự kết minh, hợp tác. Nhưng lần giao dịch này, vì sao Chu Thiên Thần Điện không có xuất hiện? Vì sao Khương Phàm lại thống khoái kết minh rồi? Chu Phục Sinh, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên lập tức cảnh giác, giao dịch đã hoàn thành, kế tiếp là vây bắt sao? Khương Phàm có thể hiện ra thần uy, Chu Thiên Thần Tôn là chiến thần cuồng bạo nhất thương huyền, mà số lượng thánh hoàng của hai bên càng là đạt tới ngoài 10 vị, nếu như thật sự kết minh, hôm nay bọn hắn đã phải chết ở nơi này. Không võ đến đây hồi báo đều run rẩy, phải chết. Ta đường đường là võ giả không gian, tu luyện tới Niết Bàn cửu trọng thiên dễ dàng sao? Nếu như nơi này bộc phát chiến tranh thánh hoàng cùng thần cấp, tùy tiện mấy trận dư ba đều có thể để hắn vỡ nát. Xích Thiên Thần Tôn dò xét năng lượng ba động trong thiên địa, lắc đầu nói. Khương Phàm rút lui thật, Chu Thiên Thần Điện không có tới. Ngươi tên gì? A, à, không võ bị điểm danh vội vàng nói. Đại trưởng lão Chân Thiên Các, Lưu Đình. Chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi đến Chu Thiên Thần Điện hỏi thăm tình huống. Chuyển cáo Chu Thiên Thần Tôn cho ta, thành thật trả lời, vì sao lại giết Chu Diễm? Ta, Lưu Đình âm thầm run rẩy. Ngay cả Chu Diễm đều giết, hắn đi qua chẳng phải là chịu chết. Ta sẽ đi qua.